Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 96. Đi vào đại điện thì Lục Lâm Thiên hết run, hắn hít sâu, bình tĩnh tinh thần nhìn vào. Ghế giữa đại điện có một người vạm vỡ đang ngồi, tối đa khoảng 50 tuổi, rất trẻ trung, thân hình cao to chắc khỏe, mắt toát ra khí thế uy nghiêm, khí hoàng giả uy bá thiên hạ lộ rõ. Tim Lục Lâm Thiên đập nhanh. Người này là phụ thân của Vô Song, tộc trưởng Bắc Cung gia tộc sao? Nhìn mặt mày thì nam nhân có vài nét giống Vô Song, khí thế uy bá thiên hạ đó không phải người bình thường có được. Bắc Cung Nhất lập tức tiến lên hành lễ với người trong đại điện. Kính chào tộc trưởng, kính chào các vị trưởng lão, đã mang Lục Lâm Thiên tới. Bắc Cung Kình Thương nói. Mời đại hộ pháp ngồi. Tộc trưởng quét mắt qua Lục Lâm Thiên, ngừng lại trên người Bắc Cung Diễn Siêu. Diễn Siêu lão đệ cũng ngồi đi. Bắc Cung Diễn Siêu bước vào đại điện. Những người khác đứng lên hành lễ. Ký anh chào thành chủ. Chức thành chủ Thành Mộc Hoàng tuy chỉ cai quản tử đệ chi thứ của Bắc Cung gia tộc nhưng trên danh nghĩa thì giống như tộc trưởng. Các trưởng lão hành lễ, ánh mắt tò mò nghi hoặc xem xét Bắc Cung Diễn Siêu, nhìn mặt lão tái nhợt. Ước chừng các trưởng lão đã sớm biết Bắc Cung Diễn Siêu và Lục Lâm Thiên vừa đánh nhau. Bắc Cung Diễn Siêu phất tay nói. Các vị trưởng lão miễn lễ. Lục Lâm Thiên sải bước tiến lên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Bắc Cung Kình Thương. Lục Lâm Thiên quét mắt qua người trong đại điện, có tổng cộng hơn 40 người, toàn là cường giả tôn giai. Trong đó có nhiều người Lục Lâm Thiên quen, lúc đi Độc Cô gia tộc đã gặp vài người, có mấy không đến. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi thay đổi. Bắc Cung Hùng. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong số trưởng lão Bắc Cung gia tộc ngồi ở vị trí thứ nhất, một người già nua mặc trường bào màu xanh nhạt đơn giản. Tóc mai sợi bạc. Khuôn mặt già đầy nếp nhăn nhưng mắt thì sáng quắc, là Bắc Cung Hùng, đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc mà Lục Lâm Thiên gặp trong Độc Cô gia tộc. Lục Lâm Thiên lại âm thầm liếc mắt một vòng, tiến lên mấy bước, quỳ một gối hành đại lễ với người vạm vỡ. Lục Lâm Thiên nói, tiểu tế kính chào nhạc phụ đại nhân. Lục Lâm Thiên nói chuyện không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Tiếng kêu nhạc phụ khiến các cặp mắt trong đại điện nhìn chân chối. Quét tới quét lui trên người Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Kình Thương. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Lục Lâm Thiên, ta nên đồng ý hay không đồng ý tiếng kêu nhạc phụ của ngươi đây? Lục Lâm Thiên ngước đầu lên nhìn thẳng Bắc Cung Kình Thương, thái độ không tiện không kêu. Dù nhạc phụ có đồng ý hay không thì tiểu tế vẫn muốn kêu, không dám bỏ lễ độ. Tiểu tế thấy nhạc phụ sao có thể không lễ phép chào. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên, khí thế vô hình bao phủ. Lục Lâm Thiên, ta chưa thừa nhận ngươi là nữ tế, ngươi kêu như thế không thấy quá sớm sao? Nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương ta không phải ai cũng có tư cách cưới. Lục Lâm Thiên bị khí thế đè ép, đại điện run rẩy. Các trưởng lão ánh mắt thay đổi. Lục Lâm Thiên cảm nhận áp lực mạnh mẽ đè người mình, lực lượng lớn khiến hắn khó ngước đầu lên như sắp nằm rạp xuống đất. Vũ đan màu lục trong người xoay tròn, ánh sáng vàng khuếch tán, áp lực trên người Lục Lâm Thiên giảm đi. Trước áp lực to lớn Lục Lâm Thiên lại ngước đầu lên, thái độ vẫn bình tĩnh nói. Hôn ước của tiểu tế và Vô Song sớm có, dù nhạc phụ thừa nhận hay không thì điều này không thể sửa đổi, cũng không ai sửa được. Tiểu tế kính chào nhạc phụ. Nhìn Lục Lâm Thiên, nhiều trưởng lão thầm than. Mạnh thật. Trước lực lượng ức chế của tộc trưởng. Tuy gã chưa dùng hết sức nhưng Lục Lâm Thiên có thể nhẹ nhàng đối kháng lại là điều người bình thường không làm được. Ha ha ha! Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên, đảo trong mắt, lực lượng ức chế tiêu trừ, cười to bảo. Tiểu tử giỏi, có can đảm, đứng lên đi, Bắc Cung Kình Thương ta nhận nữ tế nhà ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đa tạ nhạc phụ. Lục Lâm Thiên đứng lên nhìn Bắc Cung Kình Thương, lòng thầm giật mình. Tu vi thực lực của nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương này chắc chắn vượt qua đẳng cấp tôn giai, đến mức độ nào thì Lục Lâm Thiên không thể đoán ra nhưng đẳng cấp tôn giai không thể so sánh, mới rồi chắc gã chưa dùng hết sức. Lục Lâm Thiên vừa đứng lên, một lão nhân mặc trường bào màu lam nhạt đứng ra nói. Tộc trưởng, việc này vẫn chưa quyết định, Vô Song là đại tiểu thư trong tộc chúng ta, sao có thể tùy tiện thành thân với người ngoài giới. Nên tộc trưởng hãy thu về mệnh lệnh đã ban đi. Trở về sau lại quyết định. Bắc Cung Diễn Siêu hỏi lão nhân trường bào lam nhạt. Tam trưởng lão nói vậy là sao? Trong tộc có thể văn bản quy định gì việc người trong tộc không được thông hôn với bên ngoài? Lại một trưởng lão đứng lên phản đối.
thành chủ, tuy trong tộc không có văn bản quy định rõ ràng nhưng Bắc Cung gia tộc ta luôn có quy định ngầm. Thành chủ cũng biết Mộc Hoàng chi khí quan trọng thế nào, Mộc Hoàng chi khí của Vô Song tiểu thư là tồn tại tối cao hiện nay trong tộc. Nếu lần này được đến ích lợi trong thần điện thì tương lai của tiểu thư càng sáng lạn hơn. Thêm nữa Lục Lâm Thiên có nhiều hôn ước, đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc ta sao có thể chung phu quân với người. Có người lên tiếng phản đối. Đúng vậy, đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc ta không thể chung phu quân với người. Dù thiên phú của Lục Lâm Thiên mạnh mấy, lĩnh ngộ thuộc tính mới thì chưa chắc sẽ đại thành. Không phải mọi người đều có thể giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ đại thành thuộc tính mới. Đương thời người lĩnh ngộ thuộc tính mới không chỉ có Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc nhưng đại thành đặt chân lên hoàng tộc thì chỉ có Bắc Cung gia tộc ta và Độc Cô gia tộc. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy, không tránh được vài rắc rối nhỏ. Các vị trưởng lão nói có lý. Bắc Cung Kình Thương ngồi trên ghế cao, mắt lóe tia sáng. Nhưng ta muốn biết lý do các vị trưởng lão phản đối là gì. Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Tộc trưởng, thứ nhất vì Lục Lâm Thiên không phải người Bắc Cung gia tộc. Vì bảo toàn Mộc Hoàng chi khí, Vô Song tiểu thư không thể gả cho người bên ngoài. Thứ hai, nghe nói Lục Lâm Thiên có nhiều hôn ước, đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc ta tuyệt đối không chung phu quân với người. Chỉ tính hai điều này tuyệt đối không được, xin tộc trưởng suy xét cho tộc mà thu lại mệnh lệnh đã ban. Tam trưởng lão nói xong Lục Lâm Thiên không nhịn được nạt mấy trưởng lão phản đối. Nhảm nhí, hôn sự của ta và Vô Song chỉ liên quan phụ mẫu, thiên địa cũng không quản được, liên quan quái gì đến các ngươi. Xoẹt 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 xoẹt. Lục Lâm Thiên nói xong hấp dẫn tất cả ánh mắt. Một trưởng lão tức giận trước tiên mắng Lục Lâm Thiên. Tiểu tử càn rỡ, nơi đây là Bắc Cung gia tộc, không cho phép nhà ngươi càn rỡ tại đây. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng, không chút khách sáo. Các ngươi đang nói về hôn sự của ta và Vô Song nhưng không cho ta nói chuyện. Không biết điều này phạm vào nội quy nào của các ngươi. Hay là ta hôn sự của ta và Vô Song đạp đuôi của các ngươi. Người thiện bị người khi, ngựa ngoan bị người kỵ, Lục Lâm Thiên đã sớm hiểu rõ đạo lý này. Đối phó một số kẻ bảo thủ thì không cần quá khách sáo. Nghe Lục Lâm Thiên nói, mấy trưởng lão phản đối giống to. Khốn kiếp! Lục Lâm Thiên đang nói sách nói mé chửi bọn họ là chó. Đường đường là trưởng lão Bắc Cung gia tộc, bọn họ chưa từng bị người đối xử như vậy. Lục Lâm Thiên không hề khách sáo, mắt lạnh liếc qua mấy trưởng lão. Các ngươi mới là thằng già khốn nan, hôn sự của ta và Vô Song liên quan gì các ngươi? Chẳng qua tự cao Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc bất phàm, tiếc rằng các ngươi có yêu thú, linh thú thì sao? Chỉ biết diễu võ dương oai trước mặt người thường, không đáng đồng xu trong mắt ta. Các ngươi tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm cũng không chịu nổi một kích trong mắt ta, các ngươi có vốn liếng gì tự cao bất phàm? Tiểu tử phun cuồng ngôn, không thèm để Mộc Hoàng chi khí, Độc Cô gia tộc ta vào mắt. Tam trưởng lão nổi khùng nhìn Bắc Cung Kình Thương. Tộc trưởng cũng thấy tiểu tử này cuồng vọng thế nào rồi, Bắc Cung gia tộc ta sẽ không gả đại tiểu thư cho loại cuồng đồ này. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người. Ta là cuồng đồ, vậy các ngươi lại là cái gì? Ta chưa từng xem nhẹ Lục Trung hay Mộc Hoàng chi khí. Nhớ lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính Mộc, Đại Thành, một hơi xưng đế, đặt chân Lục Đại Hoàng tộc. Đó là thiên phú tuyệt đại biết mấy, bá đạo tuyệt nhiên cỡ nào. Nghe Lục Lâm Thiên nói làm nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc ánh mắt kích động. Nhớ lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ rất là phong hao tuyệt đại, là tồn tại mà hiện giờ tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc hướng về. Nay người ngoài thốt ra lời khen làm họ đặc biệt cảm thấy vinh diệu. Ghế trên, Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Diễn siêu tò mò nhìn Lục Lâm Thiên. Mắt Bắc Cung Kình Thương lộ tia khen ngợi. Lục Lâm Thiên nhìn phản ánh của mọi người, ánh mắt xa sầm. Tiếc rằng sau Bắc Cung lão tổ thì đám hậu nhân các ngươi trừ nắm chặt Mộc Hoàng chi khí tự cho mình siêu phàm ra còn biết cái gì. Nói các ngươi canh giữ Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc chẳng bằng nói các ngươi dựa vào Mộc Hoàng chi khí bảo vệ. Ai nấy tự cao tự phụ, các ngươi có tư cách gì? Nếu không có Bắc Cung lão tổ, không có Mộc Hoàng chi khí, các ngươi có là gì? Không bằng phân chó, ai thèm để các ngươi vào mắt? Lời nói lạnh lùng của Lục Lâm Thiên rơi vào tai người Bắc Cung gia tộc như búa tạ gõ vào lòng họ. Ai nấy biến sắc mặt, đặc biệt là những trưởng lão phản đối biểu tình càng đặc sắc nhất. Lục Lâm Thiên lại mắng. Việc ta có nhiều hôn ước thì cũng là sự thật,
trước khi Vô Song về Bắc Cung gia tộc đã biết, Vô Song biết hết mọi chuyện. Có vài việc không cần nói nhiều với các ngươi, Vô Song từ nhỏ lớn lên ở Lục gia, Bắc Cung gia tộc các ngươi làm được cái gì? Hiện tại Vô Song trở lại, các ngươi cấm cái này cái kia, vậy lúc trước các ngươi ở đâu? Quá nực cười. Thanh âm của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trong đại sảnh, không khí lặng ngắt như tờ. Các trưởng lão nhìn nhau, không ai lên tiếng. Đại điện yên tĩnh ngắn ngủi sau một thanh âm vang lên. Hay cho tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, thực lực khá, võ miệng cũng giỏi. Chỉ bằng vào tiểu tử nhà ngươi có tư cách gì hoa tay múa chân nói bậy bạ trong Bắc Cung gia tộc ta. Lúc trước Vô Song lưu lạc ở bên ngoài vì có lý do, nói thế nào thì trên người Vô Song chảy dòng máu Bắc Cung gia tộc, chuyện của Vô Song thì Bắc Cung gia tộc ta có thể quản. Còn ngươi, ỷ vào có chút thực lực đã đến Bắc Cung gia tộc ta diễu võ dương oai, ngươi đi nhầm nơi rồi. Nói chuyện là đại trưởng lão Bắc Cung Hùng của Bắc Cung gia tộc. Đại trưởng lão nói đúng, Bắc Cung gia tộc ta không đến lượt ai nói linh tinh. Tiểu tử nghĩ Bắc Cung gia tộc ta không có người sao? Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng có địa vị rất cao trong Bắc Cung gia tộc, mới nói xong được nhiều trưởng lão ủng hộ. Số trưởng lão khác không lên tiếng. Ghế trên vang tiếng quát. Được rồi. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương âm trầm quét bốn phía. Hôn ước của Lục Lâm Thiên và Vô Song đã quyết định từ trước khi Vô Song về Bắc Cung gia tộc, ta cũng mới đồng ý, chẳng lẽ các vị trưởng lão muốn ta la ạt lỏng sao? Lục Lâm Thiên có thực lực và thiên phú xứng đôi cưới Vô Song. Nếu các vị không phục thì cứ tìm cường giả trẻ tuổi nhất Bắc Cung gia tộc mà luận bàn so đấu. Nếu Lục Lâm Thiên thua tức là không có tư cách xứng đôi Vô Song, ta sẽ thu lại mệnh lệnh đã ban. Nghe Bắc Cung Kình Thương nói có vẻ như tộc trưởng hơi giận, đám trưởng lão không dám hé răng. Việc đã đến nước này bọn họ không cách nào sửa đổi, vốn chỉ muốn cố gắng hết sức ngăn cản. Dù sao Vô Song tiểu thư đã đính hôn với Lục Lâm Thiên lúc ở bên ngoài. Khuôn mặt già nua co giật. Bắc Cung Hùng nói. Tộc trưởng, xin hãy nghĩ kỹ rồi làm. Bắc Cung Kình Thương trầm giọng nói. Đại trưởng lão đừng nhiều lời nữa, việc này quyết định vậy đi. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, hiện Vô Song không ở, ta muốn nói vài câu với ngươi. Tuy ta đã đồng ý hôn sự của ngươi và Vô Song nhưng ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu dám khi dễ Vô Song thì ta quyết không tha ngươi. Lục Lâm Thiên lại hành lễ. Đa tạ nhạc phụ thành toàn, tiểu tế tuyệt đối không dám phụ Vô Song chút nào, xin nhạc phụ yên tâm. Bắc Cung Kình Thương nói. Nhớ là tốt, đứng lên đi. Nhiều trưởng lão biến sắc mặt, việc này đã thành định cục, bọn họ không thể thay đổi được gì. Chỉ có một nửa trưởng lão phản đối, nhưng bọn họ biết Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mới sau đó trong Độc Cô gia tộc, dùng thực lực thật sự đánh bại nhiều cường giả. Có nhiều trưởng lão giữ thái độ đứng xem. Còn lại phần nhỏ trưởng lão đã không thể ảnh hưởng đại cục. Lục Lâm Thiên đứng dậy, cười tủm tỉm, rốt cuộc qua cửa hôn sự. Ánh mắt ý cười nhưng không thể che giấu tia trầm trọng. Mục đích Lục Lâm Thiên đến đây không phải vì hôn sự, hắn chưa từng lo về điều này. Lòng Vô Song hướng về hắn, không cần lo gì. Lúc này Lục Lâm Thiên đang lo về Mộc Hoàng chi khí, nhiều trưởng lão Bắc Cung gia tộc thái độ không quá tốt với hắn, e rằng rất khó lấy Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Nếu có Vô Song, được nàng hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn chút. Tiếc rằng Vô Song không ở, Lục Lâm Thiên muốn có được Mộc Hoàng chi khí càng khó khăn hơn. Bắc Cung Kình Thương hỏi. Lục Lâm Thiên đến Bắc Cung gia tộc còn có chuyện gì không? Lục Lâm Thiên liếc đám người, mắt lóe tia sáng ngước lên nói. Không dám giấu giếm, siêu thúc đến vì muốn cầu một Mộc Hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ của Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên dứt lời. Nhiều cặp mắt trong đại điện ngạc nhiên, Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng. Cái gì, một Mộc Hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ? Lục Lâm Thiên nhìn phản ứng của mọi người thầm lấy làm lạ, phản ứng lớn quá vậy. Bắc Cung Diễn Siêu hỏi. Lục Lâm Thiên, người có biết thiên mộc thần thụ là vật gì không? Lục Lâm Thiên đáp. Tiểu tử biết chút ít, nghe nói thiên mộc thần thụ là trọng bảo của Bắc Cung gia tộc. Lúc trước Bắc Cung lão tổ ở dưới thiên mộc thần thụ đại thành thuộc tính mộc, một hơi đột phá thành đế. Bắc Cung Diễn Siêu nhìn Lục Lâm Thiên, lắc đầu nói. Ngươi biết khá nhiều, thiên mộc thần thụ là báu vật chấn tộc của Bắc Cung gia tộc, đừng nói ngươi muốn một mộc hoàng chi khí, dù tới gần thiên mộc thần thụ cũng không được phép. Hơn nữa một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ có giá trị liên thành, không thể tính bằng giá trị. Nếu phải tính giá của nó tuyệt đối không dưới một thần khí.
Người nói muốn một mộc hoàng chi khí thì có thể không? Lục Lâm Thiên không ngờ một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ giá trị liên thành đến vậy, cắn răng nói. Nếu được một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ thì ta đồng ý trao đổi một thần khí. Trao đổi thần khí, tiểu tử nhà ngươi ra tay khoát sức thật. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng. Tiếc rằng ngươi có dùng 10 thần khí trao đổi cũng khó như nguyện. Mộc hoàng chi khí này không phải ngươi nói có liền được. Thiên mộc thần thụ đã sớm thông linh, muốn lấy một mộc hoàng chi khí trên người nó dù là ta cũng không thể làm được. Trừ phi thiên mộc thần thụ cam lòng tình nguyện cho ngươi một mộc hoàng chi khí, nhưng kỳ ái này tương đương với nằm mơ. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Nhạc phụ, có thể cho tiểu tế thử một lần không? Lòng Lục Lâm Thiên càng nặng nề, thì ra thiên mộc thần thụ đã thông linh từ lâu, muốn được một mộc hoàng chi khí như nằm mơ. Nhóm Thanh Lôi Huyền chỉ vừa thông linh mà uy lực đã khủng bố như vậy, thiên mộc thần thụ thông linh từ lâu, lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ dưới thiên mộc thần thụ một hơi thành đế, đại thành thuộc tính mộc, e rằng thực lực của thiên mộc thần thụ càng kinh khủng. Tam trưởng lão mặc trường bào màu lam nhạt khinh thường liếc Lục Lâm Thiên. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thiên mộc thần thụ là nơi ngươi muốn tới gần liền đến sao? Cường giả trong tộc cũng không dễ đến gần thiên mộc thần thụ. Người ngoài muốn tới gần là chuyện không thể nào. Bắc Cung Diễn Siêu nói. Lục Lâm Thiên, đúng là người ngoài không được đến gần thiên mộc thần thụ. Muốn có một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ càng không thể nào, việc này thì ai đều bó tay. Biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng, không ngờ mộc hoàng chi khí trên âm dương vân vũ đan khó lấy đến vậy. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn Bắc Cung Kình Thương. Nhạc phụ, miễn cho tiểu tế thử là được. Dù thành công hay không tiểu tế nguyện ý trả giá vì nó. Dù thế nào sư phụ thánh thủ linh tôn đang chờ mộc hoàng chi khí mới phục hồi được, Lục Lâm Thiên phải có được mộc hoàng chi khí, không thì sư phụ không thể phục hồi. Xem tình huống của sư phụ thánh thủ linh tôn e rằng không chống đỡ được lâu, nên dù phải trả giá lớn bao nhiêu Lục Lâm Thiên cũng muốn thử một lần. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng. Tiểu tử! Muốn đến gần thiên mộc thần thụ cần tất cả trưởng lão đồng ý, dù tộc trưởng đồng ý với ngươi cũng vô dụng. Còn về cái giá mà ngươi nói thì không đủ tư cách giao dịch với Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Hùng âm trầm nói. Ngươi hãy nhân lúc còn sớm bỏ ý định này đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên xa sầm, các trưởng lão muốn làm khó hắn, trong chuyện này sẽ không để hắn như ý. Lục Lâm Thiên muốn nói gì nhưng đành ráng nhịn, giờ có nói cũng vô dụng, tạm nhịn rồi tính tiếp. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương thay đổi nói với mọi người. Được rồi, tất cả lui ra đi. Bóng người chợt lóe, Bắc Cung Kình Thương biến mất trong đại điện. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, mắt hấp háy. Hắn thật sự không thể có được mộc hoàng chi khí sao? Mấy trưởng lão liếc Lục Lâm Thiên, nhếch mép cười. Hừ, từng người cười tủm tỉm rời khỏi đại điện. Lục Lâm Thiên không được như ý làm các trưởng lão thấy hết giận. Bắc Cung Nhất đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, thiên mộc thần thụ là báu vật chấn tộc Bắc Cung gia tộc, dù thế nào thì người ngoài không thể có được. 1000 năm trước Thác Bạt gia tộc có cường giả bị thương nặng cần một mộc hoàng chi khí cứu mạng, tộc trưởng Thác Bạt gia tộc đích thân đến cầu một mộc hoàng chi khí thục mệnh nhưng Bắc Cung gia tộc ta không đồng ý, cũng không thể đồng ý. Lục trưởng môn muốn có mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ là điều không thể nào, đừng suy nghĩ nhiều. Lục Lâm Thiên hỏi. Đại hộ pháp, thật sự không có cách nào sao? Bắc Cung Nhất nói. Không, thiên mộc thần thụ không dễ đến gần, Lục trưởng môn là người ngoài nếu tới gần e rằng giữ nhiều lành ít. Lát sau Lục Lâm Thiên ra khỏi đại điện, trên quảng trường trông thấy Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ, không nói nhiều, cùng nhau đi xuống sườn núi. Bắc Cung Nhất gọi độc long thú thiên mộc, mọi người trở lại đình viện. Lục trưởng môn mới để Bắc Cung gia tộc, hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lão Hủ xin đi trước. Bắc Cung Nhất đưa 5 người về đình viện, dặn dò Lục Lâm Thiên không được đi lung tung trong Bắc Cung gia tộc sau đó cáo từ rời đi. Dọc đường đi thấy sắc mặt của nhị thiếu gia, tâm sự nặng nề. Vì có mặt Bắc Cung Nhất nên Cực Lạc Tam Quỷ không tiện hỏi, giờ người đã đi. Lệ Quỷ hỏi ngay. Nhị thiếu gia, có chuyện gì? Gặp chuyện khó xử gì sao? Lục Lâm Thiên kể lại việc mộc hoàng chi khí. 4 người Cực Lạc Tam Quỷ. Tuyết sư biết xong chỉ thở dài thườn thượt, không giúp được gì. Tạm thời không nghĩ ra cách, khẽ thở dài. Các người còn có vết thương, hãy đi trị thương. Sắc trời đã chập tối,
Lục Lâm Thiên định bụng ngày mai tìm cách đi gặp Bắc Cung Kình Thương một lần xem còn cách nào không. Lục Lâm Thiên đi vào căn phòng tinh xảo, trời còn sáng, hắn không tâm tình đi dạo nơi đâu. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong phòng tiếp tục luyện hóa chân khí nuốt của vi sinh ngũ tổ. Cắn nuốt chân khí rồi rào rất khó luyện hóa xong trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên chỉ có thể làm từ từ. Giây lát ngắn ngủi, quanh thân bao phủ trong vầng sáng vàng, hơi thở loáng thoáng tiến bộ. Nếu người ngoài trông thấy tốc độ tu luyện thế này sẽ trố mắt líu lưỡi. Hoàng hôn, trời chiều chiếu rọi, trong Bắc Cung gia tộc khoác vầng sáng vàng. Biển mây trên bầu trời lấp lánh ánh sáng vàng, trông cực kỳ đồ sộ. Lục Lâm Thiên đến, mấy chiêu đánh bại thành chủ Bắc Cung Diễn Siêu, mấy canh giờ ngắn ngủi tin tức như mọc cánh nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người Bắc Cung gia tộc kinh sợ. Trên một ngọn núi Hà Quang bao phủ, nhiều người đứng đó, toàn là thanh niên khoảng 2, 30 tuổi. Ai nấy khí vũ hiên ngang, khí thế cường đại. Trong đám người nếu Lục Lâm Thiên có mặt sẽ nhận ra nhiều người quen thuộc. Có các cường giả trẻ của Bắc Cung gia tộc như Bắc Cung Hạo Nam đã đi Độc Cô gia tộc. Người đẹp trai đứng trước nhất khuôn mặt đẹp như ngọc, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Ngọc. Ánh mắt Bắc Cung Hạo Nam âm trầm nói. Không ngờ Lục Lâm Thiên dám đến Bắc Cung gia tộc ta diễu võ dương oai. Thực lực của Lục Lâm Thiên này thật mạnh, thành chủ Thành Mộc Hoàng cũng chịu thiệt. Thực lực như Lục Lâm Thiên không uổng là linh vũ chiến tôn, rất biến thái. Mấy thanh niên kinh thán, bọn họ biết thực lực thành chủ Thành Mộc Hoàng, là cường giả hiếm có trong tộc nhưng chỉ ba chiêu đã bị Lục Lâm Thiên đánh bại, trong đó một chiêu được hắn nhường. Nói nghiêm khắc thì hai chiêu đã đánh bại thành chủ Thành Mộc Hoàng, lúc bọn họ biết tin tức đều giật mình trợn mắt há hốc mồm. Bắc Cung Hạo Nam chừng mấy thanh niên sau lưng. Mấy người bớt khen người nhục uy phong bên ta đi. Bắc Cung Hạo Nam nhìn sang Bắc Cung Ngọc. Thống soái, Lục Lâm Thiên đã đưa lên cửa, chúng ta có ra tay không? Nếu không thì may cho ái tên Lục Lâm Thiên kia. Tuy Lục Lâm Thiên mạnh nhưng đoàn Mộc Hoàng chúng ta hành động, hợp sức với nhau chưa chắc không làm gì Lục Lâm Thiên được. Các ngươi bớt mưu tính bậy bạ đi, nghe kỹ đây, bằng vào thực lực của các ngươi hợp sức chỉ làm trò cười. Muốn tự rước lấy nhục thì cứ đi. Khuôn mặt đẹp trai của Bắc Cung Ngọc ánh mắt âm trầm nhìn Bắc Cung Hạo Nam. Ta vốn gai mắt Lục Lâm Thiên, cảm thấy Vô Song và Lục Lâm Thiên ở chung với nhau là hoa lải cắm bãi phân châu. Nhưng sau cuộc chiến ta mới biết Lục Lâm Thiên tuyệt đối có đủ thực lực, quan trọng nhất hắn là một nam nhân đích thực. Nên ta không hy vọng các ngươi đi trêu vào Lục Lâm Thiên, không thì đừng nói các ngươi chịu thiệt ta cũng mặc kệ, ta sẽ không tha cho các ngươi. Đám người Bắc Cung Hạo Nam gật đầu nói. Rõ. Không có thống soái đi đầu, bọn họ làm sao dám kiếm chuyện với Lục Lâm Thiên. Thật là tự rước lấy nhục. Bắc Cung Ngọc liếc mắt qua mọi người, đưa mắt nhìn dáng chiêu nhuộm vàng khung trời. Lục Lâm Thiên, nếu hắn đã đến thì ngày mai nên ghé thăm. Không ngờ thực lực của hắn cường đại đến mức này, thật biến thái. Màn đêm bao phủ khung trời, bầu trời đầy ánh sao. Ánh sao mông lung nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, gió đêm thổi nhẹ mang theo cảm giác mát. Trên một ngọn núi, trong đình viện có mấy người ngồi. Mỗi người biểu tình cực kỳ khó xem, là trưởng lão Bắc Cung gia tộc ban ngày châm chích Lục Lâm Thiên. Khá đông người, khoảng 10 trưởng lão, tam trưởng lão, đại trưởng lão Bắc Cung Hùng cũng có mặt. Lục Lâm Thiên muốn có Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ, đúng là nằm mơ. Người bình thường sao có thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ? Mộc Hoàng chi khí không phải muốn có liền dễ dàng lấy. Nhưng không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên cường đại đến thế, thành chủ Thành Mộc Hoàng cũng không đánh lại. Mấy trưởng lão đang bàn luận về Lục Lâm Thiên, biểu tình giật mình, trầm trọng. Tiếc rằng quan hệ của thần nữ và Lục Lâm Thiên đã quyết định. Mộc Hoàng chi khí của thần nữ chắc chắn sẽ được lợi lớn trong lần này thần điện mở ra. Nếu thành hân với nhóm Bắc Cung Ngọc thì đời tiếp theo Mộc Hoàng chi khí sẽ siêu cao, là lựa chọn tốt nhất cho Bắc Cung gia tộc ta. Thành thân với Lục Lâm Thiên thì thần nữ đã không phải người Bắc Cung gia tộc mà là người Lục gia. Tiếc rằng người khác không nhìn ra điều đó, tộc trưởng đã quyết định, mấy chúng ta không thể sửa đổi được gì. Nếu thực lực nhóm tộc trưởng thắng Lục Lâm Thiên thì dễ nói, cố tình hắn siêu mạnh. Mấy trưởng lão than dài, bọn họ không có ý riêng gì về hôn sự của thần nữ và Lục Lâm Thiên, hoàn toàn lo cho tộc, chẳng qua lập trường khác nhau nên ý tưởng cũng khác. Bắc Cung Hùng mắt lóe tia sáng. Chưa chắc, muốn sửa thì cũng có cơ hội. Muốn sửa đổi việc này không phải hoàn toàn không có cơ hội.
Chẳng lẽ đại trưởng lão có cách gì sao? Mấy cặp mắt cùng nhìn đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng nói. Có cách nhưng cần thông báo toàn bộ trưởng lão đến quyết định mới được. Mắt tam trưởng lão lộ tia lo lắng. Nhưng nhóm nhị trưởng lão dường như không mấy phản đối, e rằng khó thể làm toàn bộ trưởng lão đồng lòng với chúng ta. Tóc mai bạc trắng của Bắc Cung Hùng run nhẹ, khuôn mặt già nua, mắt lóe tia sáng lạnh. Yên tâm, chưa chắc bọn họ sẽ phản đối. Chúng ta chỉ cần 2/3 trưởng lão đồng ý là được. Có ta ở, ta tin không mấy sẽ không ển mặt. Một đêm chậm rãi trôi qua, khi luồng sáng thứ nhất dâng lên từ phương đông lộ ra vệt trắng, xuân ý trong lành cùng gió sớm ập vào mặt. Trong Bắc Cung gia tộc, ánh sao mông lung chân trời xa dần tan biến. Lục Lâm Thiên thở hắt ra khí chọc. Phù! Luyện hóa một đêm đã tiến bộ nhiều, Lục Lâm Thiên luyện hóa sơ chân khí cắn nuốt vào người đã có thể cung cấp cho mình dùng, tốc độ như đang bay, người khác khó thể sánh bằng. Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí trong người mỗi lần luyện hóa nó một ít, tuy lượng khá nhiều nhưng so với chân khí khổng lồ nuốt của 5 người vi sinh ngũ tổ thì hắn mới chỉ luyện hóa một góc núi băng. Muốn luyện hóa hết sạch cần bỏ thời gian khá dài. Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện, mắt lóe tia sáng. Có người đến sao? Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Trời vào hạ, gió mát thổi qua xua tan sương mù quanh đình viện trong núi theo gió, khiến người thấy rất thoải mái phấn khởi. Lục Lâm Thiên xuất hiện bên ngoài đình viện, mắt nhìn chằm chằm không trung phía trước. Lúc Lục Lâm Thiên vừa xuất hiện thì một thanh âm vang lên trên bầu trời. Lục Lâm Thiên, ta đến thăm ngươi. Một bóng người áo xanh đã đến trước mặt Lục Lâm Thiên, người tới siêu đẹp trai ai, khuôn mặt tinh xảo như ngọc khiến nữ nhân nào trông thấy cũng sẽ động lòng. Người đẹp trai thế này trong Bắc Cung gia tộc trừ Bắc Cung Ngọc ra không còn ai. Thấy người đến, Lục Lâm Thiên bất ngờ trợn to mắt nói. Bắc Cung Ngọc. Bắc Cung Ngọc mỉm cười hỏi. Như thế nào, không hoan nghênh ta? Lục Lâm Thiên cười nói. Đương nhiên là không, ta chỉ thấy lạ. Con người Bắc Cung Ngọc tuy từng đánh nhau với Lục Lâm Thiên trong Độc Cô gia tộc nhưng là một nam nhân đích thực, không uổng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên. Ta không muốn làm kẻ thù với ngươi nên định đến làm bằng hữu, được không? Lục Lâm Thiên cười to bảo. Không làm kẻ thù được thì làm bằng hữu lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc chỗ này không phải Phi Linh Môn nếu không nhất định sẽ mời ngươi uống rượu. Có thể làm bằng hữu với Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung gia tộc không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ, về sau lỡ có khó khăn gì thì thêm người giúp đỡ, ha 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 ha. Khuôn mặt đẹp trai bật cười, Bắc Cung Ngọc nói. Uống rượu chứ có gì, nơi đây là Bắc Cung gia tộc nên ta mang theo rượu. Là vật quý tốt nhất Bắc Cung gia tộc ta, bên ngoài khó uống được. Một bình rượu tinh xảo xuất hiện trong tay Bắc Cung Ngọc, cách bình rượu có thể ngửi được mùi thơm hấp dẫn khuếch tán, chắc chắn là rượu ngon. Lục Lâm Thiên mím môi vỗ vai Bắc Cung Ngọc. Vậy mời vào, cho ta nếm thử chân nhưỡng của Bắc Cung gia tộc. Hai người đi vào đình viện ua áng rượu. Trong tiểu sảnh mùi rượu thơm nức, hai người nổi bật nhất trong giới trẻ lúc này không nói nhiều, bốn mắt đối diện, uống một hơi cạn sạch, cảm tình đã ở trong lòng. Bắc Cung Ngọc hỏi Lục Lâm Thiên. Nghe nói lần này ngươi đến là vì Thiên Mộc Thần Thụ và Mộc Hoàng Chi Khí. Lục Lâm Thiên trả lời. Đúng thế, đáng tiếc hình như khó thể có được Mộc Hoàng Chi Khí. Bắc Cung Ngọc nói. Ngươi dám nói thật, Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật chấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta, một Mộc Hoàng Chi Khí giá trị liên thành, sợ là không thể giao cho người ngoài. Dù là ta muốn có được một Mộc Hoàng Chi Khí cũng vô vàn khó khăn, nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Lục Lâm Thiên hỏi, Mộc Quang Chi Khí trên Thiên Mộc Thần Thụ quý giá đến vậy sao? Một Mộc Hoàng Chi Khí không ảnh hưởng gì đến Thiên Mộc Thần Thụ đi. Ngươi có điều không biết. Bắc Cung Ngọc uống cạn hớp rượu nhìn Lục Lâm Thiên. Nghe đồn thật lâu trước kia muốn có Mộc Hoàng Chi Khí trên Thiên Mộc Thần Thụ không quá khó khăn, nhưng nghe nói bắt đầu từ 1000 năm nay dường như Thiên Mộc Thần Thụ gặp chuyện gì buồn bực nên thậm chí không cho người Bắc Cung gia tộc ta đến gần. Muốn có một Mộc Hoàng Chi Khí khó khăn cỡ nào thì tự hiểu. Vì vậy ngươi muốn được một Mộc Hoàng Chi Khí không nói tới Bắc Cung gia tộc sẽ không đồng ý, dù đồng ý thì ngươi cũng không lấy được. Tuy thực lực của ngươi cường đại nhưng vấn đề là không thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ, rất có thể sẽ chết dưới Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Thiên Mộc Thần Thụ mà cũng gặp chuyện rắc rối. Bắc Cung Ngọc nói. Thiên Mộc Thần Thụ đã sớm thông minh. Nghe nói mấy hôm trước Tử Vong Thâm Uyên mở ra, ta
Tam muội độc linh ma nữ của ngươi được một thanh lôi huyền đằng thông linh, nhưng nếu so sánh thanh lôi huyền đằng với thiên mộc thần thụ thì như con kiến và con coi. Lục Lâm Thiên không kiềm được hỏi. Thiên mộc thần thụ rất mạnh sao? Mạnh đến mức nào thì ta không biết. Bác Cung Ngọc nhưng Lục Lâm Thiên, nghiêm túc nói. Nhưng dư sức đánh chết ngươi. Mạnh vậy. Lục Lâm Thiên sẽ không nghi ngờ lời Bác Cung Ngọc nói, gã không đến mức lừa hắn làm gì. Lục Lâm Thiên lại thầm lo âu, muốn có một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuyết sư cung kính tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Chủ nhân, đại hộ pháp của Bắc Cung gia tộc đến. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Đại hộ pháp. Lục Lâm Thiên đang định tìm Bắc Cung Nhất để gặp nhạc phụ, không ngờ Bắc Cung Nhất hành động trước một bước. Lục Lâm Thiên đang định đứng lên thì Bắc Cung Nhất đã vào phòng. Mấy Bắc Cung Ngọc có mặt, Bắc Cung Nhất mắt lóe tia sáng kinh ngạc nói. Không ngờ thống soái cũng có đây. Bắc Cung Ngọc nói. Đại hộ pháp đến tìm Lục Lâm Thiên chắc có việc, ta xin cáo lui trước. Bắc Cung Ngọc đứng dậy lười nói gì với Lục Lâm Thiên, đi thẳng ra tiểu thính. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Một kẻ thú vị. Cùng nhau một thời gian Lục Lâm Thiên phát hiện con người Bắc Cung Ngọc không tệ. Lục Lâm Thiên hành lễ với Bắc Cung Nhất, sáng sớm đến tìm hắn không có chuyện gì mới lạ. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng đang định tìm Bắc Cung Nhất. Lục Lâm Thiên hỏi. Không biết đại hộ pháp đến có chuyện gì? Bắc Cung Nhất không tự phụ. Bàn về thực lực thì biết rõ lúc này không bằng Lục Lâm Thiên. Bắc Cung Nhất nói. Lục cô gia, tộc trưởng cho mời, khiến ta mang Lục trưởng môn đi qua. Lục Lâm Thiên nói. Ta đang đi gặp nhạc phụ, thế thì làm phiền đại hộ pháp dẫn đường. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, đại hộ pháp đã thay đổi xưng hô. Lát sau, Tuyết Sư và Cực Lạc Tam Quỷ ở lại đình V. Hiện. Lục Lâm Thiên thì cưỡi độc long thú thiên mộc Bắc Cung Nhất mang tới đập cánh biến mất trên bầu trời. Sáng sớm trong không gian Bắc Cung gia tộc rất bình lặng, hết thảy đều yên ổn lại có chút tang thương. Kiến trúc cổ liên miên tựa như tuyên cổ trường tồn sừng sững trong không gian này. Trong một đình viện màu trắng tinh xảo như không tồn tại trên đời, Bắc Cung Nhất dẫn Lục Lâm Thiên cưỡi độc long thú thiên mộc đáp xuống nơi này. Bắc Cung Nhất nói, Lục cô gia, tộc trưởng ở bên trong, mời vào. Lục Lâm Thiên gật đầu, sửa sang lại quần áo chậm rãi bước vào đình viện. Cửa viện khép hờ, két một tiếng bị Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong không có thanh âm, Lục Lâm Thiên khép lại cửa viện, nhẹ bước vào trong. Bên trong đình viện mọi thứ cực kỳ tinh xảo, có mùi hương thoang thoảng như phòng nữ nhân ở. Lục Lâm Thiên đi vào sảnh thấy thân hình cao to khoanh tay đứng, toàn thân vô hình toát ra khí thế bá tuyệt. Nhìn bóng người này Lục Lâm Thiên liền biết là ai. Lục Lâm Thiên cung kính hành lễ. Kính cào nhạc phụ. Bắc Cung Kình Thương xoay người lại. Đến rồi, đừng đa lễ. Thân hình Bắc Cung Kình Thương vạm vỡ săn chắc, đôi mắt toát ra uy nghiêm khiến người không dám khinh hường. Đôi mắt đó hở hững liếc người một cái sẽ khiến người lòng run rẩy. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, thế này mới thấy vừa rồi nhạc phụ luôn ngắm một bức tranh. Tranh vẽ sống động như thật, trong tranh là một nữ nhân áo tím, khoảng 30 tuổi. Nữ nhân trong tranh có mái tóc đen như mùn xóa dài, vài lũ tóc mai rũ bên tai, váy tím ôm dáng người xinh đẹp, ngũ quan cực đẹp, da trắng, tựa như người thật sắp bước ra. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trong tranh, kinh kêu. Vô song. Nhưng giây sau Lục Lâm Thiên nhận ra nữ nhân trong tranh giống vô song chín phần, đều là xinh đẹp và cao quý nhưng không phải vô song. Bắc Cung Kình Thương khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã. Đây là mẫu thân của vô song. Tiếc rằng vô song từ nhỏ chưa gặp mẫu thân của mình. Bây giờ vô song lớn lên mà mẫu thân vô song không thấy được. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trong tranh, hành lễ. Giờ vô song đã trở lại, cũng lớn rồi, nếu nhạc mẫu dưới cửu tuyền biết chắc sẽ rất vui. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Đúng rồi, mẫu thân của vô song chắc chắn sẽ vui là ứng, ít ra vô song đã trở lại. Bắc Cung Kình Thương nhìn sang Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên. Vô song từ nhỏ lớn lên trong lục gia, hãy kể chuyện hồi vô song còn nhỏ cho ta nghe đi. Khi vô song còn nhỏ ta làm phụ thân mà không tham gia vào, nhưng muốn biết nữ nhi của ta lớn lên thế nào. Lục Lâm Thiên gật đầu, kể lại chuyện vô song lúc nhỏ trong trí nhớ, bao gồm nàng nghịch ngợm đánh nhau với thiếu gia, tiểu thư mấy gia tộc. Bắc Cung Kình Thương yên lặng lắng nghe, môi treo nụ cười, ánh mắt hiền từ.
Trong đầu Bắc Cung Kình Thương tưởng tượng mọi thứ lúc nữ nhi còn nhỏ, mãi khi Lục Lâm Thiên kể xong hết. Không ngờ nha đầu này lúc nhỏ nghịch ngợm như vậy. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Đa tạ Bắc Cung Kình Thương các ngươi, đa tạ dưỡng phụ dưỡng mẫu của Vô Song, là bọn họ cho Vô Song tuổi hơ hoàn chỉnh khỏe mạnh. Sau khi ngươi trở lại nhớ cảm ơn bọn họ dùm ta, nếu có cơ hội thì ta sẽ đích thân đi cảm tạ. Lục Lâm Thiên nói. Nhạc phụ đừng cảm ơn, Vô Song cũng là nữ nhi của họ, cần gì cảm ơn. Trong đầu Lục Lâm Thiên nhớ đến Lăng Thanh Tuyền, nếu nàng nói thật, có đứa con của hắn thì cũng đã qua nhiều năm, phải chăng con của hắn cũng không có phụ thân bên cạnh. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Nói cũng đúng, nhưng vẫn phải cảm ơn bọn họ, không có họ thì bây giờ Vô Song không thể trở về Bắc Cung ra. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi muốn một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ vì chuyện gì? Không dám giấu giếm, tiểu tế cần mộc hoàng chi khí để phục hồi cho gia sư. Lục Lâm Thiên không che giấu kể thật chuyện thánh thủ linh tôn cho Bắc Cung Kình Thương nghe, đến bây giờ cũng không cần giấu giếm gì. Ta có nghe nói về thánh thủ linh tôn, mấy ngàn năm trước cùng huyền thiên yêu tôn, thánh linh tôn giả là ba người trẻ tuổi mạnh nhất bên ngoài. Nghe nói thánh thủ linh tôn có tạo nghệ rất cao về khống thú, khôi lỗi và bày trận. Về sau mát tích, không ngờ ngươi thành đệ tử của Thánh Thủ Linh Tôn. Bắc Cung Kình Thương nói. Thánh Thủ Linh Tôn trùng kích đế giả thất bại, để lại một thể hồn anh, muốn phục hồi hoàn hảo thì hơi điên cuồng. Nhưng có nghịch mệnh hồn quả và một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ không chừng sẽ có cơ hội thật sự. Tiếc rằng dù là ta cũng chưa chắc có được lục chung. Lục Lâm Thiên quỳ xuống hành lễ. Nhạc phụ, tiểu tế bất chấp phải trả giá thế nào đều muốn có một mộc hoàng chi khí. Xin nhạc phụ cố gắng thành toàn cho. Lục Lâm Thiên có thể trả bất cứ cái gì nào, dù lúc này Bắc Cung gia tộc đòi Tử Lôi Huyền Đỉnh của hắn thì Lục Lâm Thiên sẽ không do dự lâu. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn phục hồi quan trọng hơn bất cứ cái gì. Đứng lên đi, tiểu tử nhà ngươi tôn sư trọng đạo, Thánh Thủ Linh Tôn thu được một đệ tử tốt. Bàn tay to nâng Lục Lâm Thiên lên, Bắc Cung Kình Thương nói. Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta. Nếu là ngàn năm trước người muốn có một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ cũng không khó khăn. Nhưng bắt đầu từ 1000 năm trước dường như thiên mộc thần thụ gặp rắc rối gì đó mà người Bắc Cung gia tộc ta cũng không được phép tới gần, muốn có một mộc hoàng chi khí khó thế nào thì tự hiểu. Vì vậy người muốn có mộc hoàng chi khí không nói đến trưởng lão Bắc Cung gia tộc không chấp nhận, dù đồng ý cũng không lấy được. Tuy thực lực của người cường đại nhưng vấn đề là không đến gần thiên mộc thần thụ được. Rất có thể 8, 9 phần 10 chết dưới thiên mộc thần thụ. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, Bắc Cung Ngọc đã nói những lời này với hắn rồi. Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi Bắc Cung Kình Thương. Nhạc phụ, chẳng phải thiên mộc thần thụ đã sớm thông linh sao? Nó cũng sẽ gặp rắc rối sao? Bắc Cung Kình Thương nói. 9HVI thiên mộc thần thụ sớm thông linh nên mới gặp chuyện rắc rối. Theo ta suy đoán có lẽ thiên mộc thần thụ gặp bình cảnh đột phá. Đã kẹt lại ngàn năm. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Đột phá bình cảnh, ý nhạc phụ là thiên mộc thần thụ có thể tự tu luyện. Bắc Cung Kình Thương nói. Lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ ở dưới thiên mộc thần thụ đại thành thuộc tính mộc, một hơi thành đế, thiên mộc thần thụ cũng được nhiều ích lợi. Cho đến nay nghe đồn mấy vạn năm qua cường giả trong tộc không bao nhiêu người thắng được thiên mộc thần thụ. Hiện tại thiên mộc thần thụ gặp bình cảnh đột phá. Càng không thể cho ngươi một mộc hoàng chi khí vào lúc này. Lục Lâm Thiên nói. Dù thế nào thì tiểu tế chỉ mong được thử một lần, cố gắng hết sức là tốt rồi, trở về cũng có lời nói với sư phụ. Ngươi thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi muốn thử một lần thì cũng không phải không có cơ hội, nhưng cơ hội này xa vời. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Dù là cơ hội xa vời thế nào thì tiểu tế vẫn muốn thử một lần. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kiên quyết, hắn phải có được mộc hoàng chi khí. Ta kêu đại hộ pháp gọi ngươi đến cũng vì việc này. Bắc Cung Kình Thương nói. Đêm qua đoàn trưởng lão suốt đêm ra quyết định, đoàn trưởng lão đã đồng ý cho ngươi đến gần thiên mộc thần thụ nhưng có một điều kiện. Lục Lâm Thiên sửng sốt. Điều kiện gì? Lòng Lục Lâm Thiên trùng xuống, e rằng quyết định của đoàn trưởng lão không tốt lành gì. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên. Nếu ngươi muốn đến gần thiên mộc thần thụ thì phải từ hôn với Vô Song. Lục Lâm Thiên nói ngay. Không được. Lục Lâm Thiên tuyệt đối không đồng ý điều kiện này, miễn bàn.
Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng hỏi. Ý là ngươi bỏ cuộc Thiên Mộc Thần Thụ? Đương nhiên không phải. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Trừ yêu cầu này ra, tiểu tế có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào khác. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng nhìn Lục Lâm Thiên. Nhưng đoàn trưởng lão chỉ muốn điều kiện này, ngươi chỉ có thể chọn Vô Song hoặc Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Lâm Thiên không do dự chút nào. Tiểu tế tuyệt đối không phụ Vô Song, cũng sẽ không phụ sư phụ. Nếu trưởng lão có điều kiện này vậy tiểu tế sẽ tìm cách khác. Lục Lâm Thiên không muốn bị người nắm mũi dắt đi, huống chi dù đến gần Thiên Mộc Thần Thụ nhưng chưa chắc hắn sẽ có Mộc Hoàng chi khí. Vô Song là nữ nhân của hắn, làm sao Lục Lâm Thiên bỏ nàng được. Lục Lâm Thiên cũng muốn cứu sư phụ, bảo hắn chọn giữa hai người thì hắn chọn cả hai. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Tiểu tử giỏi, trái tim rất lớn. Bắc Cung Kình Thương phất trường bào, khoanh tay đứng trước bức tranh mẫu thân Vô Song, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Ngươi không phụ Vô Song là tốt rồi, không uổng Vô Song một mảnh tình si với ngươi. Đêm qua đoàn trưởng lão tìm ta, ta đã bàn điều kiện cho ngươi rồi nhưng không biết ngươi có gan thử một lần không? Lục Lâm Thiên ngước mắt lên hỏi. Mời nhạc phụ nói. Bắc Cung Kình Thương ngoái đầu lại, nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên. Ba ngày sau trước tháp Mộc Hoàng, ngươi đấu một trận với đại trưởng lão. Nếu ngươi thắng thì tất cả trưởng lão sau này không còn phản đối gì hôn sự Vô Song nữa. Tất cả đoàn trưởng lão sẽ thừa nhận ngươi là nữ tế của Bắc Cung gia tộc, tất cả trưởng lão sẽ không phản đối ngươi đến gần Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Đấu với Bắc Cung Hùng. Tu vi thực lực của đại trưởng lão Bắc Cung Hùng không tầm thường, hắn đấu một trận với đại trưởng lão thì cơ hội rất xa vời. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy nhìn Bắc Cung Kình Thương. Nếu tiểu tế thua thì sao? Bắc Cung Kình Thương trầm giọng nói. Nếu ngươi thua thì xóa bỏ hôn sự với Vô Song, ngươi không được đến gần Thiên Mộc Thần Thụ. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Quả nhiên là vậy. Đám trưởng lão này luôn có vài người ngăn cản hắn và Vô Song, nói tới nói lui chỉ vì muốn nhân cơ hội cản trở Lục Lâm Thiên và Vô Song. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên. Điều ta muốn nói với ngươi là tu vi của đại trưởng lão trên Bắc Cung Diễn Siêu Thành chủ thành Mộc Hoàng, đã một chân bước ra tôn giai, cường giả mạnh nhất dưới chuẩn đế. Cộng thêm Mộc Hoàng chi khí, gặp phải chuẩn đế thật sự cũng có sức liều đấu một chân. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm trọng. Đẳng cấp một chân bước ra tôn giai là cường giả tuyệt đối. Tu vi thực lực của Bắc Cung Hùng là một chân bước ra tôn giai, vậy giống với phệ hồn lão quỷ trong Tử Vong Thâm Uyên ngày trước, tồn tại vô địch trong đẳng cấp tôn giai. Cộng thêm Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, thực lực Bắc Cung Hùng mạnh hơn phệ hồn lão quỷ là cái chắc. Thực lực của phệ hồn lão quỷ đã khủng bố đến mức kia, so sánh với Bắc Cung Hùng lại yếu hơn nhiều. Lục Lâm Thiên không nắm chắc đấu với đẳng cấp thực lực như vậy, không tự tin chút xíu nào. Nếu đối phó đỉnh vũ tôn cửu trọng thì Lục Lâm Thiên không sợ, nhưng đại trưởng lão đã một chân bước ra tôn giai tương đương thay đổi về chất. Bắc Cung Kình Thương nhìn sắc mặt thay đổi. Lâm Thiên, tuy thực lực của ngươi không yếu, có nhiều thủ đoạn nhưng trước mặt đại trưởng lão e rằng còn kém một chút. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, ta đề nghị ngươi bỏ Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ đi. Sư phụ của ngươi muốn phục hồi thì ta có thể cho một Mộc Hoàng chi khí trên người ta, tuy hiệu quả không cách nào so sánh với Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ nhưng có thể thử vận may xem, không chừng sẽ thành công. Lục Lâm Thiên nói. Nhạc phụ, không cần suy nghĩ nữa, tiểu tế đồng ý đấu với đại trưởng lão. Ba ngày sau tiểu tế sẽ phụng bồi. Lục Lâm Thiên hít sâu. Đến lúc này hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Sư phụ đã nói phải là Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ mới được. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Bắc Cung Kình Thương sửng sốt, hơi bất ngờ hỏi. Ngươi có chắc không, ngươi thật sự tự tin đấu lại thực lực đại trưởng lão? Nếu ngươi thua thì hôn ước Vô Song sẽ bị xóa bỏ. Lục Lâm Thiên kiên quyết nói. Tiểu tế khẳng định, tu vi đại trưởng lão rất mạnh nhưng tiểu tế phải cố gắng liều một phen. Tiểu tế sẽ không phụ Vô Song, cũng sẽ không phụ gia sư, đây là cách duy nhất. Ba ngày sau, trước tháp Mộc Hoàng, tiểu tế sẽ phụng bồi. Dù đại trưởng lão mạnh mấy quang 20 ơ chuẩn đế thật sự, Lục Lâm Thiên còn thời gian 3 ngày, hắn không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù chỉ có 1/2 phần 10 cơ hội thì Lục Lâm Thiên quyết thử một lần. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng. Xem ra ngươi thật sự quyết định. Một bình ngọc nằm trong tay Bắc Cung Kình Thương.
Đây là thiên mộc khốn lao, trọng bảo của Bắc Cung gia tộc ta. Trong thế hệ trẻ Bắc Cung gia tộc chỉ có Vô Song, Bắc Cung Ngọc, vài người ít ỏi có cơ hội dùng nó. Ba ngày sau ngươi được bao nhiêu ích lợi thì ta làm nhạc phụ chỉ có thể nói thuận theo thiên mệnh số gắng hết sức, ngươi tự giải quyết cho tốt. Về sau còn có thể gọi ta một tiếng nhạc phụ hay không phải đợi ba ngày nữa. Lục Lâm Thiên nhận lấy bình ngọc. Đa tạ nhạc phụ. Trọng bảo Bắc Cung gia tộc thi không phải vật bình thường rồi. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi xuống đi, hãy chuẩn bị thật tốt trong ba ngày này. Ta sẽ bảo đảm không để bất cứ ai quấy nhiễu ngươi, ba ngày sau xem ngươi thế nào. Vâng, tiểu tế cáo lui. Lục Lâm Thiên xin phép đi ra. Bên ngoài đình viện, Bắc Cung Nhất ra lệnh Độc Long Thú Thiên Mộc đưa Lục Lâm Thiên về đình viện nơi trú ngụ. Trong đình viện, biểu tình Bắc Cung Nhất lo lắng hỏi. Tộc trưởng, cuộc chiến của Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão e rằng cơ hội xa vời. Bắc Cung Nhất rất dành tu vi thực lực của đại trưởng lão, dù Lục Lâm Thiên mạnh đến mấy làm sao đánh bại đại trưởng lão được. Chuyện này là không thể nào. Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng, ánh mắt trìu mến nhìn nữ nhân trong tranh, thật lâu sau xoay người lại. Mắt Bắc Cung Kình Thương lộ ý cười nói. Tiểu tử Lục Lâm Thiên có thể từ Bắc Cung Kình Thương đi ra đến địa vị ngày hôm nay thì không phải dạng vừa, hắn tuyệt đối không làm chuyện không chút nắm chắc. Bắc Cung Nhất nghi hoặc hỏi. Ý của tộc trưởng chẳng lẽ Lục Lâm Thiên có nắm chắc chiến thắng đại trưởng lão sao? Bắc Cung Nhất biết thực lực của Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Diễn Siêu thành chủ thành Mộc Hoàng đánh không lại hắn. Nhưng đại trưởng lão mạnh hơn thành chủ thành Mộc Hoàng rất nhiều, tu vi đã một chân bước vào đẳng cấp tôn giai. Thực lực như đại trưởng lão dù gặp phải chuẩn đế bên ngoài cũng có sức đánh một trận. Nói cách khác trừ phi Lục Lâm Thiên có thực lực chuẩn đế, nếu không tuyệt đối khó thể đánh bại đại trưởng lão. Ta cũng lấy làm lạ tiểu tử kia có nắm chắc gì. Ta rất tò mò, ba ngày sau sẽ biết. Bắc Cung Kình Thương nói. Tiểu tử này đánh bại Diễn Siêu rõ ràng chưa dùng hết sức, thực lực thật đến bước nào. Có lẽ sẽ làm chúng ta giật mình. Bắc Cung Nhất lo lắng nói. Ta vẫn cứ thấy lo, e rằng Lục Lâm Thiên chưa từng chịu thiệt nên lần này tự phụ, hắn sẽ ăn trái đắng lớn. Thắng thua do mệnh trời, mọi chuyện chờ ba ngày sau mới biết. Mắt Bắc Cung Kình Thương hấp hái. Đại hộ pháp, thông báo cho toàn tộc ba ngày sau đại trưởng lão và tiểu tử kia đối chiến tại tháp Mộc Hoàng. Tất cả tử đệ trong tộc có thể đi xem cuộc chiến, tử đệ thành Mộc Hoàng cũng được vào tháp Mộc Hoàng. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt nói. Tộc trưởng, thế này có thể gây động tĩnh quá lớn không? Tử đệ trong tộc rất đông, nếu cộng thêm tử đệ thành Mộc Hoàng thì số lượng càng nhân lên. Thịnh điển lớn nhất Bắc Cung gia tộc chỉ có ít ỏi người thành Mộc Hoàng được vào, thế này long trọng còn hơn thịnh điển lớn nhất Bắc Cung gia tộc. Tiểu tử kia nói đúng, hiện tại trong Bắc Cung gia tộc ta có nhiều tử đệ tự cao Mộc Hoàng chi khí Bắc Cung gia tộc bất phàm. Trên đại lục hiện nay thiên tài lớp lớp, ví dụ Lục Lâm Thiên, còn có Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt của Linh Vũ Giới, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Địa Các, toàn là hạng người bất phàm. Thực lực không thua gì tuổi trẻ lục đại nhân hoàng tộc. Bắc Cung Kình Thương khẽ thở dài. Đặc biệt là tiểu tử này, và Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan. Tuổi trẻ trong lục đại hoàng tộc ta so sánh với bốn người đó cũng chỉ đành cam bái hạ phong. Bắc Cung Nhất cười khổ nói. Tộc trưởng, mấy người này toàn là biến thái, người bình thường không thể so sánh. Bắc Cung gia tộc không xuất thế nhưng nắm rõ tin tức bên ngoài. Mấy thiên tài bên ngoài luôn làm Bắc Cung gia tộc rung động, đặc biệt là Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan. Lăng Thanh Tuyền, Bắc Cung gia tộc luôn chú ý đến bọn họ. Bắc Cung Kình Thương khẽ thở dài. Đệ tử Bắc Cung gia tộc chúng ta từ nhỏ đã được tài nguyên tu luyện tốt nhất, lại có Mộc Hoàng chi khí dựa vào nhưng dần không bằng người bên ngoài. Nực cười là đa số người trong tộc vẫn cứ cố bộ tự phong tự cho mình siêu phàm. Nhiều trưởng lão tu luyện mấy chục năm. Mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm ở trước mặt Lục Lâm Thiên lại không chịu nổi một kích. Nhớ lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc, địa thành thuộc tính mộc một hơi xưng đế, đặt chân vào lục đại hoàng tộc, bá đạo tuyệt nhiên biết bao. Tiếc rằng trong Bắc Cung gia tộc đã không còn phong cảnh như vậy nữa. Bắc Cung Nhất nói, ta hiểu ý của tộc trưởng hy vọng nhờ vào cuộc chiến Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão khiến những lão ngoan cố, về tử đệ trẻ trong tộc mở rộng tầm mắt đúng không? Bắc Cung Nhất đi theo Bắc Cung Kình Thương đã lâu,
tộc trưởng hơi lộ chút ý nghĩ là Bắc Cung Nhất có thể suy đoán đúng vài phần. Bắc Cung Kình Thương nói. Chỉ mong có người sẽ hiểu. Bắc Cung Nhất cáo lui. Ta xin phép đi sắp xếp. Bắc Cung Nhất rời khỏi đình viện. Bắc Cung Kình Thương tiếp tục trìu mến nhìn chăm chú nữ nhân trong tranh, thì thào. Văn Hinh, Vô Song không nhìn lầm người, tiểu tử Lục Lâm Thiên rất khá, sau này cũng có năng lực chăm sóc Vô Song, ta có thể yên tâm. Chờ sắp xếp xong mọi chuyện thì ta sẽ cố hết sức tìm ra hung thủ ngày xưa, dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển thì Bắc Cung Kình Thương ta tuyệt đối không buông tha. Lục Lâm Thiên cưỡi độc long thú Thiên Mộc trở lại đình viện, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư sớm nghe tiếng động ùa lên. Tuyết Sư hỏi. Chủ nhân, sao rồi? Lục Lâm Thiên trở về đình viện, cười khổ nói. 3 ngày sau trước tháp Mộc Hoàng, ta và Bắc Cung Hùng đánh một trận. Lục Lâm Thiên kể lại tình huống đại khái cho 4 người nghe, cũng nói tình huống thực lực Bắc Cung Hùng thế nào. Biểu tình Lệ Quỷ trầm trọng hỏi. Nhị thiếu gia, nói vậy là thực lực của Bắc Cung Hùng mạnh hơn Vệ Hồn Lão Quỷ nhiều, nhị thiếu gia nắm chắc mấy phần. Lệ Quỷ từng chính mắt nhìn sức mạnh của Vệ Hồn Lão Quỷ, dù hiện tại 3 huynh đệ hợp tác cũng không đánh lại. Bắc Cung Hùng đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc thực lực trên Vệ Hồn Lão Quỷ nhiều, có Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng thì đối thủ sẽ bị ức chế. Lục Lâm Thiên lắc đầu nói. Hoàn toàn không nắm chắc. Trong lòng Lục Lâm Thiên thật tình không nắm chắc chiến thắng Bắc Cung Hùng, thực lực của đại trưởng lão đủ sức đối kháng chuẩn đế bên ngoài. Âm quỷ xoe tròn mắt. Nhị thiếu gia còn thủ đoạn giữ mạng mà Thánh Linh Lão Tổ tặng cho không? Nếu có thủ đoạn Thánh Linh Lão Tổ trên người thì có thể đối phó Bắc Cung Hùng. Lục Lâm Thiên lắc đầu, dù sư bá có cho thủ đoạn cũng không đủ dùng. Dương Quỷ lườm âm quỷ. Lão Tam, ngươi ra đề nghị bậy bạ gì? Dương Quỷ đảo trong mắt. Nhị thiếu gia đã đồng ý rồi chẳng lẽ thật sự không có chút nắm chắc sao? Lục Lâm Thiên hít sâu. Phù. Lục Lâm Thiên nhìn 4 người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư, nghiêm túc nói. Còn thời gian 3 ngày, 4 người hãy hộ pháp cho ta trong 3 ngày, dù là ai cũng không được bước vào đình viện này nửa bước. 4 người gật đầu nói. Tuân lệnh. Lát sau Lục Lâm Thiên đi vào phòng, bên trong bày ra một cấm chế. Lục Lâm Thiên triệu thiên trụ giới ra, lắc người vào trong. Tầng thứ 3 thiên trụ giới, trong không gian to lớn. Sóng gợn đan sen giao đồ ảng, hơi thở tuyên cổ trường tôn lan tràn trong không gian. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, mắt hấp hái. Thời gian 3 ngày trong này có 90 ngày, chắc đủ rồi. Bên ngoài 3 ngày còn trong thiên trụ giới thì Lục Lâm Thiên có 90 ngày. Lục Lâm Thiên tính toán thực lực hiện tại của mình, đẳng cấp tu vi vũ tôn bát trọng, dốc hết thủ đoạn đối phó hậu kỳ hay thậm chí đỉnh vũ tôn cửu trọng thì hắn cũng không sợ. Nhưng đối diện cường giả như Bắc Cung Hùng vậy Lục Lâm Thiên sẽ tiêu đời. Đa số tử đệ Bắc Cung gia tộc có nghe nói về Lục Lâm Thiên, ngày hôm qua họ còn giật mình việc Lục Lâm Thiên 3 chiêu đánh bại thành chủ thành Mộc Hoàng, không ngờ 3 ngày sau hắn sẽ lại đánh một trận với đại trưởng lão. Không phải tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc đều biết cụ thể thực lực của đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão mạnh hơn thành chủ thành Mộc Hoàng rất nhiều là điều các tử đệ Bắc Cung gia tộc biết. Trong toàn Bắc Cung gia tộc, đại trưởng lão là cường giả đỉnh cao đếm trên đầu ngón tay. Tin tức Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão 3 ngày sau chiến đấu trước tháp Mộc Hoàng truyền ra khiến tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc chú ý. Ai nấy mong chờ cuộc chiến 3 ngày sau, tử đệ Bắc Cung gia tộc không có mấy người được thấy đại trưởng lão ra tay. Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão, một người nghe đồn là người trẻ tuổi mạnh nhất bên ngoài, linh vũ song tu, lĩnh ngộ thuộc tính mới. Đại trưởng lão là một trong cường giả đỉnh cao Bắc Cung gia tộc, đứng đầu các trưởng lão. Cuộc chiến của 2 người làm tử đệ Bắc Cung gia tộc sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Trong toàn Độc Cô gia tộc không lâu sau tụ tập top 5 top 3 thảo luận 3 ngày sau ai thắng ai thua. Vốn không ai xem người ngoài Lục Lâm Thiên vào mắt. Nhưng khi biết hôm đó trong Độc Cô gia tộc, hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới, tự sáng tạo vũ khí thiên giai đánh bại Bắc Cung Ngọc và Độc Cô Trường Phàm hợp sức đánh một trận, hôm qua 3 chiêu đánh bại thành chủ thành Mộc Hoàng thì đệ tử Bắc Cung gia tộc hơi thông minh chút không dám bảo đảm đại trưởng lão chắc chắc. Chủ yếu vì nghe đồn Lục Lâm Thiên chưa bao giờ thua, đương nhiên đa số người cảm thấy đại trưởng lão sẽ thắng. Dù sao làm người Bắc Cung gia tộc, cảm giác trung thành vẫn nghiêng hướng Bắc Cung gia tộc. Dù biết thực lực Lục Lâm Thiên cường đại cũng vững tin Mộc Hoàng chi khí trong Bắc Cung gia tộc. Nguyên Bắc Cung gia tộc trong không khí náo nhiệt, trong một đình viện,
mười mấy trưởng lão Bắc Cung gia tộc ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Tam trưởng lão mặc trường bào màu lam nhạt, Bắc Cung Hùng đại trưởng lão đều có mặt. Tam trưởng lão ánh mắt âm trầm lóe tia sắc lạnh nói. Đại trưởng lão, không ngờ Lục Lâm Thiên dám đồng ý. Ba ngày sau đại trưởng lão đừng khách sáo làm gì, phải dạy cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng đó biết tay. Tam trưởng lão nhớ ngày hôm qua trong đại điện bị Lục Lâm Thiên quở trách là lòng rất bực tức. Một trưởng lão áo xám lên tiếng. Chúng ta và Lục Lâm Thiên không có ân oán cá nhân, tất cả suy nghĩ cho tộc mình. Lục Lâm Thiên tự phụ ngông cuồng, dạy dỗ một chút là được, không cần xuống tay quá nặng, nếu bị đại tiểu thư biết thì không hay. Huống chi Lục Lâm Thiên là nữ tế của Độc Cô gia tộc, chúng ta không cần thiết đắc tội Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam. Bắc Cung Hùng nói. Ta tự có chừng mực, chúng ta làm tất cả vì lo cho tộc, những gì chúng ta làm về sau tộc nhân sẽ hiểu. Mộc Hoàng chi khí của Vô Song là cường giả mạnh nhất hiện nay trong tộc, cộng thêm trong thần điện chắc chắn được đến ích lợi lão tổ để lại, vì vậy Vô Song phải ở lại trong tộc. Một lão nhân áo xám biểu tình do dự hỏi Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão, tiểu tử kia dám đấu với đại trưởng lão chẳng lẽ có nắm chắc gì sao? Ta nghe đồn tiểu tử kia có nhiều thủ đoạn kỳ dị, không dễ đối phó. Bắc Cung Hùng trả lời. Tiểu tử đó đúng là hơi kỳ dị, trong người trẻ tuổi không tìm thấy đối thủ. Bắc Cung Hùng chính mắt thấy thực lực của Lục Lâm Thiên đương nhiên biết hắn mạnh cỡ nào. Hôm qua Lục Lâm Thiên ba chiêu đánh bại Bắc Cung Diễn Siêu làm Bắc Cung Hùng không dám lơ là. Mắt Bắc Cung Hùng hấp hái nói. Nhưng tiểu tử này mạnh đến mấy thì chỉ là tôn giai bát trọng, ba ân ngày sau ta sẽ khiến Lục Lâm Thiên biết khó mà lui. Trong dãy núi nguy nga, kiến trúc liên miên, trong một đại sảnh. 20 người ngồi ngay ngắn, nhìn kỹ thì toàn là trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Một nam nhân trung niên mặc trường sam màu trắng, vóc dáng cao to, mắt sáng như đuốc là một trong trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên sắp chiến đấu với đại trưởng lão, tộc trưởng làm động tĩnh lớn như vậy. Các vị thấy sao? Một lão nhân 70 tuổi tóc mai bạc trắng nói. Trong lòng tộc trưởng đã nhận Lục Lâm Thiên sẽ không dễ dàng lật lọng. Lục Lâm Thiên đồng ý điều kiện của đại trưởng lão, tộc trưởng làm động tĩnh lớn như thế chắc nhiều ít tin tưởng vào Lục Lâm Thiên. Nam nhân trung niên trường sam màu trắng lúc trước mở đầu đề tài mắt hấp hái nói. Tuy thực lực của Lục Lâm Thiên cường đại nhưng đại trưởng lão đã một chân bước ra đẳng cấp tôn giai. Dù Lục Lâm Thiên mạnh mấy cũng không bằng đại trưởng lão. Không phải nói Lục Lâm Thiên yếu mà vì đại trưởng lão quá mạnh. Nam nhân trung niên xoay người nói với lão nhân trường bào trước mặt. Nhị trưởng lão thấy sao? Lão nhân mặc trường bào nói. Tộc trưởng thường thâm trầm, làm ra động tĩnh lớn như vậy e rằng đã có mấy phần nắm chắc. Đối với chúng ta không có nhiều ảnh hưởng, tuy chúng ta không muốn Vô Song gả cho người bên ngoài nhưng Lục Lâm Thiên có tư cách đó. Nếu ngày nào đó Lục Lâm Thiên giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ ta, đại thành thuộc tính mới, một hơi thành đế sẽ giúp ích nhiều cho Bắc Cung gia tộc ta. Quanh thân lão nhân mặc trường bào không có dao động hơi thở gì, tựa như người bình thường nhưng vô hình chung có khí thế khiến người không dám khinh hường. Lão nhân ngồi, nhìn từ xa cảm giác như núi lớn, dày nặng không thể lay động. Một lão nhân 50 tuổi thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên này đúng là một nhân tài. Thiên phú kinh người. Nếu là người của Bắc Cung gia tộc ta thì tốt biết mấy, cùng Vô Song mai sau chấp nhưng Bắc Cung gia tộc ta. Ngày Bắc Cung gia tộc ta vượt trên ngũ đại nhân hoàng tộc sắp đến. Tiếc rằng hài tử Bắc Cung Ngọc Mạnh lại không khủng bố bằng Lục Lâm Thiên. Nhị trưởng lão mỉm cười nói. Vấn đề đại trưởng lão suy nghĩ cũng có lý, nhưng đại trưởng lão lại không nghĩ cho mai sau. Nam nhân trung niên mặc trường sam hỏi. Nhị trưởng lão. Tại sao đêm qua người đồng ý quyết định của đại trưởng lão? Nhị trưởng lão trả lời, mắt chứa ý cười. Đại trưởng lão ra mặt thì làm sao chúng ta không đô ảng ý được? Huống chi đại trưởng lão lo lắng cũng có lý, chuyện về sau không ai biết, tất cả phải xem 3 ngày sau. Nếu Lục Lâm Thiên thật sự thắng đại trưởng lão thì trong tộc sau này không còn ai nói gì nữa. Nếu Lục Lâm Thiên thua thì đành trách hắn quá mức tự phụ, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Cuộc chiến 3 ngày sau đã định, chúng ta không thể thay đổi cái gì, tất cả nằm trong tay Lục Lâm Thiên. Chúng ta đừng nghi ngờ ánh mắt của tộc trưởng. Trong thiên trụ giới, thời gian chậm rãi trôi. Đã 25 ngày, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng mạnh. Ánh sáng vàng đậm bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên, sóng không gian dao động.
Trong 25 ngày này Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng chân khí khổng lồ trong người, khí thế tăng vọt một đường đến trung kỳ, hậu kỳ vũ tôn bát trọng rồi lên đỉnh. Vù 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 vù. Trong lúc Lục Lâm Thiên mừng thầm cũng đã luyện hóa xong hết chân khí khổng lồ nuốt của 5 người vi sinh ngũ tổ. Luyện hóa sạch sẽ, không chừa chút gì. Toàn bộ 5 năng lượng chân khí khổng lồ trong người Lục Lâm Thiên luyện hóa hết, năng lượng 4 phía tụ tập lại có xu hướng tăng nhanh đột nhiên tan biến, khí thế chậm rãi bình ổn. Cổ họng Lục Lâm Thiên phun ra khí tọc. Phù. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, hai tia sáng như thực chất bắn ra. Đôi mắt đen lấy càng thêm sâu thẳm, tựa như đang nhìn ngộ ý ao trên bầu trời. Biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng. Quá khó đột phá. Luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh ngũ tổ, chân khí của 5 cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng nhưng chỉ đủ để Lục Lâm Thiên từ sơ kỳ vũ tôn bát trọng lướt tới hậu kỳ, miễn cưỡng lên đỉnh. Lục Lâm Thiên không ngờ tới điều này. Lục Lâm Thiên vốn không dám chắc chắn mình luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh ngũ tổ liền trực tiếp đột phá vũ tôn cửu trọng nhưng trong lòng cho rằng ít ra có 8 phần cơ hội. Lúc này chỉ mới đến đỉnh vũ tôn bát trọng, từ đỉnh bát trọng lên vũ tôn cửu trọng còn cần lực đẩy lớn, Lục Lâm Thiên vô cùng thất vọng. Nếu lúc bình thường thì Lục Lâm Thiên đã không thất vọng ê chề thế này, hắn biết khí hải đan điền của mình khổng lồ, chênh lệch lớn với tu vi giả bình thường cùng đẳng cấp. Lục Lâm Thiên sớm biết nếu hắn đột phá sẽ khó hơn người khác nhiều, nhưng lần này thì khác, hắn đang chờ đột phá thế nhưng kém quá nhiều, làm lòng hắn hụt hẫng. Lục Lâm Thiên cảm nhận đẳng cấp chân khí trong người, tuy vẫn là vũ tôn bát trọng lại mạnh hơn lúc sơ kỳ nhiều, đẳng cấp bát trọng có chênh lệch rất lớn. Lục Lâm Thiên suy đoán thực lực hiện tại của mình so với trước lúc luyện hóa chân khí của 5 người vi sinh ngũ tổ thì tiến bộ gấp đôi. Nhưng Lục Lâm Thiên chưa đột phá đến vũ tôn cửu trọng, muốn chiến đấu với Bắc Cung Hùng thì hoàn toàn không nắm chắc. Tu vi đẳng cấp của Bắc Cung Hùng khiến Lục Lâm Thiên tự hiểu khi nào đột phá vũ tôn cửu trọng mới đủ sức chiến đấu, đỉnh bát trọng không quá chắc chắn. Giữa vũ tôn bát trọng và cửu trọng có sự thay đổi, tiến bộ về chất. Lục Lâm Thiên cắn răng nói. Vẫn còn thời gian, liều lần cuối. Tinh thần máy động, trong lòng bàn tay cầm cái bình ngọc. Xuyên qua bình ngọc cảm giác năng lượng khủng bố nhàn nhạt dao động. Đây là một hoàng linh dịch lấy từ tay Bắc Cung Kình Thương, trọng bảo trong Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Một hoàng linh dịch, đây là trọng bảo trong Bắc Cung gia tộc sao? Mắt Lục Lâm Thiên lóe ý cười, dao động kinh người thế này khiến hắn cảm nhận năng lượng khủng bố bên trong rất hùng hồn. Một hoàng linh dịch, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương nói báu vật này chỉ số ít người vô song, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam mới có được, ước chừng hiếm hoi trong Bắc Cung gia tộc. Thứ này gọi là Mộc Hoàng Linh Dịch, Lục Lâm Thiên suy đoán không biết nó có liên quan gì đến Mộc Hoàng chi khí không. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Luyện hóa, hy vọng có thể đột phá đến vũ tôn cửu trọng, đành liều một phen. Lục Lâm Thiên rút nắp bình ra, dao động năng lượng to lớn dâng lên trong bình ngọc. Vù 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 vù. Năng lượng trong bình ngọc rít gào kèm theo năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc. Lục Lâm Thiên thậm chí cảm nhận trong hơi thở này có Mộc Hoàng chi khí đậm đặc. Khẽ én chân khí thuộc tính mộc trong người hắn bị ức chế không thể vận chuyển. Khí hải đan điền của Lục Lâm Thiên lóe ánh sáng vàng, thuộc tính kim khuếch tán mới chống đỡ được mộc hoàng chi khí này. Trong bình ngọc đựng chất lỏng màu xanh biếc trong suốt đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Năng lượng bàng bạc làm tim Lục Lâm Thiên đập nhanh theo, năng lượng tràn ra từ linh dịch xanh biếc bình nhỏ này. Lục Lâm Thiên kinh thán. Năng lượng mạnh quá. Năng lượng hùng hồn này mạnh nhất trong các năng lượng bàng bạc Lục Lâm Thiên từng thấy. Lúc này Lục Lâm Thiên không biết nguồn gốc Mộc Hoàng Linh Dịch là từ Thiên Mộc Thần Thụ báu vật chấn tộc trong Bắc Cung gia tộc, Linh Dịch chiết xuất từ rễ cây Thiên Mộc Thần Thụ. Chỉ bình nhỏ này đã là vật cất chứa mất hàng trăm năm. Người ngoài không bao giờ có Mộc Hoàng Linh Dịch của Bắc Cung gia tộc được. Tu luyện giả uống vào sẽ trực tiếp tăng mạnh thực lực. Với người trong Bắc Cung gia tộc thì quan trọng nhất là khiến cảm giác rõ ràng hơn năng lượng thuộc tính mộc, về sau tu luyện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mộc có tác dụng làm ít hiểu nhiều, đây mới là giá trị quan trọng nhất. Tiếc rằng hiện tại Lục Lâm Thiên không biết tầm quan trọng của Mộc Hoàng Linh Dịch. Lúc này trưởng lão Bắc Cung gia tộc, đặc biệt là đám người đại trưởng lão nếu biết tộc trưởng tặng một bình Mộc Hoàng Linh Dịch cho Lục Lâm Thiên sẽ kháng nghị ngay. Đây là trọng bảo vô cùng quan trọng của Bắc Cung gia tộc, sao có thể giao cho người ngoài. Đặc biệt còn là Lục Lâm Thiên. Uống đi. Lục Lâm Thiên không chút do dự giơ tay há mồm uống linh dịch màu xanh biếc trong suốt trong bình ngọc vào, dọc theo cổ họng chui xuống bụng,
vị ngọt lành thanh mát. Mộc hoàng linh dịch bị Lục Lâm Thiên nuốt vào bụng hóa thành năng lượng bàng bạc khuếch tán bốn phía thân thể hắn. Năng lượng này như nước lũ trút xuống, vạn con ngựa chạy trồm khuếch tán trong người Lục Lâm Thiên, nhanh như tia chớp xông vào kinh mạch. Cùng với năng lượng mãnh liệt vô cùng hung mãnh khuếch tán, lực lượng này tựa mãnh thú không thể thuần phục va chạm tới lui trong người Lục Lâm Thiên. Năng lượng bàng bạc này trùng kích trong kinh mạch khiến kinh mạch toàn thân Lục Lâm Thiên không ngừng trướng to rồi rút lại. Lục Lâm Thiên thầm ngạc nhiên. Năng lượng mạnh quá. Dù Lục Lâm Thiên đã đoán được năng lượng Mộc Hoàng Linh Dịch rất hùng hồn nhưng không ngờ đến mức này. Mộc Hoàng Linh Dịch biến thành năng lượng rồi rào khuấy động trong người Lục Lâm Thiên, mặt hắn tái xanh, mắt bắn ra ia sáng xanh. Năng lượng hùng hồn chạy trong kinh mạch, máu dâng trào kịch liệt theo. Mặt Lục Lâm Thiên toát mồ hôi lạnh. Năng lượng này quá cường đại. Nhưng trùng kích kịch liệt chỉ trong giây lát, chốc lát sau năng lượng hùng hồn đáng sợ yên tĩnh lại trong người Lục Lâm Thiên. Chớp mắt năng lượng bàng bạc như dây leo lan tràn trong kinh mạch toàn thân Lục Lâm Thiên, nơi năng lượng đi qua khiến cả người hắn vô cùng thoải mái, tựa gió xuân dịu dàng thổi qua mang theo hơi thở sự sống rạt rào. Năng lượng bàng bạc đột nhiên ngoan ngoãn làm Lục Lâm Thiên không thói quen, hắn không nghiên cứu kỹ biến đổi này, hắn cho rằng có liên quan tới đặc tính thuộc tính mộc. Thủ ấn biến đổi, Lục Lâm Thiên từng bước luyện hóa năng lượng khổng lồ. Giây lát sau Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết bắt lấy một tia năng lượng bắt đầu luyện hóa. Năng lượng này quá hùng hồn, nhưng Lục Lâm Thiên từng bước luyện hóa thì nó đem lại ích lợi vô cùng. Với tốc độ siêu kinh người năng lượng hình thành chân khí tinh thuần lớn lao chạy vào khí hải đan điền. Năng lượng này khác với năng lượng bình thường, giống như chân khí bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt, chỉ luyện hóa một chút là sẽ biến thành chân khí tinh thuần. Loại chân khí tinh thuần này như không trộn lẫn thứ gì khác, hoàn toàn là một loại năng lượng thiên địa. Chân khí tinh thuần tiến vào khí hải đan điền làm bên trong Lục Lâm Thiên cảm giác rất thoải mái. Lục Lâm Thiên cảm nhận rõ ràng. Chân khí sau khi được luyện hóa có tác dụng kỳ lạ khác là giống với năng lượng thuộc tính mộc liên miên bất tận tuôn vào khí hải đan điền. Giờ phút này, trong khí hải đan điền to lớn, cùng với chân khí tinh thuần luyện hóa từ mộc hoàng linh dịch ùa vào bắt đầu có dao động thần dị. Vũ đan màu lục trọng khí hải đan điền chậm rãi xoay tròn, một luồng sáng màu lục đặc biệt chói lòa như vô hình chung liên kết với năng lượng thuộc tính mộc chảy vào khí hải đan điền. Trong khí hải đan điền được năng lượng thuộc tính mộc thần dị tầm bộ, vũ đan biến đổi với tốc độ mắt thường trông thấy khiến ánh sáng trên vũ đan càng sáng hơn. Trong thân thể Lục Lâm Thiên cảm nhận xương cốt, kinh mạch, thậm chí cơ bắp, ngũ tạng lục phủ được năng lượng bàng bạc rèn tạo một cách thần dị. Vô hình chung nhận xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ đều hấp thu năng lượng mộc hoàng linh dịch. Năng lượng này khiến Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng như nhận được sinh mệnh tẩy lễ, hắn loáng thoáng cảm giác năng lượng có tác dụng cây khô gặp mùa xuân. Loại ích lợi này trong một lúc sẽ không cảm giác được hiệu quả u ca lớn, nhưng lâu dài thì ích lợi tuyệt đối không thể coi thường. Lục Lâm Thiên kinh thán. Năng lượng rất đặc biệt. Linh dịch này gọi là Mộc Hoàng Linh dịch, cảm giác nó liên quan đến Mộc Hoàng chi khí, hèn gì sư phụ nhất định phải một Mộc Hoàng chi khí mới phục hồi được. Trong khi luyện hóa Lục Lâm Thiên lại tiến vào cảnh giới vong ngã, hắn điều khiển luyện hóa năng lượng do Mộc Hoàng Linh dịch biến thành trong người. Từng tia năng lượng sau khi luyện hóa thành chân khí dung nhập khí hải đan điền. Cùng với luyện hóa, khí thế của Lục Lâm Thiên vừa ngừng lại lần nữa tăng lên, hơi dao động, nếu người ngoài thấy tốc độ này thì không tin nổi. Trong khí hải đan điền của Lục Lâm Thiên như vô cùng tận hấp thu chân khí tinh thuần được luyện hóa, với tốc độ này thì đột phá vũ tôn cửu trọng không mất quá lâu. Đương nhiên cũng sẽ không quá nhanh, vũ tôn đỉnh bát trọng đến cửu trọng nói thì không thấy lớn gì nhưng thật ra khoảng cách vô cùng lớn. Trong không gian yên tĩnh bao la như tồn tại vô số năm, cả không gian cổ kính loang lổ. Trong dãy núi liên miên chập trùng, quần núi mông lung, mây mù ẩn hiện trên đỉnh núi. Trên một ngọn núi khổng lồ có nhiều bóng người đứng, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Hai, ba bóng người đứng thẳng, nhìn kỹ toàn là người Lục đại nhân hoàng tộc. Một lão nhân hiên viên gia tộc Trường Bạo phất phơi, ánh mắt lo lắng nói. Lâu như vậy mà trong thần điện không có động tĩnh gì. Trưởng lão già của Thác Bạt gia tộc nói, thần điện do tổ tiên sáu gia tộc chúng ta cùng bày ra, nghe đồn có bí mật lớn. Có lẽ là truyền thừa cao nhất của sáu đại gia tộc, vì ò vậy cần chút thời gian, mới có bao lâu không là gì. Một trưởng lão Độc Cô gia tộc nói, không biết trong thần điện có cái gì mà tổ tiên lục địa hoàng tộc chúng ta xem trọng như thế,
chẳng biết trong đó có thể tìm ra bí mật Lục Đại Hoàng tộc chúng ta xuất thế không? Nếu Lục Lâm Thiên có mặt sẽ nhận ra là Lục trưởng lão Độc Cô gia tộc. Nam nhân trung niên Thái Công gia tộc nói. Trong thần điện có gì thì chờ thần tử, thần nữ ra liền biết. Ầm ầm ầm. Nam nhân trung niên mới nói xong cả ngọn núi rung ỉnh, mọi cặp mắt nhìn chăm chú phía trước. Nguồn gốc chấn động là đằng trước, không biết xảy ra chuyện gì, không gian phía trước bắt đầu nổi lên sóng không gian. Vù vù vù. Không gian dao động, có ánh sáng lục nổi lên kèm theo hoàng khí khuếch tán kéo theo năng lượng thiên địa các loại thuộc tính hùng hồn lan tràn. Thần điện có động tĩnh. Trên ngọn núi mọi người nhìn nhau, ánh mắt vui mừng. Trong không gian thoáng chốc có hơi thở mịt mờ dao động. Ầm 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 ầm. Thời gian ngắn ngủi, cả thiên địa rung dữ dội, hơi thở thương mang cổ xưa thoáng chốc khuếch tán từ không gian phía trước. Hơi thở đến từ không gian hư vô, cho người cảm giác tuyên cổ trường tồn không ngừng. Chẳng lẽ là các thần tử, thần nữ sắp đi ra? Hơi thở này làm người các hoàng tộc phía xa linh hồn run rẩy, không kiềm được kích động, toàn thân run run. Ầm 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 ầm. Dao động sóng không gian càng lúc càng kịch liệt như thể nguyên thiên địa đều run rẩy theo. Hơi thở khiến người tim đập chân run khuếch tán, trong các cặp mắt ngạc nhiên, đằng trước có một không gian to lớn hư ảo hiện ra giữa không trung. Không gian này cực kỳ khổng lồ, bốn phía là hư không bao la vô bờ. Xung quanh toàn là sương mù dày đặc bao la bao bọc, sóng không gian tỏa gợn sóng. Mọi người kinh thán. Là thần điện mở ra, là thần điện. Thần điện lại mở ra, bọn họ sắp đi ra. Trong không gian bao la, một cung điện khổng lồ sừng sững ngàn thước vượt qua hư không đâm vào chân trời. Nhìn từ xa như thương long ngẩng đầu, có khí thế thông thiên. Hơi thở khác lạ lặng lẽ phô thiên cái địa xuyên qua không gian ập đến. Hơi thở hương mang cổ xưa làm tim mọi người ngừng đập, linh hồn sắp thần phục. Vù 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 vù. Trong đại điện, sáu thân hình nhảy ra. Sáu bóng người với sáu cột sáng năng lượng màu sắc khác nhau. Sáu người xuất hiện, cả không gian đột nhiên gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, không gian to lớn một mảnh tối tăm. Sao trời tối vậy? Khí thế mạnh quá. Thoáng chốc trong Độc Cô gia tộc một mảnh rung động, mọi người chạy ra, không gian chìm trong tăm tối, chỉ có phía chân trời xa, sáu cột sáng năng lượng phóng lên cao kèm theo uy nhiếp bàng bạc khuếch tán. Trước uy nhiếp này ai cũng bị ức chế. Xoẹt 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 xoẹt. Trong không gian gió nổi mây phun tia điện quanh quẩn, mây đen dày đặc tụ tập lại, sấm chớp đì đùng. Sau khi chiếu rọi sáu cột sáng năng lượng thì lôi quang bừng lên, khí thế huân thiên hách địa. Ầm 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 ầm. Không gian hư không, đại điện tuyên cổ khổng lồ run rẩy rồi nứt ri ạn như sắp vỡ nát. Xoẹt 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 xoẹt. Sáu cột sáng thu về, thân hình ba nam ba nữ hiện ra giữa không trung, toàn là người phi phàm. Sáu người xoay người quỳ trên không trung lại dập đầu lại ba cái hướng đại điện nứt rạn. Bùm! Sáu người dập đầu xong đại điện to lớn nổ thành mảnh vụn, dư âm kình khí đáng sợ tán loạn lung lay không gian hư vô to lớn. Không gian hư vô như khí nang to lớn xì không khí bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ giây lát đã biến mất hết, bốn phía từ từ bình tĩnh lại. Trong Bắc Cung gia tộc, ba ngày này tin Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão đánh nhau trước tháp Mộc Hoàng đã đồn xa mọi người đều biết. Tử đệ thành Mộc Hoàng trong tộc toàn là già trẻ đều biết. Ba ngày trôi không chậm, trong thời gian này đề tài toàn Bắc Cung gia tộc đều xoay quanh Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão ai thắng ai thua. Có người thảo luận việc thắng thau rồi cãi nhau không dứt, sau đó đánh lộn, cuối cùng bị bắt nhốt. Nhiều người cãi túi bụi, đương nhiên cũng có người đặt tiền cược nhưng hết 9 phần toàn mua đại trưởng lão thắng, có người ủng hộ Lục Lâm Thiên nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Ba ngày qua tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự Bắc Cung gia tộc đều suy nghĩ về việc này, có thể nói là tác động toàn bộ trưởng lão Bắc Cung gia tộc, trận chiến này không tầm thường. Ban đêm, bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu rọi xuống rừng cây, nhánh cây bay múa như những cái bóng kỳ dị trong bóng đêm yên tĩnh xé rách không trung. Gió đêm thổi nhẹ tăng phần kỳ dị trong trời đêm tĩnh lặng. Dưới bầu trời đêm, trên đỉnh núi, Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng nhìn bóng đêm mênh mang. Tối nay trăng sáng như ẩn như hiện khiến người khó thể suy ngẫm, không nhìn thấu được. Bắc Cung Nhất lặng lẽ đến ngọn núi. Tộc trưởng, Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng hỏi. Thế nào, mấy ngày nay tiểu tử kia chuẩn bị thế nào? Mấy hôm nay Bắc Cung Kình Thương thầm lo âu, tuy có vài phần tin tưởng Lục Lâm Thiên nhưng không yên lòng được.
Bắc Cung Nhất nói. Ba ngày qua Lục Lâm Thiên không ra khỏi cửa, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Sĩ Tuyết Sư hộ pháp trong đỉnh viện không rời một tấc. Chắc Lục Lâm Thiên đang bế quan tu luyện. Khóe môi Bắc Cung Kình Thương cong lên, nụ cười chất chứa lo âu. Mới có ba ngày, muốn chuẩn bị cái gì cũng không kịp, ngày mai sắp mở ra đáp án. Bắc Cung Nhất ngần ngừ rồi mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ tộc trưởng cũng lo Lục Lâm Thiên không địch lại đại trưởng lão sao? Bắc Cung Kình Thương nói. Chắc chắn tiểu tử đó có chút nắm chắc nhưng trong lòng ta vẫn không yên được. Lỡ tiểu tử này thất bại, Vô Song trở về sẽ không chịu. Bắc Cung Nhất cười nói. Thì ta tộc trưởng đang lo lắng đại tiểu thư. Bắc Cung Kình Thương chậm rãi bước tới hai bước. Cũng không hoàn toàn, ta chỉ hơi tò mò tiểu tử Lục Lâm Thiên có cái gì dựa vào mà đồng ý chiến đấu với đại trưởng lão. Thắng thua thì có sao, ta tò mò ngày mai tiểu tử này sẽ chuẩn bị thủ đoạn gì. Mấy hôm nay tinh thần Bắc Cung Kình Thương bần thần không vì vấn đề thắng thua mà vì Lục Lâm Thiên cho gã cảm giác. Với ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương cũng không nhìn thấu được tiểu tử này, khiến gã thầm lấy làm lạ. Bắc Cung Nhất mỉm cười nói. Tộc trưởng, đã lâu rồi người không dao động tinh thần như vậy. Bắc Cung Nhất thầm nghĩ Lục Lâm Thiên có chút bản lĩnh, ít ra trong ba ngày này toàn Bắc Cung gia tộc chấn động vì hắn, nhiều trưởng lão, hộ pháp, tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Ha ha ha! Bắc Cung Kình Thương bật cười ngước nhìn áng mây trên bầu trời. Tiểu tử Lục Lâm Thiên tựa như vầng trăng đêm nay, khiến người khó thể nắm bắt. Nếu ngày mai thắng được đại trưởng lão thì tốt, khi ấy nguyên Bắc Cung gia tộc còn ai dám phản đối. Cũng chứng minh ánh mắt của Vô Song, ta đã hứa với Vô Song rằng sẽ ủng hộ tới cùng quyết định của Vô Song. Mắt Bắc Cung Nhất lộ ý cười, biết mấy năm nay tộc trưởng làm sao sống qua, luôn mong chờ tin tức thiên địa các. Lưới tin tức Bắc Cung gia tộc hết sức tìm kiếm, khó khăn lắm mới tìm được tiểu thư, tất cả cảm tình đặt lên người tiểu thư, tộc trưởng sẽ không để tiểu thư chịu uất ức. Yêu ai yêu cả đường đi, đối xử với Lục Lâm Thiên cũng không kém, nếu không tộc trưởng đã chẳng cho Lục Lâm Thiên trọng bảo Mộc Hoàng linh dịch của Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Nhất ngước lên. Tộc trưởng nhìn xem, bây giờ trăng sáng đã rõ ràng. Trăng xuyên qua mây đen, trăng sáng trên bầu trời, mặt đất nằm dưới lớp ánh trăng. Bắc Cung Kình Thương nhìn chăm chú trăng sáng, mỉm cười nói. Đúng rồi, ngày mai sẽ thấy rõ. Mắt Bắc Cung Nhất hấp háy, ngần ngừ một lúc rồi ngước lên nhìn chằm chằm xem phản ứng tộc trưởng. Tộc trưởng, lần trước khi Linh Vũ Giới đối phó Phi Linh Môn tộc trưởng nghi ngờ trong tay Lục Lâm Thiên có Vô Tự Thiên Thư, lần này có hỏi hắn không? Trong tay Lục Lâm Thiên sẽ không thật sự có Vô Tự Thiên Thư đi. Bắc Cung Kình Thương nói. Hỏi thì thế nào? Ta hỏi rồi dù tiểu tử kia có Vô Tự Thiên Thư thật cũng sẽ không nói ra. Nếu Vô Tự Thiên Thư rơi vào tay hắn còn hơn vào tay người khác, ta ngược lại hy vọng trong tay hắn có báu vật đó. Bắc Cung Nhất mắt lóe tia sáng. Ta biết rồi. Trong thiên trụ giới, không biết từ bao giờ khí thế trên người Lục Lâm Thiên lên đến đỉnh, khí thế tăng cao bị bình chướng vô hình chặn lại. Khí thế lên cao bị ngăn cản nhưng không dừng lại đà đi lên. Từng khí thế dâng cao tụ tập lại không ngừng va chạm vào bình chướng vô hình, mấy lần đấu epsilon.ng chạm rồi lại không thể phá vỡ. Khí thế dâng lên lùi ra một chút tụ tập năng lượng càng khổng lồ định một hơi đấu epsilon.ng nát bình chướng vô hình. Đêm khuya, giờ tí, trong thành Mộc Hoàng sóng không gian lung lay, kết giới mở ra. Đám đông rậm rạp bắt đầu vào nội thành Bắc Cung gia tộc, trong Bắc Cung gia tộc thì đã sớm có người chạy đi tháp Mộc Hoàng. Hôm nay là ngày Lục Lâm Thiên cùng đại trưởng lão chiến đấu, người Bắc Cung gia tộc làm sao còn tâm tình tu luyện. Đã sớm chạy tới tháp Mộc Hoàng để giành vị trí xem tốt nhất. Nhiều người trong lòng ôm hy vọng đây là đại chiến, không chừng giúp ích cho tu vi của mình. Mọi người đều tận mắt thấy thực lực của Lục Lâm Thiên, đại trưởng lão. Suốt đêm trong không trung, mặt đất rậm tạp bóng người xé gió bay tới. Từng bóng người kéo nhau đến tháp Mộc Hoàng. Trước bao cặp mắt mong chờ. Thời gian trôi dần, hắc ám trước bình minh qua đi, sáng sớm tới. Sáng sớm trong Bắc Cung gia tộc mọi người tĩnh lặng, tia ban mai thứ nhất bắn xuyên sương mù, Bắc Cung gia tộc phủ trong ban mai dịu dàng này. Trong dãy núi bị sương mù dày đặc bao phủ, phương đông có tia sáng xuyên thấu xua tan tối đen. Dãy núi thấp thoáng hiện ra, ánh nắng sáng sớm lặng yên mà đạm nhã, không có loại không khí náo nhiệt, làm lòng người bình tĩnh, vui vẻ thoải mái. Sáng sớm đến. Trong không gian có nhiều hơi thở bắt đầu thức tỉnh.
trong dãy núi từng hơi thở dao động. Trong sơn mạch bao la, cây cối cao lớn sum suê. Cây tre đầy núi cùng bầu trời xanh biếc bao la cấu thành bức tranh sơn thủy dạt dào. Sơn mạch quay quanh, trên quảng trường nguy nga có một tòa tháp lớn đứng thẳng như đã sừng sững trong không gian này nhiều năm. Cao V Upsilon T tựa cột trời, cho người cảm giác đồ sộ rộng lớn nguy nga, hơi thở cổ xưa hùng vĩ khuếch tán. Khi tia nắng thứ nhất phía đông chiếu trên đỉnh tháp, mũi tháp cao V Upsilon T đâm mây, ánh mặt trời khuếch tán ra. Trên quảng trường rộng lớn bên dưới đông đúc người cũng hơi náo động, từng tiếng xì sầm nhỏ to tụ thành sóng âm sôi trào dây lát vang vọng trên không gian này. Growl. Trong không trung tĩnh lặng, mấy con độc long thú thiên mộc đập cánh bay đến. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất mang theo mấy hộ pháp đến bên ngoài đình viện trên đỉnh núi lĩnh Lục Lâm Thiên đi tháp Mộc Hoàng. Tuyết sư tiến lên ngăn cản Bắc Cung Nhất cách đình viện trăm thước. Chủ nhân nhà ta đang bế quan, không ai được quấy rầy. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt nói. Chủ nhân nhà ngươi hôm nay sẽ luận bàn một trận chiến với đại trưởng lão, phải sớm đi qua. Ngươi hãy thông báo với chủ nhân của ngươi một tiếng đi. Tuyết sư lắc đầu nói. Chủ nhân đang bế quan, không ai được quấy rầy. Ngươi có thể chờ ở đây. Bắc Cung Nhất tức giận râu tóc dựng đứng nhưng không làm gì được. Ngươi! Nhìn Bắc Cung Nhất nổi sùng, Bắc Cung Nhất tiến lên trước. Đại hộ pháp, nhị thiếu gia nhà ta có dặn là không ai được quấy rầy nhị thiếu gia bế quan. Đại hộ pháp hãy đợi giây lát, nhị thiếu gia hiểu rõ cuộc chiến hôm nay với đại trưởng lão, chắc CVH tút nữa sẽ xuất quan. Bắc Cung Nhất không còn cách nào khác hơn là yên lặng chờ một bên. Vậy được rồi. Trong thiên trụ giới, toàn thân Lục Lâm Thiên bao phủ trong vầng sáng màu lục thần dị, Mộc Hoàng linh dịch biến thành năng lượng liên miên bất tận bị luyện hóa trong người hắn, chân khí tinh thuần rót vào khí hải đan điền. Không biết bắt đầu từ khi nào Lục Lâm Thiên dần cảm giác trong khí hải đan điền khổng lồ của mình bắt đầu căng đầy. Chân khí đến mức độ không thể ức chế, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên ngừng lại bên ngoài bình chướng vô hình. Tích góp hơi thở rồi rào trực chờ phát động. Lục Lâm Thiên khống chế hơi thở trực chờ hành động trùng kích vào bình chướng vô hình. Khí thế tăng vọt kinh người như mãnh hổ xóm núi, loáng thoáng có tiếng sấm nổ ầm ầm đỡ upsilon.ng mạnh vào bình chướng vô hình. Phập xoẹt. Lực lượng kinh người va chạm, nhưng phản lực to lớn đỡ upsilon.ng vào người Lục Lâm Thiên. Hắn ngồi xếp bằng chợt người run nhẹ, khí huyết dâng trào, máu tuôn ồ ạt. Lục Lâm Thiên thầm giật mình. Tại sao không thể đột phá được? Rõ ràng năng lượng đã đủ nhưng tại sao không thể đột phá? Lục Lâm Thiên cắn răng thầm nghĩ. Tiếp tục. Lần này đã đến ranh giới đột phá nếu không một hơi xông lên thì lần sau sẽ càng khó khăn, huống chi hiện tại Lục Lâm Thiên phải nhanh chóng đột phá. Lục Lâm Thiên cảm giác bình chướng vô hình trong người ngăn cách, mới rồi đỡ upsilon.ng mạnh mà không phá tan nó được. Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn. Khí thế lại tụ tập trực chờ phát động, chuẩn bị trùng kích lần nữa. Khí thế trực chờ phát động giây lát càng cuồng bạo tụ tập trong không gian quanh người Lục Lâm Thiên, chấn động không gian lung lay không dứt. Âm dương linh vũ quyết trong người nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong Mộc Hoàng linh dịch cuồng mãnh rót vào khí hải đan điền. Khí thế tụ tập càng lúc càng mạnh, mặt Lục Lâm Thiên hơi ửng đỏ, gân xanh nổi lên mặt. Gân xanh như con giun bò trên mặt Lục Lâm Thiên, bộ dạng của hắn hơi dữ tợn. Vù 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 vù. Từ khi nào quanh người Lục Lâm Thiên tụ tập năng lượng vô hình xoay tròn như vòi rồng bao phủ hắn, ánh sáng xanh bắn ra, rất thần dị. Khi khí thế vô hình tụ tập đến mức độ Lục Lâm Thiên không ức chế được nữa thì thủ ấn đè xuống, miệng quát to. Phá cho ta. Đôi mắt khép kín mấy đột nhiên mở ra, mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tia sáng gần như thực chất hóa. Âm 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 âm. Vòng xoáy năng lượng không gian quanh Lục Lâm Thiên có một cột sáng năng lượng tựa sấm sét táo bạo oanh kích vào người hắn. Bình chướng vô hình rốt cuộc vỡ nát. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên điều khiển chân khí tinh thuần bàng bạc trong người rơ tó vào khí hải đan điền. Bùm! Trong khí hải đan điền vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, C, khí thế cường đại bắt đầu khuếch tán khiến không gian bốn phía dao động mãnh liệt. Cùng lúc đó khí thế của Lục Lâm Thiên bắt đầu tăng lên. Đột nhiên phá bình chướng vô hình trên đỉnh Vũ Tôn Bát Trọng, một hơi đột phá đỉnh đặt chân lên đẳng cấp Vũ Tôn Cửu Trọng. Năng lượng thiên địa bàng bạc tuôn ra quanh thân Lục Lâm Thiên như các sợi tóc rậm rạp lượn lờ trên người hắn, tuần hoàn không dứt ngoài người hắn. Năng lượng rót vào, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng mạnh lên, trong người nhanh chóng có thay đổi,
mỗi lần đẳng cấp tu vi thăng cấp là trong cơ thể Lục Lâm Thiên sẽ có lột xác nho nhỏ. Thời gian kéo dài không quá lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ, khí thế mới ổn định đến vũ tôn cửu trọng liền ngừng lại. Xoẹt! Khí thế xung quanh từ từ nhạt dần, Lục Lâm Thiên chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt đen lấy bắn ra tia sáng như ánh sao thực chất hóa, ánh sao thu về giấu trong mắt Lục Lâm Thiên. Vũ tôn cửu trọng, rốt cuộc đột phá. Ánh sao thu vào trong mắt, đôi mắt Lục Lâm Thiên càng sâu thẳm, hân hoan tuôn ra đáy mắt. Xoẹt! Con người Lục Lâm Thiên co rút, vung tay phải lên biến trưởng thành chảo. Chảo ấn xẹt qua không gian, nơi đi qua không gian bị xé rách năm khe hở đen ngòm, chảo ấn thu về khe nứt không gian mới từ từ tan biến trước mắt Lục Lâm Thiên. Đây là thực lực vũ tôn cửu trọng sao? Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí bao la mênh mông như biển cả trong khí hải đan điền, khóe môi hắn cong lên vui vẻ. Lục Lâm Thiên phát hiện rõ ràng biến đổi trong người, kinh lạc huyết mạch, gân cốt cơ bá hay nội tạng đều tăng mạnh lên nhiều, linh hồn cũng được nhiều ích lợi. Cái chảo vừa rồi khiến Lục Lâm Thiên biết rõ hơn sự khác biệt hiện tại với vũ tôn bát trọng, hoàn toàn là đột phá về chất. Khác với lực lượng lớn nhất nằm ở khống chế năng lượng thiên địa, hiện tại Lục Lâm Thiên giơ tay nhấc chân kéo theo càng nhiều năng lượng thiên địa cho sử dụng. Tu vi thực lực vũ tôn cửu trọng cho Lục Lâm Thiên cảm giác hắn vỗ nhẹ một cái là sẽ dễ dàng đánh chết cường giả đỉnh vũ tôn bát trọng, chặn giết tu vi giả cùng đẳng cấp không khó khăn gì. Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí bàng bạc trong người, khí hải đan điền vốn cực kỳ khổng lồ lúc này đột phá đến vũ tôn cửu trọng càng khủng bố hơn, diện tích mênh mông vô bờ. Có khí hải đan điền khổng lồ thế này chống đỡ, Lục Lâm Thiên cảm giác nếu hắn lại gặp đẳng cấp tu vi như Tật Phong tôn giả thì tuyệt đối có thể dễ dàng đối chiến, thậm chí trà đạp Tật Phong tôn giả. Còn tu vi giả đẳng cấp cỡ phệ hồn lão quỷ thì dựa vào các loại thủ đoạn của hắn có thể đối kháng lại. Nhưng thực lực Bắc Cung Hùng mạnh hơn phệ hồn lão quỷ nhiều, cuối cùng như thế nào thì Lục Lâm Thiên khó phán đoán được. Đương nhiên lúc này đột phá vũ tôn cửu trọng, Lục Lâm Thiên sẽ không thiếu tự tin như ở vũ tôn bát trọng. Hắn đột phá vũ tôn cửu trọng so với vũ tôn bát trọng có sự thẳng tiến về chất. Huống chi Lục Lâm Thiên biết Bắc Cung Hùng của Bắc Cung gia tộc rất mạnh. Nhạc phụ Bắc Cung Kình thường nói Bắc Cung Hùng dù gặp chuẩn đế bên ngoài cũng có sức đối kháng lại là vì mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên hoàn toàn không sợ mộc hoàng chi khí, tương đương miễn dịch với mộc hoàng chi khí, ưu thế của Bắc Cung Hùng do đó bị giảm đi. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên cười tà. Ai thắng ai thua thì 50-50 đi, e rằng ta là 60, người 40. Mộc hoàng chi khí vô dụng với hắn, Lục Lâm Thiên còn có bất diệt huyền thể để dựa vào. Ngoài ra ngũ hành tương khắc, thuộc tính kim ức chế thuộc tính mộc, cuối cùng thế nào thì phải chờ xem kết quả. Lục Lâm Thiên thì thào. Muốn ngăn cản ta, không ai làm được, Bắc Cung Hùng, lần này sẽ khiến ngươi thất vọng. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên nụ cười tà. Bên ngoài đình viện, thời gian chậm rãi trôi, mặt trời lên cao. Bắc Cung Nhất, mấy hộ pháp đã đợi mộ canh giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ. Làm hộ pháp Bắc Cung gia tộc. Tự mình đến dẫn Lục Lâm Thiên đi tháp Mộc Hoàng không ngờ còn phải ngoan ngoãn chờ ở ngoài và đợi lâu như vậy. Bắc Cung Nhất biến sắc mặt tiến lên hỏi Tuyết Sư. Người mau đi thúc giục, sắp không kịp lúc. Tuyết Sư như bị trúng bùa đứng lù lù tại chỗ, ai cũng đừng hòng vào đình viện nửa bước. Chủ nhân đã nói không được quấy rầy. Bắc Cung Nhất bất đắc dĩ định đi vào đình viện. Cuộc so đầu này rất quan trọng với chủ nhân của ngươi, nếu ngươi không kêu thì ta sẽ đi. Tuyết Sư không nhường một bước. Dù hôm nay chủ nhân không đi cũng không ai được quấy rầy chủ nhân. Mấy hộ pháp chờ đợi đến nổi nóng, thấy Tuyết Sư ngăn cản trước mặt Bắc Cung Nhất thì quát to. Càn rỡ, đang trong Bắc Cung gia tộc. Lệ quỷ quát. Trong Bắc Cung gia tộc thì sao? Không ai được đến gần nửa bước, không thì ta sẽ không khách sáo. Ba người cực lạc tam quỷ phát ra khí thế, ba khí thế vũ tôn cửu trọng dâng lên. Mấy hộ pháp Bắc Cung gia tộc làm sao ức chế được ba người? Cảm nhận khí thế trên người cực lạc tam quỷ, mấy hộ pháp biến sắc mặt. Tu vi của cực lạc tam quỷ thì dù bọn họ là người của Bắc Cung gia tộc cũng không làm gì được ba người. Lúc này một bóng người áo xanh bên ngoài đình viện lắc người lao đến. Tam quỷ, Tuyết Sư không được vô lễ với các vị hộ pháp. Người đó lặng lẽ xuất hiện trước mặt cực lạc tam quỷ, môi treo nụ cười tà, là Lục Lâm Thiên chứ còn ai? Mấy hộ pháp Bắc Cung Nhất ngây người. Mạnh quá! Lục Lâm Thiên xuất hiện như thế nào, vì sao bọn họ không hề cảm giác được?
Lúc này họ không nhìn thấu khí thế trên người Lục Lâm Thiên được, nhưng vô hình chung khiến họ nhìn lâu sẽ nhận được uy áp kỳ diệu. Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư thấy Lục Lâm Thiên đi ra thì cung kính cúi đầu lui xuống. Tuân lệnh. Ánh mắt Cực Lạc Tam Quỷ thay đổi, khí thế vô hình làm ba người cảm giác sau ba ngày bế quan hơi thở trên người nhị thiếu gia đã khác biệt. Cụ thể khác chỗ nào thì ba người khó nói rõ. Lục Lâm Thiên mỉm cười đến trước mặt Bắc Cung Nhất. Đại hộ pháp, chúng ta đi thôi. Bắc Cung Nhất ngây người sau đó gật đầu. Mời Lục cô ra. Khí thế vô hình làm lòng Bắc Cung Nhất run rẩy, mơ hồ cảm giác trong ba ngày này Lục Lâm Thiên thay đổi so với ba ngày trước. Cụ thể thì Bắc Cung Nhất không nói được, sự thay đổi này khiến Bắc Cung Nhất khi đối diện Lục Lâm Thiên bỗng thấy lòng rung động. Bắc Cung Nhất nghi hoặc thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong ba ngày thực lực đột phá lớn vậy sao? Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm làm lòng Bắc Cung Nhất thấp thỏm. Trận chiến sắp đến, đối diện đại trưởng lão nhưng dường như Lục Lâm Thiên không thèm quan tâm, loại tự tin này khiến Bắc Cung Nhất hơi sợ. Trước tháp to, trên quảng trường rộng lớn đông đúc biển người, tiếng người ồn ào, thanh âm huyên náo vang vọng trên bầu trời. Trên một bệ đá chính giữa quảng trường thường là nơi các trưởng lão ngồi khi Bắc Cung gia tộc cử hành nghi thức quan trọng. Trong ngày náo nhiệt hôm nay hầu hết trưởng lão rảnh rỗi đều có mặt. Người vạm vỡ ngồi ngay ngắn đằng trước nhất, khí thế hùng hồn, khí hoàng giả bế nghĩa thiên hạ lộ rõ, chính là Bắc Cung Kình Thương chủ Bắc Cung gia tộc. Nhìn quanh quảng trường rậm rạp tử đệ trong tộc, Bắc Cung Kình Thương quét mắt qua rồi thản nhiên trò chuyện điều gì với mấy trưởng lão. Nhiều trưởng lão khác sắc mặt khó coi, từ sáng sớm chờ tới bây giờ đã là một canh giờ. Trên phương trận hàng nhất gần quảng trường, có mấy trăm thanh niên mặc gã íp màu lục, khí thế ngạo nghễ đứng thẳng. Ai nấy sống lưng thẳng tắp, khoảng 500-600 người, khí thế cường đại. Mấy người đứng đầu có Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam ở trong đó. Những thanh niên này xuất hiện hấp dẫn nhiều ánh mắt thanh niên nam nữ. Nam toàn là hâm mộ ghen tị, nữ thì si mê ngưỡng mộ. Đây là người đoàn Mộc Hoàng, người trẻ tuổi có tương lai nhất gia tộc mới có tư cách tham gia. Trong tộc những người này có địa vị siêu nhiên, đặc biệt thống soái đoàn Mộc Hoàng địa vị trên cả đa số trưởng lão. Ngọc thống soái đẹp trai quá, nếu được gả cho Ngọc thống soái thì mãn nguyện cuộc đời. Người bớt nằm mơ đi, sao Ngọc thống soái vừa mắt người được? Trong lòng Ngọc thống soái chỉ có Vô Song tiểu thư. Đáng tiếc trong lòng Vô Song tiểu thư chỉ có Lục Lâm Thiên, không thèm quan tâm Ngọc thống soái. Người nói xem Lục Lâm Thiên thật sự mạnh hơn Ngọc thống soái sao? Tại sao Vô Song tiểu thư không vừa mắt Ngọc thống soái? Ta rất muốn nhìn xem Lục Lâm Thiên có mạnh như trong tin đồn không. Đừng coi thường Lục Lâm Thiên, nghe nói lần trước trong Độc Cô gia tộc Ngọc thống soái và phó thống soái Đoàn Thần Hoàng Độc Cô gia tộc hợp sức vẫn bị Lục Lâm Thiên đánh bại. Trong đám đông để tiền hiểu thiếu nữ bàn tán là Bắc Cung Ngọc. Trong Bắc Cung gia tộc thì Bắc Cung Ngọc là tình nhân trong mộng của tất cả thiếu nữ, tiếc rằng trái tim gã chỉ chứa Vô Song tiểu thư, các thiếu nữ đành bất lực, nhưng để tài tán gẫu không rời khỏi Bắc Cung Ngọc được. Trong tiếng xì xầm, Bắc Cung Ngọc đứng trước đám người Đoàn Mộc Hoàng, khoanh tay trước ngực, khép mắt hờ hững như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì gã. Sao Lục Lâm Thiên còn chưa đến? Chắc không phải vì sợ đại trưởng lão nên không dám đến đi. Thời gian chờ đợi ngày càng dài, quảng trường càng lúc càng náo động. Thật lâu không thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện khiến đám đông vang lên nhiều tiếng bất mãn. Một trưởng lão ghế trên mắt lóe tia sáng, khóe môi cong lên. Lục Lâm Thiên này không dám tới chăng? Không dám đến xem như thua, hôn ước của Lục Lâm Thiên và Vô Song tiểu thư nên giải trừ. Chắc tiểu tử này không dám đến thật, hèn gì đồng ý dứt khoát vậy, thì ra vốn không định tới. Vốn tưởng hôm nay được thấy tiểu tử kia bị đại trưởng lão trà đạp, sợ là hôm nay không được xem. Tam trưởng lão nói với Bắc Cung Kình Thương. Tộc trưởng, Lục Lâm Thiên không dám đến có phải cũng xem như tự động nhận thua. Bắc Cung Kình Thương nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão, sao ngươi không còn một chút định lực nào? Muốn tiến thêm một bước tu vi thì tam trưởng lão phải tu luyện lại định lực thêm đi. Tam trưởng lão bị Lục Lâm Thiên nói mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng không tiện cãi lại. Bắc Cung Kình Thương quét mắt bốn phía, lên tiếng. Các vị trưởng lão gấp gì? Lục Lâm Thiên đến rồi. Xoẹt! Bắc Cung Kình Thương nói xong Bắc Cung Hùng đại trưởng lão lập tức nhìn chằm chằm phía trước. Mấy tiếng thú gầm vang lên. Growl! Vài luồng sáng xẹt qua không gian, trong khoảnh khắc đến trên cao, là mấy con độc long thú thiên mộc,
yêu thú đặc biệt chỉ có trong Bắc Cung gia tộc. Là Lục Lâm Thiên đến, người chính giữa là Lục Lâm Thiên. Ai nói Lục Lâm Thiên không dám tới? Hắn đến rồi thôi. Tuy Lục Lâm Thiên không đẹp trai bằng Ngọc Thông Soái nhưng rất có mùi vị. Dám đông náo động, các cặp mắt nhìn Độc Long Thú Thiên Mộc, đều nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Các trưởng lão tỏa định Lục Lâm Thiên, nhiều người ánh mắt âm thầm biến đổi. Lục Lâm Thiên đứng trên Độc Long Thú Thiên Mộc nhìn quảng trường rậm rạp dòng người, kinh ngạc nói. Sao nhiều người quá vậy? Động tĩnh thế này không nhỏ, có lẽ người trong toàn Bắc Cung gia tộc đều đến, nhiều hơn người Độc Cô gia tộc một chút. Vù 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 vù. Lục Lâm Thiên nhìn quảng trường rộng lớn trống rỗng được cố ý chừa ra, ánh sáng bạc lóe lên dưới chân hắn, nhảy lên cao mấy thước một đường thẳng. Khí lưu lướt qua Lữ Chính Cường, trường bào phấp phới, Lục Lâm Thiên như chim ó vồ mồi xà xuống, nhảy người đáp xuống giữa quảng trường không mang theo một chút khí lưu không gian giao đậu nga, lặng lẽ nhưng giơ tay nhấc chân mang theo hơi thở bá đạo sắc bén. Nhiều người biết hàng biến sắc mặt nói. Mạnh quá! Khống chế lực lượng không gian thế này đã đến trình độ siêu cao, người bình thường khó làm được. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Tiểu tử này tính nổi bật đây. Ngoài mặt Bắc Cung Kình Thương không có gì thay đổi, lòng thì nghi hoặc, mới 3 ngày nhưng gã cảm giác khí thế trên người Lục Lâm Thiên thay đổi lớn. Bắc Cung Kình Thương khó hiểu thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại đột phá trong vòng 3 ngày? Khí thế tu vi của Lục Lâm Thiên làm Bắc Cung Kình Thương không dám đoán chắc. Nhưng biến đổi vô hình chung này không chạy thoát đôi mắt gã quan sát. Trên đại lục không nhiều người khiến Bắc Cung Kình Thương khó khẳng định hơi thở, vì vậy gã càng khó hiểu hơn. Lục Lâm Thiên không ngờ rằng dùng chiêu này khiến nhiều thiếu nữ Bắc Cung gia tộc chú ý. Hơi đẹp trai đây, nam nhân thật bá đạo, động tác xuống sân toát ra khí phách. Vù 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 vù. Tuyết sư, Cực Lạc Tam Quỷ đáp xuống sau lưng Lục Lâm Thiên, động tác yêu mỹ nhưng có chút dao động khí lưu không gian. Rõ ràng là kém hơn Lục Lâm Thiên một chút. Tất nhiên tu vi giả thực lực không đủ thì không nhìn ra được gì. Mấy hộ pháp Bắc Cung Nhất đáp xuống hàng đầu, sau lưng Bắc Cung Kình Thương. Vèo. Bắc Cung Ngọc nhắm mắt chợt mở ra, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng nhẹ gật đầu với hắn. Lục Lâm Thiên ngoái đầu chào lại, nhìn mấy trăm thanh niên sau lưng Bắc Cung Ngọc, lòng thầm giật mình. Không uổng là một trong lục đại hoàng tộc, người trẻ tuổi toàn bất phàm. Đệ tử trong tam tông tứ môn các sơn môn hiếm ai có thể sánh bằng. Vù 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 vù. Cùng với Lục Lâm Thiên đáp xuống, quảng trường xôi trào ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều nhìn hắn. Tam trưởng lão đứng lên nhìn Lục Lâm Thiên, mắt chứa tức giận. Lục Lâm Thiên, ta còn tưởng ngươi không dám tới. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Có gì mà không dám đến, nếu không có chuyện gì thì bắt đầu đi, ta rất bận. Đã đến rồi thì cứ thoải mái đi. Nhìn Lục Lâm Thiên vẻ mặt hờ hững, trò chuyện vui vẻ khiến lòng tam trưởng lão càng khó chịu hơn. Tam trưởng lão nét mặt xa sầm nói. Lục Lâm Thiên, ngươi hãy nhớ kỹ, nếu ngươi thua thì hôn ước của ngươi và Vô Song tiểu thư sẽ giải trừ, và không được đến gần Thiên Mộc thần thụ, lập tức rời khỏi Bắc Cung gia tộc cho ta, đời này không được đặt chân vào Bắc Cung gia tộc nửa bước. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta nhớ kỹ. Người nghĩ ta sẽ thua sao? Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên, giây lát ý cười trong mắt tan biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng tam trưởng lão. Lục Lâm Thiên nói, nhưng nếu ta thắng thì ngươi nghe kỹ cho ta, sau này hôn sự của ta và Vô Song không đến lượt các ngươi nói linh tinh, ta cũng muốn đi vào Thiên Mộc thần thụ thử một lần. Lục Lâm Thiên dứt lời, mắt liếc qua đám trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Câu này nói với tam trưởng lão nhưng cũng là nói cho toàn trưởng lão Bắc Cung gia tộc. Khóe mắt tam trưởng lão co giật, trước ánh mắt lạnh lùng của Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú khiến gã vô hình chung lòng hoảng hốt nhưng giây sau phục hồi bình thường. Giọng điệu lớn lối thật. Tam trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt âm trầm nói. Lát nữa ngươi sẽ biết, tiểu tử nhà ngươi thật buồn cười, từng thấy kiến vọng tưởng lay động voi to, rất nực cười. Lục Lâm Thiên nói. Xem ra tam trưởng lão khẳng định ta sẽ thua, vậy có gan đánh cuộc với ta không? Ánh mắt tam trưởng lão khinh thường nói. Ngươi có gì đáng để ta cược? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Một viên đế linh tấn thần đan đẳng cấp chuẩn đế thì sao? Đế linh tấn thần đan. Nghe vậy tất cả trưởng lão ánh mắt thay đổi.
Đám trưởng lão Bắc Cung gia tộc sớm biết chuyện Lục Lâm Thiên ở Độc Cô gia tộc luyện chế một viên đế linh tấn thần đan đẳng cấp chuẩn đế, các trưởng lão có nghe nói tác dụng của đế linh tấn thần đan, nâng cao một phần cơ hội đột phá thành đế. Lục Lâm Thiên dứt lời, các cặp mắt nhìn hắn, nhiều trưởng lão mắt đỏ ngầu. Lục Lâm Thiên xoe tròn mắt, khó ầm ôi cong lên nụ cười tà. Rất đơn giản, nếu ta thua thì ngoại lệ cho ngươi một viên đế linh tấn thần đan, nhưng nếu hôm nay ta thắng cũng sẽ không lấy gì của ngươi. Lục Lâm Thiên ngước lên nửa cười nửa không nhìn tam trưởng lão. Nếu ngươi thua thì cởi chuồng chạy một vòng quanh quảng trường là được, sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói, nhiều người Bắc Cung gia tộc bật cười. Xì, kêu tam trưởng lão lóa chạy, ý tưởng này người bình thường không nghĩ ra nổi. Mắt tam trưởng lão bừng lửa giận. Khốn kiếp, ngươi dám lừa lão phu. Tam trưởng lão chưa từng bị nhục nhã như vậy, lão chạy. Rõ ràng đang đùa giỡn lão. Lục Lâm Thiên cười nói. Ai lừa ngươi? Tinh thần máy động, một viên đế linh tấn thần đan nằm trong tay Lục Lâm Thiên. Trên đế linh tấn thần đan trong suốt lấp lánh toát ra hơi thở khiến nhiều người mắt nóng cháy nhìn chằm chằm. Là đế linh tấn thần đan, đây chính là đế linh tấn thần đan. Các cặp mắt nóng rực, có người nuốt nước miếng. Trọng bảo thế này đủ hấp dẫn các trưởng lão Bắc Cung gia tộc rung động. Bắc Cung Kình Thương và Bắc Cung Diễn Siêu liếc nhau, cựa quậy, ánh mắt vô cùng tò mò và nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên liếc tam trưởng lão, môi vẫn treo nụ cười. Tam trưởng lão, ta lấy đế linh tấn thần đan hàng thật chính hiệu cược với ngươi, chưa từng lừa ngươi. Nếu ngươi không dám thì thôi không cược, một viên đế linh tấn thần đan của ta cược ngươi lõa chạy một vòng là ta đã chịu thiệt. Tam trưởng lão nhìn đế linh tấn thần đan trong tay Lục Lâm Thiên, cơ mặt co giật, mắt nóng cháy nhìn chằm chằm đế linh tấn thần đan. Tam trưởng lão nói, tiểu tử, ta sẽ cược với ngươi, có người đưa lên đế linh tấn thần đan không cần cũng uống, nhưng ngươi đừng hối hận. Lục Lâm Thiên cười nói, ha ha ha, thành giao. Lục Lâm Thiên liếc mắt qua, hành lễ hướng Bắc Cung Diễn Siêu, Bắc Cung Kình Thương. Kính chào nhạc phụ, kính chào siêu thúc. Bắc Cung Diễn Siêu cười nói. Tiểu tử, hôm nay chờ xem ngươi, để người ta xem người vô song nhìn túng không kém cỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiểu tử nhất định sẽ không khiến siêu thúc thất vọng. Bắc Cung Kình Thương nói. Lâm Thiên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu rồi thì mời đại trưởng lão chỉ giáo đi. Lòng Lục Lâm Thiên càng nhiều khó hiểu, tiểu tử Lục Lâm Thiên lấy ra một viên đế linh tấn thần đan đùa giỡn, chẳng lẽ hắn có nắm chắc tuyệt đối sao? Đế linh tấn thần đan không phải trọng bảo bình thường. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiểu tế đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ dậy. Mắt Lục Lâm Thiên lộ ý cười quét qua người Bắc Cung Hùng luôn ngồi ngay ngắn. Bắc Cung Hùng chậm rãi đứng dậy. Thế thì bắt đầu đi. Bắc Cung Hùng lắc người chớp mắt xuất hiện trên quảng trường, cách Lục Lâm Thiên không tới trăm thước. Sắp bắt đầu. Cùng với đại trưởng lão cũng xuất hiện trên quảng trường. Bốn phía vang tiếng bàn tán nho nhỏ bỗng chốc yên lặng, các cặp mắt nhìn chằm chằm quảng trường. Nghe tiếng chuông trầm thấp, Kình Linh Vương cùng đại trưởng lão xuống sân. Tam trưởng lão vung trường bào màu lam nhạt, mắt lạnh lùng liếc qua Lục Lâm Thiên. Tam trưởng lão nói, tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc nghe đây, cuộc chiến giữa Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão bây giờ bắt đầu. Thanh âm không lớn nhưng cùng với sóng không gian rõ ràng truyền vào tai mọi người. Bắt đầu. Nghe tam trưởng lão tuyên bố, toàn trường sôi trào, thanh âm vang dội như sấm đinh tai nhức óc. Các cặp mắt thoáng chốc tỏa định Lục Lâm Thiên, đại trưởng lão trong sân. Lục Lâm Thiên phất tay ra hiệu, bốn người tuyết sư, cực lạc tam quỷ dưới chân lóe ánh sáng một đường thẳng lùi đến mép đất trống quảng trường. Hai hàng tóc mai Bắc Cung Hùng bạc phơ nhẹ rung, ánh mắt hờ hững nhìn Lục Lâm Thiên, trường bào không gió tự bay. Lục Lâm Thiên, ngươi ra tay đi, đừng nói lão phu ăn hiếp ngươi. Nhưng ngươi ra tay trước, nếu lão phu tấn công thì ngươi không có cơ hội đánh. Lục Lâm Thiên nói. Cái này thì không cần, người ta sẽ nghĩ ta khi dễ người gần đất xa trời. Bắc Cung Hùng trầm giọng nói. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, tuy thực lực của ngươi không tệ nhưng muốn vênh váo cũng phải nhìn ngươi. Ở trước mặt lão phu thì ngươi chưa có bản lĩnh đó. Lục Lâm Thiên không lĩnh tình còn nói lão sắp xuống lỗ, chọc giận Bắc Cung Hùng. Lục Lâm Thiên ngước mắt lên nhìn thẳng Bắc Cung Hùng, tức giận càng tốt, lão giận mới tốt cho hắn. Lục Lâm Thiên nói,
ta có bản lãnh này hay không chút nữa ngươi sẽ biết. Chiêu cậy già lên mặt cũng vô dụng với ta. Bắc Cung Hùng châm chọc. Miệng lưỡi bén nhọn, ta chống mắt xem lát nữa ngươi xin tha như thế nào. Thứ không biết trời cao đất rộng, cho rằng có chút thực lực thì không người trị được ngươi sao. Lửa giận bốc cháy trong lòng Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng dứt lời, mặt Lục Lâm Thiên âm trầm, khóe môi cong lên lạnh băng. Đối phó những kẻ bảo thủ tự cho mình là hoàng tộc thì cao hơn người một bậc là phải trà đạp bẹp dí mới khiến họ nhớ lâu hơn. Lát nữa Lục Lâm Thiên sẽ không khách sáo. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Nói nhảm nhiều quá, nể mặt vô song nên ta kính ngươi một phần, ra tay đi. Bắc Cung Hùng âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, tất cả nói chuyện bằng thực lực, muốn so sánh với Bắc Cung gia tộc ta ít ra bây giờ ngươi còn chưa đủ sức. Mắt Bắc Cung Hùng hấp háy. Lão biết chút ít thực lực của Lục Lâm Thiên nên hiện tại không dám hoàn toàn lơ là. Vốn nể vô song nên ta kính trọng đại trưởng lão nhà ngươi vài phần, tiếc rằng các ngươi cứ ngoan cố ngăn cản hôn sự của ta và vô song, nương chuyện mộc hoàng chi khí cố ý làm có dễ. Bây giờ ta còn kêu ngươi một tiếng đại trưởng lão, cho ngươi mặt mũi nên mừng đi, nếu ta không nể mặt thì ngươi làm gì ta được. Lục Lâm Thiên phất áo xanh, hít sâu tiến lên hai bước, nhìn thẳng Bắc Cung Hùng. Há mồm ngậm miệng là Bắc Cung gia, tự phụ Bắc Cung gia có thể vô địch chắc. Bỏ đi Bắc Cung gia thì ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thứ gì, hôm nay bản tôn tuyệt đối không khách sáo với ngươi. Dứt lời áo xanh của Lục Lâm Thiên phần phật, lạnh băng vô hình khuếch tán. Khí thế vô hình làm Bắc Cung Hùng hơi biến sắc mặt, lòng thầm bất an. Bắc Cung Hùng không giận bật cười. Ha ha ha! Tiếng cười vang vọng trong quảng trường yên tĩnh. Dù là ai đều nghe ra trong tiếng cười chất chứa tức giận. Nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc nghe tiếng cười mà sởn gai ốc, đại trưởng lão giận thật rồi. Đường đường là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc lại bị Lục Lâm Thiên không thèm để vào mắt, không giận mới là lạ. Tiếng cười chợt tắt, Bắc Cung Hùng thu về nụ cười, mặt xanh mét nhìn Lục Lâm Thiên chăm chăm. Lời Lục Lâm Thiên vừa nói hoàn toàn chọc tức Bắc Cung Hùng, lão đường đường là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc, trong Bắc Cung gia tộc này. Dưới tộc trưởng, lão gần như là đệ nhất nhân. Lúc này ngay trước mặt tử đệ toàn Bắc Cung gia tộc bị Lục Lâm Thiên của trách, hôm nay không dạy cho người này bài học nhớ đợi thì về sau Bắc Cung Hùng còn mặt mũi nào. Mặt Bắc Cung Hùng xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết mùi, ngươi không nên ngông cuồng như vậy. Hai hàng tóc mai bạc phơ run rẩy, chân khí trong người Bắc Cung Hùng dần khuếch tán. Lục Lâm Thiên bắt giữ ngay Bắc Cung Hùng tức giận, hắn cười thầm trong bụng. Ngươi không có bản lĩnh đó. Trong người Lục Lâm Thiên dâng lên chân khí, nếu Bắc Cung Hùng đột nhiên tấn công thì không dễ chơi. Trên quảng trường hai người rằng co đối địch, khí lạnh khuếch tán. Chân khí của hai người dâng lên, bốn phía áp lực. Tất cả người Bắc Cung gia tộc xung quanh cảm nhận khí thế đối địch này, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bắc Cung Hùng lạnh nhạt nói. Hừ. Linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, lĩnh ngộ thuộc tính mới, thiên phú kinh người. Không thể phủ nhận ngươi cực kỳ cường đại nhưng có chút chênh lệch là ngươi mãi mãi không thể bù đắp. Quanh người Bắc Cung Hùng lóe ánh sáng lục, bước ra một bước. Kinh khí vô hình trong khoảnh khắc lan tràn, khí thế khuếch tán ập hướng Lục Lâm Thiên. Con ngươi Lục Lâm Thiên co rút. Thử xem liền biết. Luồng khí thế vô hình ập đến, trong khoảnh khắc hai khí thế vô hình đột nhiên va chạm giữa không trung. Răng rắc, trong không gian có tiếng vang khẽ, sóng không gian bị chấn tản ra. Không gian run rẩy, khí thế vô hình làm Lục Lâm Thiên bị lảo đảo đẩy lùi. Nhìn Lục Lâm Thiên bị trực tiếp đẩy lui, Bắc Cung Hùng cười khẩy nói. Không biết tự lượng sức mình. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Mạnh quá. Trong cuộc giao phong ngầm vừa rồi Lục Lâm Thiên chịu thiệt một lần, nhưng đó chỉ vì hắn muốn thử thực lực của đối phương, Bắc Cung Hùng đúng là mạnh. Lục Lâm Thiên và đại trưởng lão Bắc Cung Hùng đánh nhau, tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc nín thở. Bọn họ mong chờ đại chiến thế này đã ba ngày. Lục Lâm Thiên lảo đảo thụt lùi, chợt mắt lộ ý cười nhạt, đột nhiên chân dẫm mạnh xuống đất, chân khí cuồng mãnh tuôn ra. Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, xung quanh quảng trường có năng lượng thuộc tính thổ tụ tập lại. Răng rắc, cùng lúc đó mặt đất dưới chân Lục Lâm Thiên nứt rạn, khe nứt mặt đất tách ra đầu upsilon.ng vào Bắc Cung Hùng. Ánh mắt Bắc Cung Hùng âm trầm. Tài mọn. Bắc Cung Hùng vung trường bào, chân nhún nhẹ, kinh khí vô hình tràn ra chui vào lòng đất.
giống như mặt đất phạm vi trăm thước trước mắt Bắc Cung Hùng dựng lên cương quyển. Vèo. Đại địa vô ảnh cước của Lục Lâm Thiên đạp xuống đất thoáng chốc tan biến, không hề ảnh hưởng gì Bắc Cung Hùng, không lay động người lão được. Cuộc giao phong ngắn ngủi tam trưởng lão nhìn ra Lục Lâm Thiên như con kiến lay voi, không có chút cơ hội nào, đế linh tấn thần đan sắp thuộc về lão. Đế linh tấn thần đan là của ta. Trên khuôn mặt xanh xao của Bắc Cung Hùng, đôi mắt lạnh băng lóe tia sáng lạnh lùng nói. Tiểu tử, đây chính là thực lực của ngươi. Không tệ, nhưng tiếp theo lão phu sẽ không khách sáo, người muốn hối hận cũng không có cơ hội. Bắc Cung Hùng dứt lời ánh sáng lục quanh thân chói lòa, mộc hoàng chi khí dâng lên. Khí thế cường đại đột nhiên tuôn ra ồ ạt từ cơ thể phô thiên cái địa, khí thế đột nhiên phóng lên cao, nháy mắt bao phủ không gian. Với khí thế cường đại này thoáng chốc làm các cặp mắt trong Bắc Cung gia tộc Linh Hoàng nhìn. Mộc hoàng chi khí tuôn ra, hơi thở đè ép xuống mang theo uy nhiếp tuyệt đối. Hiện tại nguyên không trung run rẩy trong khí thế cường đại, chân khí bị xé ra, uy thế khiếp hồn người khuếch tán. Khí thế như vậy khiếp hồn người, với người Bắc Cung gia tộc thì khí thế khiến linh hồn, huyết mạch người rung động. Khí thế này lặng lẽ khuếch tán trong không trung, bao phủ bốn phía, thẩm thấu vào mỗi người Bắc Cung gia tộc. Trước hơi thở này, giờ khắc này, nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc xung quanh thực lực thấp chút đều thân bất do kỳ quỳ dưới đất. Làm đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc thì mộc hoàng chi khí hiển nhiên siêu cao, tuy không đến thiên cực nhưng cũng là đỉnh địa giai. Cộng thêm đẳng cấp tu vi khủng bố phát ra, uy áp mạnh là cái chắc, người không bị ảnh hưởng chỉ có những trưởng lão. Cực lạc tam quỷ không phải thuộc tính mộc nhưng trong một thoáng cũng chịu ảnh hưởng, may mà không lớn bằng vũ giả thuộc tính mộc. Mộc hoàng chi khí cũng có ảnh hưởng nhất định với thuộc tính khác. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được mộc hoàng chi khí ảnh hưởng. Dưới mộc hoàng chi khí, khí thế ức chế đè ép trên thuộc tính mộc của Lục Lâm Thiên, làm hắn xúc động muốn quỳ rạp xuống. Lực lượng uy áp ức chế này càng lúc càng mạnh, Lục Lâm Thiên không thể đối kháng lại. Nhưng đây chỉ là một thoáng, người Lục Lâm Thiên phát ra ánh sáng vàng chói lòa, uy áp thoáng chốc biến mất, hắn không hề bị ảnh hưởng. Mọi thứ nằm trong dự tính của Lục Lâm Thiên, mộc hoàng chi khí Bắc Cung gia tộc vô dụng với hắn. Lục Lâm Thiên có thể tùy thời khắc chế mộc hoàng chi khí này, nhưng hiện tại không cần thể hiện điều đó. Đương nhiên loại ức chế này có tác dụng rất lớn với cường giả Bắc Cung gia tộc bình thường, nhưng với cường giả cỡ Bắc Cung Hùng thì Lục Lâm Thiên cho rằng tác dụng không quá lớn. Lục Lâm Thiên thi triển ngũ hành tương khắc, thuộc tinh kim khắc chế thuộc tính mộc, nhưng thuộc tính mộc của Bắc Cung gia tộc là đến trình độ mộc hoàng chi khí. Phụ thân tu vi cực kỳ cường đại như Bắc Cung Hùng đem lại hiệu quả khắc chế bị giảm mạnh. Nếu thuộc tính kim đại thành, đặt chân vào cái gọi là kim hoàng chi khí, lúc đó Lục Lâm Thiên muốn khắc chế mộc hoàng chi khí dễ như húp cháo. Tuy Lục Lâm Thiên luôn mơ đại thành thuộc tính kim nhưng hắn biết trong thời gian ngắn không quá có khả năng làm được. Mộc hoàng chi khí quanh thân Tật Phong Tôn giả hùng dũng khuếch tán, trong khí thế ẩn chứa uy áp không thể chống cự. Uy áp này đến từ thuộc tính, từ thiên địa. Trong không gian tràn ngập mộc hoàng chi khí rồi rào, gió mây vần vũ. Xoẹt 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 xoẹt. Trong Bắc Cung gia tộc, tất cả vũ giả thuộc tính mộc đa số chịu uy áp nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, ấy nấy mặt chướng đỏ, càng chống cự thì năng lượng thuộc tính thiên địa áp chế càng lớn hơn. Ủa! Nhiều cường giả ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Dưới mộc hoàng chi khí thù là ai, cho dù không phải vũ giả thuộc tính mộc cũng sẽ chịu uy áp tuyệt đối. Trừ phi là người ngũ đại hoàng tộc khác. Nhưng Lục Lâm Thiên bình yên vô sự làm cường giả Bắc Cung gia tộc biểu tình nghi ngờ. Các cường giả suy tư, bọn họ chỉ có thể đoán. Chẳng lẽ vì thuộc tính mới lĩnh ngộ? Bắc Cung Hùng cũng phát hiện tình huống này, vốn lão định trực tiếp ức chế Lục Lâm Thiên, chà đạp hắn thê thảm nhưng ai ngờ hắn không sợ mộc hoàng chi khí. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Hùng, hỏi. Bắc Cung Hùng, người có mệt không? Đây là cái gọi là mộc hoàng chi khí sao? Danh tiếng của Bắc Cung lão tổ đã bị ngươi làm mất hết. Mặt thiếu chủ xanh mét, ánh mắt giận dữ. Hừ, vậy sẽ cho ngươi biết thực lực thật sự của Bắc Cung gia tộc. Khí thế hùng hồn bắn lên cao, sóng không gian cuồn cuộn trong không gian xung quanh, không gian run rẩy, mép bốn phía lộ ra khe nứt đen ngòm đáng sợ. Vù 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 vù. Dứt lời Bắc Cung Hùng chợt nhảy lên. Giơ tay nhấc chân kéo theo năng lượng thiên địa. Cả không gian lung lay sắp đổ, khí thế che dập không gian. Bắc Cung Hùng nhanh như tia chớp xẹt qua, đãn hảy ra khỏi sóng không gian, một quyền ấn đấm vào Lục Lâm Thiên. Răng rắc,
Quyền ấn ập đến trực tiếp xuyên qua không gian, khí thế kinh người ập đến làm sự sống toàn không gian bị phong tỏa. Chân khí trong cơ thể các người xem cũng bị đông lại, đây là sự kỳ dị và đặc tính của thuộc tính mộc. Mắt Lục Lâm Thiên âm trầm. Đến đây, người Lục Lâm Thiên tỏa ánh sáng vàng, trong khoảnh khắc vảy vàng biến thành áo giáp bao bọc toàn thân hắn. Thi triển thời gian loạn tốc độ chênh lệch gấp 30 lần, trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Âm 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 âm. Bắc Cung Hùng một đấm đập vỡ không gian, trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên đã biến mất. Ghế trên, Bắc Cung Kình Thương lại biến sắc mặt nói. Tiểu tử này thi triển thủ đoạn chắc chắn có liên quan đến hoàng tộc thú Bạch Hổ. Bắc Cung Kình Thương đã xem kỹ càng, thiên phú quái dị chắc chắn liên quan đến hoàng tộc thú Bạch Hổ. Nhanh quá! Bắc Cung Hùng nhăn nhó biến sắc mặt, Lục Lâm Thiên vừa biến mất trước mắt thì lão vội xoay người nhìn ra sau. Vèo! Cùng lúc đó, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên hiện ra trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng quát to. Tiểu tử, tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng, trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ uổng công, lùi xuống cho ta. Tốc độ của Lục Lâm Thiên có nhanh hơn thì lúc này đều ở trong vòng khống chế của Bắc Cung Hùng, phất tay lại ngưng tụ nắm đấm. Trước quyền ấn khuếch tán các tia dao động năng lượng oanh kích vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, Bắc Cung Hùng quá mạnh. Khống chế lực lượng không gian mạnh hơn hắn nhiều. Tốc độ của Lục Lâm Thiên bị Bắc Cung Hùng ảnh hưởng, cú đấm đập tới quá nhanh. Lục Lâm Thiên không có thời gian do dự, ánh mắt âm trầm, khóe môi nhếch lên độ cong tàn nhẫn. Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến lên. Hừ, vậy nhìn xem ai mạnh hơn. Lục Lâm Thiên không trốn tránh, thân hình vọt thẳng lên. Đối diện cú đấm của đại trưởng lão Bắc Cung Hùng nhưng Lục Lâm Thiên không tránh né, mắt Bắc Cung Hùng dao động. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Bắc Cung Diễn Siêu biến sắc mặt nói. Tiểu tử này bị ngốc sao? Bùm! Một quyền ấn của Bắc Cung Hùng chớp mắt đập vào ngực Lục Lâm Thiên. Long ảnh tí! Cùng lúc đó vang tiếng quát khẽ, Lục Lâm Thiên huơ nắm đấm thẳng hướng mục tiêu. Hai nắm tay co lại, chân khí tuôn ra hình thành quyền ấn ánh sáng vàng. Chớp mắt hai cự long ảo màu vàng to lớn lao ra, lúc này Lục Lâm Thiên không che giấu gì nữa. Tu vi vũ tôn cửu trọng bùng nổ. Growl growl. Tiếng rồng ngâm kinh người, ảo ảnh cự long mới xuất hiện, khoảnh khắc ngắn ngủi đã hung hăng đập vào ngực Bắc Cung Hùng. Bùm bùm. Hai lực công kích tương đương ra cùng một lúc, kình phong thổi quét. Không gian trên cao mấy ngàn thước hỗn loạn, sóng không gian nổ vỡ từng tấc. Cả không gian bị chấn dao động nhanh, không gian xung quanh rạn vỡ. Bùm 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 bùm. Lực lượng hùng hồn không gì sánh bằng. Bắc Cung Hùng không kịp trở tay bị lực lượng đập vào người. Tất cả xảy ra quá nhanh, Lục Lâm Thiên vùng hai nắm đấm ra thì người đã trúng cú đấm, lực lượng ngập trời chút xuống. Lực lượng này làm trước mắt Lục Lâm Thiên tối đen, nội tạng bị chấn nát, thậm chí chân khí trong người nhanh chóng tiêu hao. Lực công kích này vô cùng quái dị, chỉ giây lát Lục Lâm Thiên như chim gãy cánh từ không trung rớt xuống quảng trường. Bùm! Quảng trường đất rung núi chuyển như có động đất. Hố sâu to lớn xuất hiện, đá vụn tứ tung, cho bụi dày đặc. Cộp cộp cộp. Giữa không trung đại trưởng lão Bắc Cung Hùng liên tục bị đẩy lùi hơn chục bước trong không trung, ánh sáng xanh quanh thân bừng lên. Bắc Cung Hùng một chân đạp nát không gian sau lưng mới ổn định lại thân hình, mặt tái nhợt, cả người cực kỳ chật vật. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng. Vũ Tôn Cửu Trọng. Hơi thở Vũ Tôn Cửu Trọng của Lục Lâm Thiên đều gai hỉ phóng, tu vi Vũ Tôn Cửu Trọng phô bày trước mặt mọi người. Ba ngày trước còn là Vũ Tôn Bát Trọng, trong ba ngày đã là Vũ Tôn Cửu Trọng khiến Bắc Cung Kình Thương rất ngạc nhiên. Tiểu tử này làm sao tu luyện được? Mới đầu Bắc Cung Kình Thương thấy Lục Lâm Thiên đã nghi ngờ có phải hắn lại đột phá không nhưng trong lòng không dám tin, Vũ Tôn Bát Trọng đột phá đến Vũ Tôn Cửu Trọng, bình thường cường giả thiên phú cao mấy nếu không bỏ ra hơn trăm năm thì đó là nằm mơ. Dù cho dùng thiên tài địa bảo luyện hóa nó thì ít nhất gần vài năm. Bắc Cung Kình Thương biết rõ ba ngày trước đẳng cấp tu vi của Lục Lâm Thiên mới hơn sơ kỳ Vũ Tôn Bát Trọng một chút. Lúc này Lục Lâm Thiên đột phá hỏi sao Bắc Cung Kình Thương không ngạc nhiên. Thật khó tin. Bắc Cung Diễn Siêu và nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn ra được, bọn họ chưa từng nghĩ Lục Lâm Thiên là Vũ Tôn Cửu Trọng. Vũ Tôn Cửu Trọng, Lục Lâm Thiên là Vũ Tôn Cửu Trọng. Mọi người ngạc nhiên tu vi thực lực của Lục Lâm Thiên, các cặp mắt nhanh chóng tập trung vào hố to trên quảng trường. Lục Lâm Thiên sao rồi?
dù là vũ tôn cửu trọng cũng tuyệt đối không đỡ nổi một kích của đại trưởng lão đi. Nhị thiếu gia, bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư ở phía xa ánh mắt lo lắng. Thực lực Bắc Cung hùng mạnh không tầm thường. Trong cặp mắt của mọi người, cho bụi biến mất dần, bóng người chậm rãi bò ra khỏi hó to. Khi tầm mắt rõ ràng hơn thì thân hình Lục Lâm Thiên xuất hiện trong mắt mọi người. Vị trí ngực áo giáp thanh linh mới trúng cú đấm đã nứt vỡ, có vết máu ứa ra. Khóe môi Lục Lâm Thiên tràn vệt máu. Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư mắt hấp háy, yên tâm. Nhị thiếu gia thật cường đại. Nhìn Lục Lâm Thiên đứng lên, nhiều cặp mắt ngạc nhiên. Tiểu tử này chống đỡ được, dường như không có vấn đề gì lớn. Cường giả Bắc Cung gia tộc biết một kích của đại trưởng lão như thế nào. Dù Lục Lâm Thiên hiện tại là vũ tôn cửu trọng cũng khó thể đối kháng lại, nhưng cố tình hắn làm được, có vẻ không nghiêm trọng. Hai người mạnh quá. Đối với đệ tử Bắc Cung gia tộc bình thường thì đã tới tiết mục phấn khích. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn thấu chiêu trò. Tu vi giả Bắc Cung gia tộc bình thường không chú trọng ai thắng ai thua, hai người chính thức đánh một chiêu đã rung động bọn họ. Thực lực của Lục Lâm Thiên, đại trưởng lão đều siêu khủng bố, giơ tay nhấc chân gió mây biến đổi, không gian tan nát. Ngoài đám người Đoàn Mộc Hoàng, mắt Bắc Cung Ngọc hấp háy. Thấy chiêu này làm Bắc Cung Ngọc lộ nụ cười khổ, không khó hiểu được chênh lệch giữa gã và Lục Lâm Thiên càng lúc càng xa. Bắc Cung Hùng đứng trên cao. Tiểu tử thật kỳ dị. Hai cú đấm vừa rồi chỉ mình Bắc Cung Hùng biết nó mạnh cỡ nào. Rõ ràng Lục Lâm Thiên mới vừa đột phá tu vi vũ tôn cửu trọng nhưng thực lực đã mạnh đến không dưới cường giả đỉnh vũ tôn cửu trọng. Nếu không phải Bắc Cung Hùng một chân bước ra tôn giai thì e rằng hôm nay đã gặp rắc rối to. Bắc Cung Hùng ngạc nhiên nhưng không lộ ra ngoài mặt, lòng càng cảnh giác hơn. Bàn tay Lục Lâm Thiên lau vết máu bên khóe môi. Đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc đến thế là cùng. Lực công kích kỳ dị trong người vừa rồi giống như ám nhiên tiêu linh trưởng của Lục Lâm Thiên, tiêu hao chân khí trong người hắn. Nhưng chân khí thuộc tính kim vận chuyển thì lực công kích đó cũng tan biến. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên nụ cười, tuy mới rồi lại bị thương nhưng trong lòng hắn rất vui vẻ, giờ địa khái đã biết thực lực của Bắc Cung Hùng. Đẳng cấp chuẩn đế, đây là đạt tới yêu cầu đột phá chân khí và linh lực, nhưng lĩnh ngộ thì chưa đủ, là đẳng cấp chuẩn đế. Cường giả một chân bước ra đẳng cấp tôn giai là thực lực vượt qua tôn giai nhưng chưa tới chuẩn đế, kẹt giữa chuẩn đế và tôn giai cửu trọng nhưng chưa phải chuẩn đế, chỉ vô địch ở đẳng cấp tôn giai. Lục Lâm Thiên còn nhớ lúc trong Hoàng tộc Huyền Vũ thì đại trưởng lão Hoàng tộc Huyền Vũ cũng một chân đột phá tôn giai, rất giống Bắc Cung Hùng. Nhưng cuối cùng đại trưởng lão Hoàng tộc Huyền Vũ bị trà đạp trong tay Huyền Hạo, phụ thân Tiểu Long. Nên một chân bước ra tôn giai còn chưa thể so sánh với đẳng cấp chuẩn đế. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương nói có năng lực đối kháng với chuẩn đế ý chỉ Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng, Lục Lâm Thiên thì không sợ cái này. Bắc Cung Hùng ở trước mặt Lục Lâm Thiên đã mất chỗ dựa, chỉ mạnh hơn ở đỉnh vũ tôn cửu trọng một chút. Lục Lâm Thiên đỡ được một kích của Bắc Cung Hùng, xem như biết lực công kích của đại trưởng lão. Tuy Bắc Cung Hùng rất mạnh nhưng Lục Lâm Thiên có áo giáp thanh linh, bất diệt huyền thể, muốn đối kháng không đến mức không làm được. Bắc Cung Hùng từ trên cao nhìn xuống. Tiểu tử có chút bản lĩnh nhưng đừng quên hiện tại là người bị thương. Bắc Cung Hùng phất trường bào, mắt lạnh lùng nhìn xuống Lục Lâm Thiên. Qua một chiêu tuy chiếm ưu thế nhưng Bắc Cung Hùng bị Lục Lâm Thiên hai đấm đẩy lui, khiến đại trưởng lão mất hết mặt mũi. Lục Lâm Thiên quét mắt qua. Chút vết thương nhỏ này mà gọi là bị thương sao? Ta thấy ngươi già thật rồi, cú đấm này như gối thêu hoa, không có sức gì hết. Chút vết thương nhỏ này không có gì đáng lo. Bắc Cung Hùng lần nữa bị Lục Lâm Thiên chọc giận. Thứ ngông cuồng, lập tức cho ngươi hối hận cũng không kịp, trong vòng ba chiêu lão phu sẽ khiến ngươi không thể nhúc nhích. Bắc Cung Hùng lắc người trên cao, sóng không gian quanh thân bị ngăn cách, khí thế đè ép không gian làm lòng người run sợ. Bắc Cung Hùng lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Bắc Cung Hùng dứt lời, toàn thân Lục Lâm Thiên run nhẹ, tinh thần cảm ứng được lúc này Bắc Cung Hùng đã tra định hắn trong thế công. Nếu lại công kích thì sẽ là đòn tấn công cuồng mãnh rời núi lấp biển. Lục Lâm Thiên cười cười, khóe môi dính máu vẽ ra độ cong ý cười. Khí thế Bắc Cung Hùng tỏa định, khí lạnh ngập trời như nước lũ nhanh chóng dâng trào. Lục Lâm Thiên dướn người, toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Ong 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 ong. Cùng lúc đó, sau lưng Lục Lâm Thiên vang tiếng sấm nổ ầm ầm, không gian sau lưng vặn vẹo.
chỉ giây lát lưng Lục Lâm Thiên mọc đôi cánh chim màu xanh hoàn mỹ vô khuyết. Mép cánh chim lan tràn ánh sáng xanh như tai điện lượn lờ, uy áp đè ép không gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ khiến lòng người run rẩy, hơi thở làm tim đập nhanh cùng sóng không gian thành hình vòng cung khuếch tán bốn phía. Thần khí bay, rốt cuộc Lục Lâm Thiên sử dụng thần khí bay. Đây là thần khí bay của Lục Lâm Thiên trong tin đồn sao? Trọng bảo. Lục Lâm Thiên bày ra huyễn ảnh thanh vũ rực, tất cả cặp mắt nhìn chằm chằm cánh chim màu xanh trên người hắn, khí thế đáng sợ dâng trào từ cánh chim khuếch tán, cùng với hơi thở áp lực dao động làm lòng mọi người cảm giác bị ức chế tuyệt đối. Có người biết hàng đôi mắt lộ tia rung động. Lục Lâm Thiên này quá may mắn, có thần khí bay hiếm có như vậy. Uy năng bàng bạc trên cánh chim màu xanh khiến người cảm giác rung động. Lục Lâm Thiên phớt lờ ánh sáng của mọi người, hắn bàn chân đạp đất, mặt đất rạn nứt. Huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng đập cánh, mép cánh chim kéo dài các tia khe nứt không gian đen ngòm nhỏ xíu không thể phát hiện trong không trung, Lục Lâm Thiên một đường thẳng nhảy lên cao. Đặt chân lên không trung, Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Bắc Cung Hùng phía trước, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Tia mắt lạnh băng quét xung quanh như rơi vào hầm băng. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Trong vòng ba chiêu làm gì ta? Đừng nói ba chiêu, dù là 300 chiêu thì Bắc Cung Hùng nhà ngươi cũng không được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết dù ngươi một chân bước ra tôn giai cũng không có tư cách cậy giả lên mặt trước bản tôn. Lục Lâm Thiên dứt lời sóng âm cuồn cuộn như sấm sét vang vọng trên bầu trời, mang theo bá đạo trước sau như một quanh quẩn trong sân. Bá khí ngập trời khiến nhiều người thực lực thấp cảm thấy máu nóng sôi sục. Người gì bá đạo quá? Hèn gì vô song tiểu thư trung tình với Lục Lâm Thiên? Tuy không đẹp trai bằng Ngọc Thống Soái nhưng khí chất bá ngạo lăng tuyệt thế này là thứ Ngọc Thống Soái không có. Nhìn Lục Lâm Thiên trên trời, khí thế bá đạo lăng tuyệt làm nhiều thiếu nữ Bắc Cung gia tộc tim đập nhanh. Nhìn khí diễm cuồng ngạo của Lục Lâm Thiên thì Bắc Cung Hùng sụ mặt xuống, nói đại trưởng lão không lo lắng huyễn ảnh thanh vũ rực của hắn là giả. Thần khí bay không dễ đối phó, chắc chắn tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh đến khủng khiếp. Bắc Cung Hùng không muốn chậm trễ thời gian. Vừa dứt tiếng thì người đại trưởng lão lóe ánh sáng lục, tốc độ như hồn ma cượt lóe xé gió đến trước mặt hắn. Bóng người xuất hiện, Bắc Cung Hùng vận dụng từng đợt thủ ấn kéo theo năng lượng thiên địa thuộc tính mộc bàng bạc tụ tập. Một trưởng ấn màu lục to lớn ngưng tụ ra, thoáng chốc nguyên không gian như bị đông lại. Thứ cuồng vọng, có thần khí bay thì sao? Chênh lệch tức là chênh lệch. Bắc Cung Hùng quát to. Tuyệt không ấn. Bắc Cung Hùng đã nói trong vòng ba chiêu đánh bại Lục Lâm Thiên nhưng Mộc Hoàng chi khí không ảnh hưởng đến hắn chút nào, vì vậy đại trưởng lão dốc hết sức ra. Một trưởng ấn màu lục to lớn như sấm sét bay ra khỏi tay Bắc Cung Hùng đè không gian vặn vẹo đường vòng quang oanh kích vào Lục Lâm Thiên. Dưới trưởng này xung quanh gió mây biến sắc, trưởng ấn như tia sáng thiên thạch lại oanh kích vào Lục Lâm Thiên. Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng bẻ uốn dùng nhanh chế nhanh, không cho Lục Lâm Thiên ỉ vào thần khí thoát thân. Ong 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 ong. Nhìn trưởng ấn kinh người ập đến, Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên sát ý. Huyễn ảnh thanh vũ rực đập cánh, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, Lục Lâm Thiên không hề có ý né tránh. Nhìn Lục Lâm Thiên chưa nhúc nhích, nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc ánh mắt lần nữa kinh dị. Lục Lâm Thiên này muốn một lần nữa trực tiếp đối kháng sao? Giữa không trung, dưới trưởng ấn, kinh khí cuồng bạo từ trưởng ấn ồ ạt ập xuống. Không gian rung rinh, Lục Lâm Thiên ngước mắt nhìn, mắt lóe tia sáng lạnh. Lục Lâm Thiên đã kết sẵn thủ ấn, ánh sáng xanh kỳ dị lấp lóe quanh thân. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Áo giáp thanh linh, hổ biến. Thoáng chốc Bắc Cung kình thương thúc đẩy trưởng ấn chấn vỡ không gian ập đến. Lục Lâm Thiên không do dự gì nữa, tinh thần máy động, hơi khom người, không lùi mà tiến tới trước, chớp mắt thúc đẩy hình dạng thứ hai hiếm hoi của áo giáp thanh linh. Hình dạng thứ hai là đẳng cấp mạnh nhất của áo giáp thanh linh, cùng lúc đó hổ biến mở rộng kinh mạch toàn thân Lục Lâm Thiên, thúc đẩy vũ khí càng nhanh, thực lực càng cường đại hơn. Chỉ giây lát ngắn ngủi Lục Lâm Thiên nhảy vọt lên, ánh sáng vàng trên áo giáp thanh linh biến thành màu vàng, một chuỗi tia điện quanh quẩn, từng mảnh vải áo giáp thanh linh khảm vào người Lục Lâm Thiên, bao chặt cơ thể của hắn. Xoẹt 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 xoẹt. Vải nguyên bộ thiên địa đang biến đổi, áo giáp thanh linh tái tạo lại. Cơ thể Lục Lâm Thiên thay đổi, gân cốt cơ bắp, tứ chi bách hài, huyết mạch, mạch máu đều mở rộng. Trong khi mọi người trố mắt nhìn, đôi tay Lục Lâm Thiên biến thành vuốt cọp to lớn, vải phủ lên toàn thân, người và tứ chi của hắn đầy vải màu xanh tựa đao quang.
Lục Lâm Thiên như hình thành cự hổ màu xanh vằn trắng, cộng thêm huyễn ảnh thanh vũ rực trên lưng, đây là một con cọp bay to lớn. Chuyện gì vậy? Tại sao biến thành cọp to? Chẳng lẽ Lục Lâm Thiên đang vận dụng vũ kỹ? Trong Bắc Cung gia tộc, các cặp mắt rất giật mình, kinh sợ không nói nên lời. Đám người Bắc Cung Diễn Siêu, tam trưởng lão, nhị trưởng lão ngạc nhiên không khép lại miệng được. Mắt Bắc Cung Kình Thương liên tục hấp háy. Tất cả nói thì dài nhưng thật ra chỉ trong khoảnh khắc. Trong phút chốc Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến lên, thân hình gấp khúc xông lên. Trường ấn của Bắc Cung Hùng đã lướt tới trước thân hình cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Nhưng Lục Lâm Thiên hổ biến làm Bắc Cung Hùng giật mình mà khựng lại một giây. Bắc Cung Hùng rất ngạc nhiên, lập tức nhìn ra Lục Lâm Thiên thi chi nẻ bí pháp hoặc vũ kỹ phòng ngự đặc biệt. Tuyệt không ấn trong tay Bắc Cung Hùng vẫn đập mạnh xuống lưng cọp to lớn. Bùm! Trường ấn giáng xuống, tiếng nổ trầm đỡ upsilon, C vang lên rơi xuống người Lục Lâm Thiên, ánh sáng lấp lánh. Miệng cọp Lục Lâm Thiên giống to. Grau, tổ cha nhà ngươi, giờ tới lượt bản tôn trà đạp ngươi. Thanh âm như hổ giống, trong thanh âm chất chứa uy áp to lớn. Dưới uy áp này có nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc bịt tai lai, màng tai ủ đặc. Thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên hơi cong, cự hổ uy mãnh làm thế nhào lên, khiến người nhìn sợ teo tim, hồn phi phách tán. Vuốt phải to lớn đã chuẩn bị sẵn, chảo ấn đột nhiên duỗi ra, bên trên lấp lóe ánh sáng vàng, Lục Lâm Thiên dùng liệt thiên đã lâu không dừng. Tê thiên liệt địa chảo. Móng vuốt cọp to lớn hình thành đường cong rất quái dị, không gian gió mây vần vũ. Cả không gian to lớn chớp mắt bị nhuộm màu đỏ thẫm, không gian run rẩy. Từng đợt kình khí nóng cháy khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra. Chảo ấn này với thế sấm sét chớp mắt đè ép không gian nơi Bắc Cung Hùng ở. Trường ấn của Bắc Cung Hùng đập mạnh vào lưng cọp, chảo ấn to lớn cũng vỗ vào người đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng không ngờ Lục Lâm Thiên sẽ tiếp tục liều lĩnh tấn công, đại trưởng lão đang thầm đắc ý. Nếu Lục Lâm Thiên dựa vào thần khí bay chạy trốn thì trong vòng 3 chiêu Bắc Cung Hùng không nắm chắc sẽ làm gì được hắn. Dù sao thủ đoạn của tiểu tử này vừa nhiều vừa quái dị. Nhưng khi trưởng giáng xuống lưng cọp kỳ lạ của Lục Lâm Thiên thì Bắc Cung Hùng cảm giác như đập trúng tảng đá không thể lay động. Cùng lúc đó, thân cọp khổng lồ bùng phát tia điện. Tia điện to lớn tuôn vào trưởng ấn của Bắc Cung Hùng, dọc theo trưởng ấn chạy vào cơ thể. Tia điện khủng bố trùng kích, nơi tia điện dâng lên toàn thân Bắc Cung Hùng tê dại mềm nhũn, chân khí đông lại. Cũng trong lúc này, Bắc Cung Hùng không kịp né tránh chảo ấn gần trong gang tấc, cơ hồ là mặt đối mặt. Chảo ấn xé rách không gian mang theo từng khe nứt không gian đen ngòm khiến tim đập nhanh đập mạnh vào người đại trưởng lão. Không gian bị xé rách, Bắc Cung Hùng bị vỗ rớt xuống. Với tu vi thực lực hiện tại của Lục Thai Hêu Du, phối hợp hổ biến, liệt thiên, có thể tưởng tượng uy lực của tê thiên liệt địa chảo thế nào. E rằng cường giả đỉnh vũ tôn cửu trọng bình thường bị cào chúng không chết cũng mất nửa cái mạng. Lục Lâm Thiên cũng không dễ chịu hơn, thân cọp khổng lồ trúng một trưởng của Bắc Cung Hùng té xuống không trung. Ầm 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 ầm. Đất rung núi chuyển, hai thân hình rớt xuống quảng trường thủng một cái hố sâu to lớn. Đương nhiên thân cọp của Lục Lâm Thiên vốn đã khổng lồ nên đập ra hố sâu cũng lớn hơn. Cả quảng trường đá vụn bay tứ tán, đất rung núi chuyển. Trong khoảnh khắc này tất cả người Bắc Cung gia tộc ngơ ngác nhìn nhau. Trơ mắt ngó đại trưởng lão bị Lục Lâm Thiên một chảo đập rớt xuống quảng trường. Không ai ngờ đại trưởng lão sẽ bị Lục Lâm Thiên cho một đòn nặng vậy. Cái này, Bắc Cung Kình Thương ngẩn ra, không biết là vì thực lực Lục Lâm Thiên cường đại hay vì đại trưởng lão bị hắn đập rớt xuống, tóm lại đôi mắt gã rung động. Mọi người nhìn chằm chằm quảng trường, cho bụi tán đi, giờ phút này thân hình đại trưởng lão hiện ra trên quảng trường, bên người là đống đá vụn, toàn thân chật vật. Trên trường bào có bốn vết rách từ bả vai xuống, vết máu ứa ra. Chật vật nhất là trên cổ Bắc Cung Hùng có một vết máu, tuy không sâu nhưng Bắc Cung Hùng cực kỳ chật vật. Ầm 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 ầm. Mặt đất nhẹ rung, trong hố to lớn, thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng bước ra, thân thể cao lớn chân dẫm đất, mặt đất rung rinh. Thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên chỉ có một ít vảy trên lưng vỡ nát, vết máu tràn ra từ chỗ vảy nứt rồi khoảnh khắc đã liền như cũ. Hổ biến cộng thêm bất diệt huyền thể, lực công kích của Bắc Cung Hùng không tổn hại nặng đến Lục Lâm Thiên được. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, mắt rực lửa, không biết vì bị thương khá nặng hay tức giận do bị hắn một chảo vỗ rớt xuống quảng trường. Mặt Bắc Cung Hùng đỏ rực, há mồm hộc máu. Phụt! Ghế trên, cơ mặt tam trưởng lão co giật,
Sao lại mạnh như vậy? Tam trưởng lão vốn tưởng nắm chắc phần thắng nhưng cảnh này khiến lão bỗng thấy lo. Lỡ như, đó là nếu lỡ đại trưởng lão thua thì tam trưởng lão sẽ phải lóa chạy, nếu mà lóa chạy trong quảng trường thì lão thà chết cho rồi. Tam trưởng lão kiên quyết thầm nghĩ. Không đâu, chắc đại trưởng lão chưa dốc hết sức, đại trưởng lão sẽ không thua. Nhưng trong lòng tam trưởng lão đã nảy mầm ý nghĩ lỡ như đại trưởng lão thua, lão không kiềm được cứ nghĩ sâu xa. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Hùng, mắt cọp lộ ý cười. Thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên cộng thêm liệt thiên, dùng vuốt cọp phối hợp tê thiên liệt địa chảo uy lực đã mạnh đến mức này. Lục Lâm Thiên cho rằng với uy lực vừa rồi một móng vuốt đủ bất ngờ xé nát đỉnh vũ tôn cửu trọng bình thường. Nhìn Bắc Cung Hùng lúc này chỉ bị thương nhẹ mà lòng Lục Lâm Thiên inh thán, thực lực đại trưởng lão thật cường đại, không phải loại chỉ có tiếng không có miếng. Cực Lạc Tam Quỷ kinh thán. Nhị thiếu gia siêu qua. Ba người xoa tay hăng hái như thể bản thân đang so đấu. Nhìn Bắc Cung Hùng bị thương, trong lòng Cực Lạc Tam Quỷ thầm sướng. Mắt hổ nhìn Bắc Cung Hùng chằm chằm, ánh mắt ý cười trào phúng không kiêng nể gì ngó đăm đăm. Bắc Cung Hùng, mùi vị thế nào? Mặt Bắc Cung Hùng xanh mét, khóe mắt co giật. Bắc Cung Hùng không trả lời, ánh mắt ngày càng lạnh. Ánh sáng xanh chợt lóe trên người Bắc Cung Hùng, một bộ giáp màu lục khoác lên thân thể. Trên áo giáp màu lục có năng lượng thuộc tính mộc cổ xưa quanh quẩn, áo giáp lục tựa vỏ cây phát ra năng lượng hùng hồn. Vũ linh khí phòng ngự thuộc tính mộc địa giai. Lục Lâm Thiên nhìn đăm đăm áo giáp lục trên người Bắc Cung Hùng, chắc chắn là đỉnh vũ linh khí địa giai. Bắc Cung Hùng có được vũ linh khí phòng ngự địa giai thì lực phòng ngự sẽ tăng mạnh, càng khó đối phó. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, lửa giận bốc nghi ngút. Bắc Cung Hùng không ngờ mới mấy chiêu đã bị Lục Lâm Thiên buộc tới mức dùng vũ linh khí phòng ngự. Bắc Cung Hùng vốn nghĩ có thể dạy dỗ Lục Lâm Thiên bài học, ai ngờ sẽ như vậy, nếu không cho hắn nếm mùi đau khổ thì lão cũng mất mặt già. Thân cọp chậm rãi di chuyển, tứ chi chắc khỏe. Lục Lâm Thiên cảm nhận sức mạnh to lớn, tốc độ kinh người. Giờ đến lượt ta. Dứt lời Lục Lâm Thiên như hổ rình mồi, tứ chi to lớn tuôn ra chân khí, lực lượng vô tận rồi rào dâng lên. Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ cánh, thân cọt lướt qua không trung như mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người đỡ upsilon.ng nát không gian nhanh như tia chớp lao vào Bắc Cung Hùng. Chảo ấn ập đến, ánh mắt Bắc Cung Hùng càng khó xem. Ánh sáng xanh chợt lóe, thân hình Bắc Cung Hùng kỳ dị biến mất trong không trung. Răng rác. Trong khoảnh khắc chảo ấn của Lục Lâm Thiên giáng xuống không gian nơi Bắc Cung Hùng ở. Dưới chảo ấn là năm khe nứt không gian đen ngòm lan tràn để lại năm vết nứt sâu dưới nền đất quảng trường. Đất rung núi chuyển, móng vuốt đã mất dấu vết thân hình Bắc Cung Hùng. Trốn đi đâu? Tinh thần quan sát, Lục Lâm Thiên vỗ huyễn ảnh thanh vũ rực, không gian bị chấn vỡ như mảnh thủy tinh. Lục Lâm Thiên đột nhiên lao sang mé bên, chảo ấn vung ra. Vù 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 vù. Trong khoảnh khắc này Bắc Cung Hùng xuất hiện, Lục Lâm Thiên hô vuốt đánh tới. Mắt tràn ngập lạnh lùng nói. Hừ, đây là chiêu thứ hai. Con người Bắc Cung Hùng có rút kết ra thủ ấn kỳ dị, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa tuôn ra, chân khí và bão thuộc tính mộc tựa sóng thần dao động, từng đợt sóng điên cuồng thổi quét. Chỉ giây lát giữa không trung gió nổi mây phun, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc tụ tập, không gian từng đợt run rẩy cuối cùng ngưng tụ ra một dây leo to. Dây leo xuyên qua không gian, dao động năng lượng đáng sợ tràn ra. Không gian xung quanh vỡ từng tấc, tốc độ khủng bố kỳ dị quấn quanh vuốt hổ của Lục Lâm Thiên đánh tới. Dây leo kỳ dị quấn lấy, năng lượng kỳ dị chớp mắt tiêu ao, giam cầm chân khí trong người Lục Lâm Thiên. Lực lượng kỳ dị trói chặt vuốt cọp, lực lượng mạnh vô cùng trói Lục Lâm Thiên không thể nhúc nhích. Lục Lâm Thiên hoàn toàn biến sắc mặt nói. Lực công kích thật quái dị. Lục Lâm Thiên muốn vùng thoát khỏi dây leo kỳ lạ. Trong không gian lại có thêm ba dây leo màu xanh xuyên qua không gian quấn lấy ba chi thân cọp còn lại, cơ thể to lớn trong phút chốc không thể nhúc nhích. Lực công kích kỳ dị nhập thể, trong người bị ức chế, Lục Lâm Thiên biến sắc mặt. Đại trưởng lão sử dụng thiên mộc hốn lao, Lục Lâm Thiên thua chắc rồi. Thiên mộc hốn lao, vũ kỹ gần thiên giai nhất trong Bắc Cung gia tộc ta, uy lực to lớn, có thể tiêu hao, giam cầm chân khí của đối thủ, vô cùng kỳ dị. Lục Lâm Thiên không phá được. Nhìn đại trưởng lão sử dụng vũ kỹ, trong Bắc Cung gia tộc có nhiều người lộ vẻ vui mừng, lòng thầm giật mình. Khiến đại trưởng lão thận trọng như thế, Lục Lâm Thiên này cường đại làm người ta giật mình. Lòng Lục Lâm Thiên trùng xuống. Nguy rồi.
Lục Lâm Thiên vận dụng thuộc tính kim, ảnh hưởng trong cơ thể thoáng chốc biến mất. Vù 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 vù. Trong không gian, bên trong thuộc tính mộc bàng bạc lại bắn ra vô số dây leo như muốn bao lấy Lục Lâm Thiên vào trong. Thần Vũ Diệt Không. Khi cơ thể Lục Lâm Thiên vừa phục hồi bình thường, huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng thể tích ngay, biến to ngàn thước. Huyễn ảnh thanh vũ rực to ngàn thước, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng, dao động năng lượng siêu đáng sợ mãnh liệt dâng trào. Vù 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 vù. Không gian run rẩy, cánh chim xanh từng tầng tựa như các thanh loan đao mang theo khí thế kinh người dây lát bay ra, từng tầng, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp. Vạn lông chim cùng bắn cắt vỡ không gian hóa thành hình cung từ giữa không tung đổ ập xuống, bao phủ toàn không gian, bao các dây leo vào trong. Răng rác. Vô số lông chim và dây leo va chạm với nhau, chỉ dây lát trên bầu trời, phương không gian này nứt rạn tan vỡ. Sóng kinh khí ngập trời tuôn ra từ trung tâm không gian to lớn. Vạn lông chim phá vỡ không gian, các sợi dây leo bị cắt vỡ. Trong một thoáng, sóng kinh khí năng lượng khủng bố tựa như sóng thần từ trên cao đổ ập xuống. Không gian cực kỳ hỗn loạn, nhìn từ xa không trung đổ sụp một cái lỗ sâu to như lỗ không gian, lộ ra màu đen sâu thẳm khiến tim người đập nhanh. Mọi người Bắc Cung gia tộc ngước đầu lên, khí lạnh dâng lên. Hai người này đánh nhau dẫn tới khí thế khủng bố như vậy, hết sức khủng khiếp. Thực lực hơi yếu chút bị lan tới, chớp mắt không còn mẩu xương. Xoẹt. Không gian vỡ nát trong khoảnh khắc trở lại như thường, các cặp mắt vội nhìn chăm chú. Trong không gian mới tan vỡ, dây leo trên thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên đều bị cắt vỡ. Rắc. Không gian tan vỡ, khi huyễn ảnh thanh vũ rực phục hồi thì thân hình Bắc Cung Hùng cũng xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Một cột sáng năng lượng màu lục trong tay Bắc Cung Hùng chấn vỡ không gian giáng mạnh xuống người Lục Lâm Thiên. Bạo phong long vũ. Tuy Lục Lâm Thiên hốt hoảng nhưng dường như hắn đã chuẩn bị từ trước, móng vuốt phải vung ra, năng lượng thuộc tính bong bàng bạc khuếch tán u canh thân hắn. Cả không gian gió mưa vần vũ. Trên móng vuốt phải chớp mắt tụ tập lại bão vòi rồng siêu khổng lồ như một con chim cự long màu trắng xoay quanh, loáng thoáng mang theo long uy khiếp hồn người. Khi cột sáng màu lục đỡ Upsilon.NG vào người thì trên móng u vốt phải của Lục Lâm Thiên, bão vòi rồng khổng lồ xoay tròn kèm thép mép khe nứt không gian đen ngòm nối liền thiên địa cuốn Bắc Cung Hùng vào. Lực lượng mạnh mẽ, thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên lại rớt xuống đất. Bắc Cung Hùng cũng không tốt hơn, bão vòi rồng lớn đỡ Upsilon.NG không gian vỡ từng tấc, mảnh nhỏi không gian như bột phấn bắn tung tóe thật nhanh. Bắc Cung Hùng bị đỡ Upsilon.NG rớt xuống quảng trường. Bùm bùm. Hai người rơi xuống đất, nguyên quảng trường hỗn độn. Nhìn hai người đỡ Upsilon.NG độ, rất nhiều cặp mắt hút ngụm khí lạnh. Quá mạnh. Kinh khí tan biến, hai người lại xuất hiện. Lục Lâm Thiên bị vài vết thương nhỏ nhưng phục hồi lại ngay. Bắc Cung Hùng khoác vũ linh khí phòng ngự địa giai trừ vô cùng chật vật ra ít nhất mặt ngoài không thấy có vết thương gì. Lục Lâm Thiên mắt cọp trừng Bắc Cung Hùng. Ba chiêu của ngươi đã qua, hình như không làm gì ta được. Mới rồi Bắc Cung Hùng liên tục ra hai chiêu, cho nên ba chiêu đã qua. Mặt Bắc Cung Hùng xanh như tàu lá chuối, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Mới rồi Bắc Cung Hùng thi triển thiên mộc khốn lao chói Lục Lâm Thiên, tưởng rằng có thể một hơi đánh bại hắn. Ai biết thiên mộc khốn lao không thể ảnh hưởng đến Lục Lâm Thiên, hắn còn có thể sử dụng thần khí phá thiên mộc khốn lao của lão. Kế hoạch của Bắc Cung Hùng thất bại, ba chiêu đã qua, lão không làm gì Lục Lâm Thiên được. Tiểu tử, đừng vội cuồng. Mặt Bắc Cung Hùng biến đổi lúc xanh lúc đỏ, mặt già mất hết, bộ dáng quê quá hóa giận. Mắt cọp Lục Lâm Thiên trầm xuống lóe tia sáng lạnh. Lão già, mới rồi không dễ chịu đúng không? Còn có thứ khiến ngươi khó chịu hơn. Mới rồi Lục Lâm Thiên ăn chút quả đắng chọc giận hắn, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thực lực của Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng hừ lạnh một tiếng. Hừ. Cơ mặt xanh mét co giật, Bắc Cung Hùng không biết nên nói cái gì. Ba chiêu đã qua, Bắc Cung Hùng tự vả mình, nhưng lạnh lùng trong mắt lão đã đậm đặc đến cực độ. Quanh thân hai người dâng lên chân khí, không gian lộ ra khe nứt đen ngòm, không khí dương cung bạt kiếm lan tràn. Ai đều cảm nhận được tiếp theo hai người sẽ công kích như bão tố sấm sét, sắp đánh thật. Hai người mạnh quá. Cảm giác khí sát phạt trong sân bắn lên cao, đám gờ Bắc Cung gia tộc lòng thầm kinh thán. Không ai ngờ Lục Lâm Thiên có thể đối kháng với đại trưởng lão đến mức này. Growl. Không khí dương cung bạt kiếm,
chỉ vài giây trong tiếng hổ gầm của Lục Lâm Thiên bùng nổ không khí căng thẳng. Ong 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 ong. Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ, thân cọp gấp khúc làm thế nhào lên, mang theo uy áp kinh người xông hướng Bắc Cung Hùng. Vù 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 vù. Áo giáp lục trên người Bắc Cung Hùng tỏa ánh sáng xanh chói lòa, vọt lên trên trời. Hai người cùng lúc vọt lên, tốc độ cực nhanh, không nhiều người thấy rõ Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Hùng. Ầm 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 ầm. Đa số người chỉ thấy hai cái bóng mơ hồ bắn ra, hai thân hình tựa thiên thạch đỡ upsilon.ng chạm, vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c. Hai người chạm vào liền tách ra rồi lại đỡ upsilon.ng mạnh vào nhau. Ầm 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 ầm. Hai người lại đỡ upsilon.ng mạnh, chấn vỡ không gian, vầng sáng năng lượng chói mắt hóa thành hình cung khuếch tán, lại chạm vào rồi tách ra rồi thân thể đỡ upsilon.ng mạnh vào nhau. Không gian bị chấn vỡ rồi khép lại chấn vỡ. Người thực lực cường đại mới thấy rõ, mỗi lần là Lục Lâm Thiên công kích trước, tất cả công kích như liều mạng, hoàn toàn không để ý đại trưởng lão Bắc Cung Hùng công kích, ăn miếng trả miếng, ai cũng không chịu thiệt. Lần lượt va chạm, người xem tim đập chân run, Lục Lâm Thiên đang liều mạng, hoàn toàn là liều mạng tam lang. Loại công kích này khiến Bắc Cung Hùng không còn lựa chọn nào khác, dù công kích thế nào thì Lục Lâm Thiên toàn nhận hết, lão biết làm sao đây. Tốc độ của Lục Lâm Thiên vốn nhanh vượt mức thêm vào huyễn ảnh thanh vũ rực, Bắc Cung Hùng đánh trúng hắn rồi muốn né công kích đến từ hắn là không thể nào. Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị tâm lý một đổi một, sẽ không cho Bắc Cung Hùng có cơ hội trốn tránh. Ầm 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 ầm. Bắc Cung Hùng kéo theo thuộc tính mộc dồi dào, quyền ấn trong tay có thuộc tính mộc rậm đặc bao bọc ầm ầm tung ra. Lục Lâm Thiên như hổ rình mồi, hoàn toàn không sợ. Vuốt cọp vung lên, năng lượng thiên địa tụ tập lại, cũng là một quyền ấn va chạm. Sóng không gian trước quyền ấn bị phá hủy, cưỡng ép đỡ upsilon.ng vào người đối phương, va chạm rồi tách ra. Hai người giơ tay nhấc chân năng lượng thiên địa tụ tập, giữa không trung gió nổi mây phun. Năng lượng thiên địa bàng bạc, hai người bị tác động trực tiếp. Khoảnh khắc Lục Lâm Thiên vừa mới bị đẩy lui, Bắc Cung Hùng chưa ổn định thân hình, cơ thể khổng lồ của hắn lại vỗ huyễn ảnh thanh vũ rực rạch phá không gian vào tới. Bắc Cung Hùng bị buộc bất đắc dĩ chỉ đành trực tiếp công kích, mạnh mẽ va chạm nhau. Trong tiếng động trầm đỡ upsilon, c, vầng sáng đen quanh thân ai người bắn ra đường cong, không gian vỡ từng tấc. Cơ thể Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Hùng bắn ngược đập mạnh vào giữa quảng trường. Bùm 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 bùm. Đất sung núi chuyển, lực lượng trùng kích cuồng mãnh chân vỡ phá hủy toàn bộ quảng trường to lớn, lực lượng lan đến đài cao. Đài cao nứt rạn, đám người nhị trưởng lão, tam trưởng lão buộc phải ra tay hợp sức bảo vệ đài cao không thì nó sẽ bị chấn nát. Đá vụn bắn lên trời, đất sung núi chuyển, trời long đất lở. Hai bóng người lại lao ra khỏi đá vụn quảng trường, một lớn một nhỏ như mũi tên rời dây cung xẹt qua không gian kéo theo chuỗi tàn ảnh. Hai người lại va chạm. Bùm 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 bùm. Tiếng nổ trầm thấp, lực công kích của hai người va chạm cuồng mãnh, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Hùng lại bị đẩy lui. Sau mười mấy lần liên tục đỡ upsilon.ng độ, Lục Lâm Thiên càng chiến càng mạnh, rõ ràng đại trưởng lão Bắc Cung Hùng đã có dấu hiệu yếu thế. Cách đánh của Lục Lâm Thiên là gì? Hoàn toàn là chiêu lưỡng bại câu thương, cách đánh tìm người liều mạng. Lực phòng ngự quá biến thái, Lục Lâm Thiên đang lợi dụng lực phòng ngự biến thái muốn kéo sụp đại trưởng lão. Lực phòng ngự thế này ai đánh với tiểu tử Lục Lâm Thiên sẽ phải suy nghĩ kỹ. Lực phòng ngự biến thái thế này tại sao Lục Lâm Thiên không chịu mộc hoàng chi khí ảnh hưởng? Nếu bị mộc hoàng chi khí ảnh hưởng thì tuyệt đối không đánh lại đại trưởng lão. Về lực phòng ngự dường như đại trưởng lão không chịu nổi. Lục Lâm Thiên có thần khí bay, về tốc độ thì đại trưởng lão hoàn toàn không chiếm lợi được, đã bị Lục Lâm Thiên ức chế. Nhiều trưởng lão Bắc Cung gia tộc kinh thán, không ai ngờ cảnh này xuất hiện. Mau nhìn kìa, đại trưởng lão ngày càng không chịu nổi. Lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên biến thái quá khủng. Nguy rồi, đại trưởng lão gặp rắc rối. Bùm! Trong tiếng kinh hán của mọi người, giữa không trung, với tiếng nổ kinh người, Lục Lâm Thiên vận dụng linh vũ quyết, quyền ấn giáng xuống đẩy lùi Bắc Cung Hùng. Công kích linh hồn tàn ảnh kinh người khiến Bắc Cung Hùng không kịp đề phòng đã bị ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên luyện hóa linh lực linh vũ giới tả sứ, đẳng cấp linh giả đã là hậu kỳ linh tôn bát trọng. Linh hồn lực cường đại không phải tu vi vỉa cùng đẳng cấp sánh bằng. Công kích linh hồn kinh người của Lục Lâm Thiên làm Lục Lâm Thiên bị ảnh hưởng,
người run rẩy. Hư linh huyễn ấn, thời gian loạn, long ảnh tí. Ngay lúc này, Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có. Lục Lâm Thiên cùng thi triển linh huyễn ấn, thời gian loạn phối hợp tốc độ huyễn ảnh thanh vũ rực chớp mắt đến trước mặt Bắc Cung Hùng. Nắm đâm móng vuốt phải to lớn vận dụng long ảnh tí đập mạnh vào người Bắc Cung Hùng. Growl. Long ảnh tí chút xuống lực lượng mạnh mẽ, áo giáp trên người Bắc Cung Hùng tối tăm, thân hình ngã xuống đất. Bùm. Bắc Cung Hùng rớt xuống đất, đất rung núi chuyển, đá vụn tung tóe, máu phun ra. Đây không phải là thật, sao đại trưởng lão bị thương được? Bị hoa mắt sao? Cảnh tượng này khiến người Bắc Cung gia tộc rung động, cảm giác khó tin. Khốn kiếp! Trong mặt đất vỡ ná, Tây Bắc Cung Hùng vọt ra, toàn thân chật vật, khóe môi dính máu, tóc rối xù. Bắc Cung Hùng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, mới rồi đã luôn bực tức, ai ngờ cuối cùng bị trà đạp. Bắc Cung Hùng mới nhảy ra khe nứt mặt đất, lên tiếng cào nhau thì một bóng người xuất hiện trước mặt lão. Bắc Cung Hùng, còn chưa xong, trò hay chỉ mới bắt đầu. Một bóng người xuất hiện, giống y như bản thể Lục Lâm Thiên cùng với sát khí ngập trời khuếch tán. Sát khí làm không gian run rẩy. Nhìn thân hình Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Hùng biến sắc mặt nói. Phân thân linh hồn. Lúc trong Độc Cô gia tộc thì Bắc Cung Hùng đã thấy phân thân linh hồn kỳ dị này của Lục Lâm Thiên. Phân thân linh hồn lúc này mạnh hơn khi Bắc Cung Hùng thấy trong Độc Cô gia tộc nhiều. Cửu chuyển thiên linh bí pháp. Ám ma phân thân bí pháp. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên thúc dục đại hồn anh xuất hiện, không chút ngừng lại kết ra thủ ấn kỳ dị. Năng lượng thiên địa hùng hồn vô hình tụ tập lại, vầng sáng trắng vô hình chói mắt khuếch tán. Đột nhiên sát khí ngập trời càng đậm. Đại hồn anh một hơi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp đến đệ cửu chuyển. Lúc trước đại hồn anh trong tử vong thâm uyên đối phó đám người thiên nguyệt tôn giả, sau khi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp thì khí thế đến đỉnh tôn giai bát trọng. Sau khi nuốt linh hồn lực của linh vũ giới tả sứ, năm hồn anh vi sinh ngũ tổ thì khí thế đại hồn anh một hơi lên đến tôn giai cửu trọng. Xoẹt 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 xoẹt. Người toàn bộ Bắc Cung gia tộc đều nhìn chằm chằm đại hồn anh, khí thế tăng vọt khiến lòng người run rẩy. Sát khí ngập trời quanh quẩn khiếp hồn người, ánh mắt Bắc Cung Kình Thương rung động. Vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tăng lên đến tôn giai cửu trọng. Ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân đại hồn anh, một chuỗi phân thân linh hồn với sát khí ngập trời chui ra. Tất cả phân thân linh hồn bộ dạng giống đại hồn anh như đúc, đều mang theo sát khí ngập trời. Đại hồn anh thúc dục 14 phân thân linh hồn, cộng với bản thể đại hồn anh là 15 Lục Lâm Thiên đứng thẳng. Mỗi phân thân linh hồn tương đương hơi thở tu vi thực lực tôn giai cửu trọng, sát khí ngập trời khuếch tán. Linh hồn lực hùng hồn dao động khiến không gian lung lay sắp sập. Vốn đại hồn anh ở trong tử vong thâm uyên chỉ có thể thúc dục ra 10 phân thân linh hồn, nhưng liên tục chiếm ích lợi, linh vũ giới tả sứ thêm vào vi sinh ngũ tổ tức là được hồn anh 6 cường giả tôn giai cửu trọng. Đại hồn anh được nhiều ích lợi, sau khi vận dụng ám ma phân thân bí pháp thì phân thân linh hồn lại tăng nhiều. Trời, sao Lục Lâm Thiên có thể vận dụng nhiều phân thân linh hồn quá vậy? Chuyện gì đây? Nhìn đại hồn anh Lục Lâm Thiên thúc dục phân thân linh hồn, mọi người Bắc Cung Diễn Siêu xem đại hồn anh Lục Lâm Thiên cũng chỉ là phân thân linh hồn. Nhiều phân thân linh hồn như thế đủ khiến người giật mình mất bình tĩnh. Lúc này nhiều phân thân linh hồn có sát khí ngập trời quanh quẩn, Bắc Cung Hùng bị rung động ngơ ngẩn. Dường như bây giờ Lục Lâm Thiên mới dốc hết sức ra, ban đầu hắn không hề dùng sức. 15 bóng người xuất hiện, thủ ấn trong tay đại hồn anh trong phút chốc kết ra. Sát khí ngập trời, bước chân lướt qua. Nháy mắt không gian nổi lên dao động, 15 bóng người nhốt Bắc Cung Hùng vào giữa. Nguy rồi. Trong khoảnh khắc này Bắc Cung Hùng có dự cảm không tốt, nhanh chóng thụt lùi nhưng dường như không kịp. Toái hồn sư tử hống. Đại hồn anh dẫn đầu, 15 bóng người vừa bước ra, thủ ấn đã được kết. Năng lượng linh hồn phô thiên cái địa trong phút chốc khuếch tán. Giây lát trên 15 bóng người ngưng tụ ra hình người ảo to trăm thước. Từng đợt uy nhiếp linh hồn đè ép không gian quanh ảo ảnh, từng vệt khe nứt không gian đen ngòm sâu hút. 15 ảo ảnh lớn cùng há to mồm gầm lên. Growl. Thanh âm như tiếng sư tử gầm, cuồng mãnh chấn vang sóng không gian. Sóng âm làm sóng không gian cuồn cuộn như sóng biển rít gào đỡ upsilon.ng vỡ không gian. Bắc Cung Hùng không có đường trốn, sóng âm công kích bao lấy đại trưởng lão, toàn là công kích linh hồn. 15 công kích sóng âm như sư tử giống, tất cả người Bắc Cung gia tộc xung quanh chịu ảnh hưởng nhiều.
người thực lực thấp thì đỏ mặt tía tai, sóng âm công kích linh hồn không chỗ không ở, đóng thính giác cũng vô dụng. Cẩn thận! Linh hồn bị công kích làm Bắc Cung Kình Thương hoàn toàn biến sắc mặt, lắc người như sao băng xuất hiện bên ngoài quảng trường. Thủ ấn thay đổi, ánh sáng lục trong tay tỏa sáng, ánh sáng đường cong che dập trời bao phủ quảng trường ngăn cản sóng âm công kích linh hồn tiết ra ngoài, ảnh hưởng tử đệ Bắc Cung gia tộc. Ground. 15 công kích linh hồn, toái hồn sư tử hống là linh kỹ cao cấp địa giai, tuy lúc này đại hồn anh mới có khí thế tôn giai cửu trọng nhưng với 15 công kích linh hồn tuyệt đối là khủng bố không gì sánh được. Sóng âm công kích linh hồn như sóng thần cuồn cuộn trong biển giữ đè lên người Bắc Cung Hùng. Biểu tình Bắc Cung Hùng trầm trọng hơn, mộc hoàng chi khí quanh người lan tràn che đậy không gian, cùng với chân khí phô thiên cái địa tụ tập thành một vầng sáng xanh ngăn cách sóng âm công kích linh hồn khủng bố bên ngoài. Bản thể Lục Lâm Thiên không sợ mộc hoàng chi khí nhưng lúc này đại hồn anh bị ảnh hưởng chút ít. Trước mộc hoàng chi khí, công kích linh hồn bị ức chế suy yếu nhiều. Nhưng sắc mặt Bắc Cung Hùng càng lúc càng nhợt nhạt. Bắc Cung Hùng quát khẽ. Mộc hoàng luân hồi. Tóc rối bay bay, một nửa tóc bạc một nửa tóc đen. Mộc hoàng chi khí phô thiên cái địa tụ tập cùng với chân khí dâng lên. Cả không gian run rẩy, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mộc hoàng chi khí, chân khí đậm đặc lấy Bắc Cung Hùng làm trung tâm hóa thành lỗ sâu không gian màu lục to lớn. Vù 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 vù. Lỗ không gian như mở ra cánh cửa thời không, không gian xung quanh không còn sự sống, tai sáng cũng bị cắn nuốt. Năng lượng khủng bố dường như có thể ức chế công kích linh hồn của đại hồn anh, trong khoảnh khắc nuốt 15 sóng âm linh hồn vào lỗ sâu không thấy. 15 toái hồn sư tử hống cùng thi triển cộng thêm thi triển ám ma phân thân bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp tiêu hao, đại hồn anh ăn không tiêu. Phân thân linh hồn trở về thân thể đại hồn anh. Chính đại hồn anh biến thành luồng sáng chui vào trán thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, không gian vừa bình tĩnh lại, Bắc Cung Hùng thụt lùi ra sau, phun ngụm máu, mặt lại tái hơn. Tất cả biến mất, Bắc Cung Kình Thương thu về vòng phòng ngự, biểu tình ngạc nhiên nhảy trở lại chỗ ngồi. Không gian vừa mới bình tĩnh trở lại thì thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng, còn quà đi, nhận đi. Trong khoảnh khắc này mắt Bắc Cung Hùng như phát hiện điều gì, nhìn chằm chằm thể năng lượng hiện ra trong bàn tay Lục Lâm Thiên. Năng lượng này rất hiên tĩnh, rất hoẽn lệ. Thể năng lượng này loáng thoáng có phượng hoàng bảy sắc, thú thể rùa rắn đen như mực, một hú ảnh bạch hổ ở trong đó. Không có bất cứ năng lượng nào dao động, loại yên lặng lạ thường này làm Bắc Cung Hùng hoàn toàn biến sắc mặt. Vèo! Mắt Lục Lâm Thiên lộ ý cười, tay vung chu tước huyền vũ bạch hổ quyết. Một vòng khe nứt không gian đen ngòm mỏng manh không thể phát hiện đẩy ra. Trong cặp mắt kinh sợ của Bắc Cung Hùng, thể năng lượng đón gió biến to, trong khoảnh khắc thể thích lên cỡ ngàn thước như mặt trời mọc hướng đông bao phủ Bắc Cung Hùng. Nguy rồi! Bắc Cung Hùng muốn thụt lùi nhưng đã muộn, đại trưởng lão bối rối, quanh thân tỏa vầng sáng năng lượng chân khí thuộc tính mộc, biểu tình cực kỳ khó xem. Đại trưởng lão lại gặp rắc rối. Lục Lâm Thiên rất biến thái. Đây chính là ưu thế linh vũ song tu sao. Nhìn cảnh tượng trên quảng trường, nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc mơ hồ linh cảm không may. Lúc này đại trưởng lão đang bị Lục Lâm Thiên trà đạp, liên tiếp bị thương. Khi Bắc Cung Hùng vừa mới bày ra thủ đoạn phòng ngự thì cả không gian run nhẹ. Lục Lâm Thiên vận dụng chu tước huyền vũ bạch hổ tam thần quyết, trong phút chốc biến thành biển lửa ngập trời, sóng nước ngập trời, vòi rồng bão tố thực chất hóa. Ba lực lượng kinh khủng đoạn mạnh vào vòng phòng ngự mà Bắc Cung Hùng bày ra. Bùm! Trên bầu trời vang tiếng nổ, thanh âm nhức óc như sấm sét khiến màng tai mọi người ù vang. Sóng âm khủng bố này khiến đầu đau như búa bổ. Kinh khí khủng bố bắn tung trên bầu trời, dọc đường đi không gian rạn vỡ. Kinh khí chấn vỡ từng khe nứt hư không đen ngòm như muốn kết nối với thiên địa. Trong không gian nhanh chóng khuếch tán từng vòng sóng o ngự đen thui. Răng rác! Kinh khí khủng bố, Bắc Cung Hùng bảy phòng ngự lung lay sắp vỡ nhưng cuối cùng kiên cường đứng vững. Khi mọi thứ trở lại bình thường, cương quyển phòng ngự của Bắc Cung Kình Thương khó thể chống đỡ. Cộp cộp cộp, cương quyển phòng ngự thu về, Bắc Cung Hùng lảo đảo bị đẩy lùi, mỗi lùi một bước là mặt đất nứt ra. Bắc Cung Hùng ổn định thân hình lại, miệng phun ngụm máu. Phụt, Bắc Cung Hùng hộc máu, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Đôi mắt Bắc Cung Hùng đầy phức tạp, có tức giận, kinh sợ, giật mình, lạnh lùng. Quảng trường yên lặng,
nhìn thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên và thân hình Bắc Cung Hùng. Quảng trường rộng lớn lặng ngắt như tờ, đối chiến thế này khiến người chìm trong rung động khó thể lấy lại tinh thần. Người thực lực thấp chút xoe tròn mắt. Càng khiến người rung động là tử đệ Bắc Cung gia tộc không ngờ đại trưởng lão bị Lục Lâm Thiên chà đạp, khiến người không tưởng tượng nổi. Tất cả trưởng lão, đám người Bắc Cung Diễn Siêu vẻ mặt giật mình. Ai mà ngờ kết quả sẽ như vậy? Đường đường là đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc nhưng bị Lục Lâm Thiên chà đạp. Không biết tam trưởng lão bị hoảng hồn hay lo lắng mình lóa chạy mà người mềm nhũn ngồi xuống ghế. Cơ mặt tam trưởng lão không ngừng co giật, mặt lúc xanh lúc đỏ. Tất cả cường giả trẻ đoàn Mộc Hoàng kinh thán. Mạnh quá! Hèn gì thống soái không cho bọn họ đi kiếm chuyện với Lục Lâm Thiên, xem tình huống hiện tại thì nguyên đoàn Mộc Hoàng muốn kiếm chuyện với Lục Lâm Thiên sẽ có kết quả rất rõ ràng. Cực Lạc Tam Quỷ xoa tay, tim đập nhanh. Nhị thiếu gia giỏi quá. Cuộc chiến này khiến bọn họ biết thực lực của nhị thiếu gia cường đại đến mức nào. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, mắt lóe tia sáng lạnh hấp hái. Lục Lâm Thiên, đã lâu như vậy ngươi là người thứ nhất khiến ta dùng lá bài cuối cùng, ngươi nên tự hào đi. Lục Lâm Thiên nói. Vậy sao, sợ là lá bài của ngươi cũng vô dụng. Lòng Lục Lâm Thiên thầm cảnh giác. Rốt cuộc Bắc Cung Hùng sắp sử dụng lá bài cuối cùng. Lục Lâm Thiên không hề thấy lạ, làm đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc trên người không có bài tẩy mới kỳ. Nhưng không biết là lá bài thế nào, lá bài tẩy của Bắc Cung Hùng cường đại tới đâu, hắn có thể đối kháng lại không? Mới rồi Lục Lâm Thiên bắt chặt cơ hội ra một chuỗi công kích, hắn biết mình chiếm ưu thế nhưng trong lòng không chút nào dám khinh thường. Lục Lâm Thiên chiếm ưu thế nhưng hắn biết bàn về thực lực thì kém hơn Bắc Cung Hùng một chút. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ dựa vào mỗi lực phòng ngự cường đại phối hợp công kích linh hồn, các thủ đoạn khắc cộng thêm không bị Mộc Hoàng chi khí ảnh hưởng mới để Bắc Cung Hùng dưới cơ. Hiện tại Bắc Cung Hùng sắp dùng lá bài tẩy, Lục Lâm Thiên cần cảnh giác lên, dù hiện tại hắn cũng chưa dốc hết sức ra. Đại trưởng lão sắp dùng lá bài tẩy cuối cùng kia sao? Không ngờ đại trưởng lão bị Lục Lâm Thiên dồn đến mức này, sắp phải dùng lá bài tẩy. Có khi nào lát nữa lớn chuyện không? Đại trưởng lão sử dụng lá bài tẩy cuối cùng thì uy lực đó không tầm thường. Nhiều trưởng lão, các cường giả hộ pháp bàn tán, nhiều người đều biết uy lực khủng bố lá bài tẩy của đại trưởng lão. Bắc Cung Diễn Siêu biểu tình lo âu nói với Bắc Cung Kình Thương. Tộc trưởng, đại trưởng lão sắp dùng lá bài tẩy, có nên dừng lại trong chừng mực? Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng, khẽ thở dài. Đã đến mức này nếu không hoàn toàn phân ra thắng thua thì hai người họ sẽ không dừng tay. Phù! Không gian hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đến mức nghe tiếng hít thở của Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão liếc Lục Lâm Thiên, thủ ấn bắt đầu di chuyển. Vù 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 vù! Trong tay Bắc Cung Hùng kết ra thủ ấn, hơi thở năng lượng thiên địa thuộc tính Mộc Hùng Hồn bắt đầu khuếch tán. Hơi thở này mang theo Mộc Hoàng chi khí đè ép không gian, trong khoảnh khắc ngưng tụ giữa không trung. Cả bầu trời gió nổi mây phun khiến người cảm giác lòng run rẩy, chân khí trong người bị ảnh hưởng, cảm giác đông lại. Vù 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 vù. Lúc này hơi thở hùng hồn khuếch tán, bốn phía có nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc người run rẩy, dường như bị lôi kéo. Người tu vi thực lực thấp một chút thì mặt tái nhợt. Ánh mắt Bắc Cung Hùng bình tĩnh lại, trong giây lát đã kết xong thủ ấn rườm rà. Khí thế hùng hồn quanh thân Bắc Cung Hùng khuếch tán, vết thương trên người dường như đã biến mất. Vết thương khá nặng trên người Bắc Cung Hùng đang nhanh chóng phục hồi lại. Vù 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 vù. Vết thương trên người Bắc Cung Hùng khép lại, cũng tỏa ánh sáng lục chói lòa. Đây là ánh sáng màu xanh lục, mang theo Mộc Hoàng chi khí dồi dào đến tột độ. Bản thân Bắc Cung Hùng làm trung tâm, từng đợt chân khí tuôn ồ ạt ra khỏi người. Không gian gió nổi mây phun, tối tăm che đậy bầu trời như là hắc ám trước khi bình minh đến. Răng rác. Quanh quảng trường. Rất nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc trọi uy áp người mềm nhũn, mặt đỏ hồng quỳ dưới đất. Uy áp to lớn khiến bọn họ không thể chống cự. Uy áp mạnh quá. Lục Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, hơi thở quanh thân Bắc Cung Hùng khiến thuộc tính kim trong người hắn dù khuếch tán vẫn bị ức chế đôi chút. Lực lượng áp chế mạnh mẽ vô hình chung từng đợt sóng lan tràn ra, uy năng kinh người như muốn nuốt Lục Lâm Thiên thành mảnh nhỏ. Ánh sáng lục bừng lên trên quảng trường, đè ép không gian kêu răng rắc. Cả không gian lặng lẽ rung rinh, mặt đất lắc lư. Ầm 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 ầm. Mặt đất rung rinh, đất rung núi chuyển, ngọn núi quanh quảng trường to lớn cũng run theo.
Trong thời gian ngắn dường như nguyên Bắc Cung gia tộc đều run rẩy, mộc hoàng chi khí dâng lên. Không gian rung động, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Mắt cọp của Lục Lâm Thiên con rút. Uy năng như vậy chẳng lẽ là vũ khí thiên giai? Khí thế trên người Bắc Cung Hùng đã tới trình độ khủng bố, đại trưởng lão sắp dùng thủ đoạn tuyệt đối không phải vũ khí bình thường. Với uy năng thế này lòng Lục Lâm Thiên cảm giác nguy hiểm, uy năng làm linh hồn hắn run rẩy. Xoẹt. Giờ phút này Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, lòng máy động, chân khí liên tục vận chuyển trong người. Tiểu tử, có thể làm ta dốc hết sức thì ngươi đủ tự hào. Ta biết ngươi cũng có vũ khí thiên giai, để xem vũ khí thiên giai của ngươi có thể đối kháng lại vũ khí thiên giai của Bắc Cung gia tộc ta. Mái tóc dài trăng đen bay rối, khuôn mặt già nua xanh mét. Thủ ấn lại thay đổi, ánh sáng xanh chói lòa, không gian không ngừng rung động. Năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc đã đến mức độ không thể ức chế. Bắc Cung Hùng lần nữa hét to. Tử vực không gian. Ầm 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 ầm. Trong khoảnh khắc đất đai ầm vang, cả không gian như sống lại. Năng lượng bàng bạc xé rách không gian, mặt đất nứt ra. Lúc này lấy Bắc Cung Hùng làm trung tâm, năng lượng bàng bạc tụ tập như vòng xoáy thành tiếng năng lượng rít gào đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Năng lượng phô thiên cái địa run rẩy. Cuối cùng trong các cặp mắt giật mình của người Bắc Cung gia tộc, lốc xoáy năng lượng ngưng tụ thành bình chướng không gian màu xanh lực che dập trời bốn phía quảng trường. Bình chướng không gian bao phủ toàn quảng trường đè ép Lục Lâm Thiên vào, sức sông trong không gian bị đông lại tan biến. Bình chướng không gian bao phủ không gian, trừ số ít mấy chục người ra toàn bộ người đều bị ức chế, quỳ gối xuống đất. Uy nhiếp kinh người đến từ hộp tính huyết mạch, linh hồn, không thể đối kháng. Tử vực không gian. Đại trưởng lão tu luyện thành vũ khí thiên giai, tuyệt chiêu của tiền bối Bắc Cung gia tộc ta lĩnh ngộ ra. Thúc đẩy tử vực không gian có thể phát huy Bắc Cung gia tộc ta đến mức tận cùng. Trong tử vực không gian có thể làm mọi sự sống mất đi, đất đai khô, cây cối héo tàn, đối thủ tiêu hao hết linh lực chân khí. Đại trưởng lão vận dụng tử vực không gian, chuẩn đế bên ngoài mà gặp phải chỉ có nước chạy trốn. Dù Lục Lâm Thiên mạnh cách mấy cũng không thể chống đỡ được. Lục Lâm Thiên chỉ mạnh lực phòng ngự, nhưng tử vực không gian của đại trưởng lão không phải trực tiếp công kích thân thể mà là xóa bỏ tất cả sự sống. Lực phòng ngự bản thể mạnh cách mấy cũng vô dụng. Trên đài cao, từng cặp mắt nhìn chằm chằm trên quảng trường. Với tử vực không gian của đại trưởng lão thì Lục Lâm Thiên có thể đối kháng lại sao? Xung quanh quảng trường, tất cả người Bắc Cung gia tộc đều quỳ gối xuống đất, mộc hoàng chi khí khủng bố khiến bọn họ khó đối kháng được. Cực lạc tam quỷ. Tuyết sư hoàn toàn biến sắc mặt nói. Mạnh quá, công kích này rất kỳ dị. Bốn người ở mép quảng trường lúc này khí thế khủng bố, yêu nguyên chân khí trong người họ bỗng dưng nhanh chóng sói mòn, khó thể ngăn cản. Lệ quỷ nhanh chóng thụt lùi. Nhị thiếu gia còn đối kháng lại lực công kích quái dị này được không? Lực công kích này hết sức kỳ dị, tiêu hao chân khí trong người. Đây là dư âm đã làm lệ quỷ khó đối kháng lại. Lúc này nhị thiếu gia ở trong phạm vi công kích chủ yếu nhất, có thể tưởng tượng hắn chịu ảnh hưởng cỡ nào. Lực công kích thật kỳ dị. Trong bình chướng không gian, biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng. Cả không gian gió nổi mây phun lung lay sắp sụp, lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác mình sắp nghẹt thở. Trong không gian không còn sự sống gì, hoàn toàn là năng lượng hủy diệt. Trong không gian tràn ngập mộc hoàng chi khí đậm đặc với lực công kích quái dị, sự sống mất đi, đất đai khô héo. Không gian nứt rạn như héo tàn, chân khí trong người Lục Lâm Thiên bị xóa bỏ. Vèo. Lục Lâm Thiên vận chuyển thuộc tính kim trong người, hiện tại khó thể đối kháng lại lực lượng này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vô cùng trầm trọng, cả không gian như mãnh thú luôn nuốt trời, liêm yên bất tận muốn xóa bỏ sự sống của hắn rồi nuốt thành cho tàn. Bắc Cung Diễn Siêu ở ghế trên ánh mắt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói. Dường như Lục Lâm Thiên khó thể chống đỡ, tử vực không gian quá mạnh. Phối hợp mộc hoàng chi khí thì người khó mà trốn thoát. Bắc Cung Diễn Siêu rất rõ ràng uy lực tử vực không gian, người ngoài không thể đối kháng nổi, chuẩn đế cũng không được. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng nói. Có thể khiến đại trưởng lão xuất động át chủ bài cuối cùng, Lục Lâm Thiên là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ vạn năm qua, không có người thứ hai. Bắc Cung Kình Thương rất rõ ràng uy lực của tử vực không gian, vũ khí thiên giai của Bắc Cung gia tộc, người bình thường khó thể chống đỡ. Tới bây giờ thì Bắc Cung Kình Thương bắt đầu thấy lo. Trong không gian bình chướng xanh lục, mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt nhưng mắt lóe ý cười lạnh. Đúng là mạnh thật,
chuẩn đế bình thường khó thể chống lại. Đột nhiên ánh sáng vàng khuếch tán từ người Lục Lâm Thiên, thân cọp khổng lồ đứng thẳng trước mắt bao người. Khí thế trên người Lục Lâm Thiên đột nhiên cường đại lên. Trước bao cặp mắt ngạc nhiên, thân cọp đứng thẳng, toàn thân Lục Lâm Thiên toát ra khí thế khiến người sợ hãi. Đây là vũ kỹ thiên giai của Độc Cô gia tộc sao? Mạnh thật! Mắt cọp nhìn chằm chằm bốn phía, không gian mất đi sự sống, quảng trường to lớn khô héo nứt giạt, nền đá thành cho bụi, không gian nứt vỡ, sóng không gian hóa thành mảnh nhỏ bụi phấn, không gian hóa hư không. Giữa không trung tựa như hắc ám trước bình minh, gió mây vần vũ, chỉ có năng lượng kỳ dị hùng hồn không ngừng phá hủy không gian ập hướng Lục Lâm Thiên. Growl! Đột nhiên vuốt cọp đập mạnh xuống đất, mặt đất đã hóa cho tàn liền lún xuống cái hố to, cho bụi bay đầy. Lục Lâm Thiên phát ra tiếng cọp gầm điếc tai bắn lên trời, tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn trong không gian. Miệng cọp to phát ra giọng Lục Lâm Thiên. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thì không lao ngục. Đôi mắt cọp bắn ra tia sáng như thực chất hóa lên tận trời. Đằng trước thân cọp của Lục Lâm Thiên, thì không lao ngục mãi chưa thi triển thuộc tính thể uy năng gấp 8 lần lại khuếch tán trong không trung. Thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần khuếch tán lấy thân cọp Lục Lâm Thiên làm trung tâm bắn lên trời. Toàn không gian lung lay sắp sụp, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc lăng không tụ tập lại. Ánh sáng vàng rực rỡ, không gian như động lại bao phủ bài xích không gian trong phạm vi mấy ngàn thước rằng co với bình chướng xanh lục. Lục Lâm Thiên thi triển thì không lao ngục thuộc tính thổ gấp 8 lần rằng co với bình chướng không gian xanh lục bốn phía, nhưng thì không lao ngục thuộc tính thổ bị bình chướng không gian xanh lục từ bốn phương tám hướng bao vào trong. Bình chướng không gian xanh lục bao phủ toàn bộ không gian như che khấu bầu trời. Cứ thế rằng co, thì không lao ngục thuộc tính thổ chỉ giữ được thời gian ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị đẩy lùi. Không gian mấy ngàn thước từ bốn phương tám hướng bị cắn nuốt. Trong không gian kỳ dị này thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần cũng bị ức chế. Không gian thuộc tính thổ uy năng gấp 8 lần bị cắn uốt đè ép liên tục bị đẩy lùi. Với lực lượng không gian quái dị, thì không lao ngục bị xóa sổ từng tấc, vô tình bị ức chế. Mặt Bắc Cung Hùng lạnh lùng cười to bảo. Lục Lâm Thiên, đây là vũ kỹ thiên giai của ngươi sao? Vô dụng, trong tử vực không gian thì tất cả đều uổng công. Lực phòng ngự của ngươi không đem lại tác dụng gì, vũ kỹ thiên giai Bắc Cung gia tộc thì sao ngươi so sánh được. Năng lượng thuộc tính mộc rót vào tử vực không gian hùng hồn, không gian bình chướng xanh lục bốn phía đè chặt trên thì không lao ngục của Lục Lâm Thiên, liên tục phá hủy. Áp lực như thế khiến thì không lao ngục vận dụng thì không lao ngục kêu răng rắc sắp tan vỡ. Thân cọp ngẩng đầu gầm giống. Vậy sao, thế thì lại thử xem. Là vũ kỹ thiên giai của ngươi mạnh hay thì không lao ngục của ta mạnh. Giọng Lục Lâm Thiên cuồn cuộn vang vọng trên chân trời như tiếng sấm ầm ầm, khiến người nghe lỗ tai ù đặc. Trong thì không lao ngục liên tục bị đẩy lùi, thân cọp Lục Lâm Thiên lại dẫm mặt đất. Đất đai rung rinh, vuốt cọp kết ra thủ ấn kỳ dị. Chân khí bàng bạc chảy suốt như nước lũ trong kinh mạch thân cọp, uy lực mạnh hơn lúc vận dụng ở trạng thái bản thể. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Giây lát thân cọp Lục Lâm Thiên mọc đầy vảy màu xanh, từng tia sáng vàng bắn ra ngoài. Ánh sáng vàng tụ tập lại ngưng tụ thành một cột sáng màu bạc kim hùng hồn như mặt trời dâng lên cao, hơi thở kỳ dị khuếch tán trên chân trời quảng trường. Ầm 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 ầm. Ánh sáng vàng phóng lên cao bị bình chướng không gian màu xanh bao bọc, nhưng không hiểu sao bình chướng xanh bị xuyên thủng cái lỗ to sâu, không thể ngăn cản ánh sáng vàng bắn lên trời. Thân cọp Lục Lâm Thiên phát ra ánh sáng vàng như mặt trời chiếu rọi, ánh sáng vàng lấp lánh, uy áp xa lạ hùng hồn giáng xuống mặt đất. Ầm 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 ầm. Thiên địa chấn động càng lúc càng kịch liệt, mọi người dễ dàng cảm giác ra năng lượng ánh sáng vàng đầy trời lôi kéo, Nguyên Bắc Cung gia tộc, tất cả núi non lung lay, động đát. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời, từng tiếng sấm sét vang vọng, không gian vốn đã là gió nổi mây phun lại tuôn ra mây đen dày đặc đè xuống. Không gian run rẩy xen lẫn sấm chớp ầm ầm. Thoáng chốc trong không gian phong vân biến đổi, ánh sáng vàng chiếu rọi từ trên cao chút xuống chiếu trong thiên địa này. Ánh sáng vàng lấp lánh, hơi thở xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, khí thế sắc bén tiêu sát. Năng lượng ánh sáng vàng đậm đặc không ngừng thẩm thấu trong thiên địa, liên tục tràn vào thân cọp. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu đứng thẳng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Tất cả người Bắc Cung gia tộc ngạc nhiên nhìn, cực kỳ rung động. Với ánh sáng vàng,
hơi thở năng lượng thuộc tính sắc bén bá đạo khuếch tán làm tất cả người Bắc Cung gia tộc phập phồng lo sợ. Vô hình chung Mộc Hoàng chi khí trong người như chịu áp chế kỳ dị. Thuộc tính mới là đây, đó là thuộc tính mới mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ. Thuộc tính thứ 6, thuộc tính mới. Trừ Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong ra nhân loại lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6. Là thuộc tính mới, Lục Lâm Thiên thật sự lĩnh ngộ ra thuộc tính mới. Lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ ta cũng lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc mới đặt chân lên lục đại hoàng tộc. Nhìn cảnh tượng này, cảm nhận khí thế thuộc tính sắc bén bá đạo quanh thân Lục Lâm Thiên, các cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn chân chối vài giây rồi trợn mắt há hốc mồm. Ai nấy nhìn chằm chằm thuộc tính mới màu vàng trên người Lục Lâm Thiên lơ lửng trên cao. Toàn bộ trưởng lão Bắc Cung gia tộc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mọi người có rung động, hâm mộ, ghen tị, vô hình chung sợ hãi. Thuộc tính mới của Lục Lâm Thiên cường đại có thể ức chế Mộc Hoàng chi khí, khiến bọn họ bỗng dưng bị ức chế. Với khí thế tiêu sát sắc bén, người thực lực thấp trong Bắc Cung gia tộc toàn thân run rẩy, máu sôi sục, linh hồn run run. Cảm giác tim đập nhanh, chân khí, Mộc Hoàng chi khí trong người bị ức chế hoàn toàn, như gặp phải thiên địch. Bắc Cung Kình Thương run lẩy bẩy. Đây là thuộc tính mới sao? Bắc Cung Kình Thương không thể giữ bình tĩnh được nữa, thuộc tính thiên địa mới. Bắc Cung Kình Thương biết điều này đại biểu cho cái gì, chỉ cần đại thành thuộc tính mới thì trên đời này sẽ thêm một hoàng tộc. Trong không gian này, hiện tại khí thế sắc bén tiêu sát như mãnh hổ thức tỉnh bắn ra từ người Lục Lâm Thiên. Bình chướng không gian màu xanh lục quanh không gian run rẩy, vô hình chung chịu ảnh hưởng, không thể tạo thành uy áp với Lục Lâm Thiên được nữa. Trong không gian, năng lượng thuộc tính kim liên miên bất tận tụ tập lại. Thì không lao ngục uy năng gấp 8 lần thoáng chốc lên gấp 16 lần. Bên ngoài thì không lao ngục thuộc tính kim mới diện tích đã rộng cỡ không gian vạn thước. Ánh sáng bao phủ vạn thước che đậy ánh sáng vàng trong thiên hạ lấp lánh sáng. Bên ngoài không gian vạn thước, mép không gian tan vỡ. Trong phút chốc náo động như thể thiên địa sao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất. Trên bầu trời, ánh sáng vàng chói mắt bao phủ quảng trường, trong thì không lao ngục thuộc tính kim ánh sáng vàng rực rỡ khuếch tán. Uy năng sắc bén sát phạt mang theo khí thế cực kỳ bá đạo càn quét thiên địa. Dưới thì không lao ngục uy năng gấp 16 lần, toàn thân Bắc Cung Hùng run rẩy, đại trưởng lão cảm giác tử vực không gian mình vận chuyển bị ức chế. Năng lượng tiêu sát sắc bén kinh khủng này như có thể trực tiếp áp chế Mộc Hoàng chi khí, chân khí thuộc tính mộc của Bắc Cung Hùng. Về thực lực thì rõ ràng uy năng tử vực không gian của Bắc Cung Hùng mạnh hơn nhiều, nhưng bỗng dưng bị ức chế tuyệt đối. Làm đại trưởng lão không cách nào vận dụng thực lực vốn có. Trên quảng trường, thì không lao ngục thuộc tính kim rằng co với bình chướng không gian màu xanh lục, có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Quanh thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên hiện ra, bốn phía gió nổi mây phun, sau lưng hắn sấm chớp đi đùng tựa như thần tích. Đôi mắt cọp bắn ra tia sáng vàng thực chất hóa lóe tia sáng lạnh, hét to. Phá cho ta! Tiếng quát dứt. Thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên vươn ra móng vuốt phải xa xa vỗ một cái. Không gian bên trên thì không lao ngục thuộc tính kim khủng bố vạn thước đột nhiên có một thủ ấn to lớn lấp lánh ánh sáng vàng xé gió bay ra. Ánh sáng vàng rực rỡ, thủ ấn to lớn tựa Phật thủ. Không gian bốn phía vỡ từng tấc khó thể phục hồi. Không gian rung động, thủ ấn trực tiếp vỗ vào bình chướng không gian màu xanh lục trước mặt Lục Lâm Thiên. Răng rắc, ánh sáng vàng thủ ấn vỗ xuống. Dọc đường đi lộ ra hư không đen ngòm giáng mạnh xuống bình chướng không gian xanh lục làm bình chướng hõm xuống như đè mạnh bong bóng to. Sóng không gian vặn vẹo đè ép thành cục nhưng còn kiên trì được. Cùng lúc gió, trên thủ ấn màu vàng, ánh sáng vàng khuếch tán chút xuống bình chướng không gian. Bình chướng không gian như bị ký hoặc gặp thiên địch, nó co rút lại. 85 ơ! Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, bình chướng màu xanh không kiên trì nổi. Thủ ấn ánh sáng vàng dồn ép bình chướng nổ tung, thủ ấn vàng bị tạc vỡ thành mảnh vụn. Bắc Cung Kình Thương biến sắc mặt hét to một tiếng. Tất cả trưởng lão mau ra tay bảo vệ bốn phía. Bắc Cung Kình Thương đã biến mất tại chỗ. Các trưởng lão đang trợn mắt há hốc mồm, nghe Bắc Cung Kình Thương hét to thì biểu tình giật mình, biến mất lao hướng mép quảng trường. Xoẹt 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 xoẹt. Các trưởng lão cùng hành động, xuất hiện ở bốn phía quảng trường to lớn, nhanh chóng kết thủ ấn. Tay các trưởng lão Bắc Cung gia tộc tuôn chân khí ra tụ thành các màn sáng, trong khoảnh khắc bốn phía quảng trường bị che lại. Bắc Cung Ngọc, nhiều cường giả đoàn Mộc Hoàng cũng góp sức bảo vệ nhiều tử đệ trong tộc. Trên quảng trường, năng lượng khủng bố khuếch tán tựa như vòm sáng bao phủ,
khoảnh khắc tràn ngập phạm vi khoảng vạn thước. Trên bầu trời lộ ra lỗ đen hư không to lớn, không gian xung quanh điên cuồng vỡ tan từng tấc. Sóng năng lượng bạo động như thực chất đè mạnh lên người Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Hùng. Dư âm kình khí, mép quảng trường có nhiều trưởng lão Bắc Cung gia tộc thực lực hơi kém chút bị va chạm mặt tái nhợt, nhưng khi tất cả trưởng lão ra tay bảo vệ bốn phía quảng trường lại, không thì e rằng không biết bao nhiêu người gặp tai bay vạ gió. Nhìn năng lượng khủng bố ập đến, các cường giả Bắc Cung gia tộc đứng ngây hư phỗng. Phụt! Trong không gian hỗn loạn, lực lượng kinh người trùng kích ập đến, Bắc Cung Hùng và Lục Lâm Thiên cùng hộc máu lảo đảo lùi liên tục. Thân cọp thụt lùi, Lục Lâm Thiên đứng thẳng tứ chi chấm đất, mắt ủ rũ. Ground! Lục Lâm Thiên đang đà trượt chân sau dẫm đất làm thế nhào lên, huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng phát ra tiếng sấm sét, cơ thể lại nhào lên. Vù 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 vù. Cùng lúc đó, thì không lao ngục thuộc tính kim trong khoảnh khắc biến mất vào thủ ấn màu vàng. Không trung gió mây vần vũ lại sáng sủa lên. Cả không gian tất cả từ từ bình tĩnh, thân hình Bắc Cung Hùng còn đang lảo đảo bị đẩy lùi, mỗi lùi một bước là mặt đất nứt ra cái khe. Ground! Trong không trung, thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, tiếng rồng ngâm vang lên khiến nhiều người tinh thần rung động. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, trong vuốt cọp to của Lục Lâm Thiên cầm thanh đại đao màu đỏ, lưỡi đao độ cong u nhã chĩa ên, thân đao tràn ngập màu đỏ máu tràn ngập sát khí. Lục Lâm Thiên cầm huyết lục, vuốt cọp cầm huyết lục biến to gấp mấy chục lần, trong ánh sáng vàng lấp lánh khí thế khiến người run sợ. Lục Lâm Thiên quát to. Duệ kim hồn đao. Thoáng chốc ánh sáng vàng bừng lên, huyết lục vạch đường cong huyền ảo. Lục Lâm Thiên giơ đao chém xuống Bắc Cung Hùng. Một luồng đao quang mang theo khí tiêu sát hùng hồn, đao quang màu vàng kèm theo tiếng nổ cực kỳ chói tai nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao quang xẹt qua sóng không gian trực tiếp hóa thành cho tàn lộ ra khe nứ ta không gian dài. Đao kỹ mạnh quá. Đao kia khiến nhiều cặp mắt kinh thán. Thanh thế nhát đao của Lục Lâm Thiên đã đến mức độ khủng bố thế này, dưới đao kia chứa linh hồn lực không chỗ không ở. Bắc Cung Hùng lảo đảo rút lui vừa mới ổn định thân hình giờ cảm giác sâu sắc hơn sự khủng bố của nhát đao đó. Khí thế lặng lẽ tiêu sát từ thanh đao làm lòng Bắc Cung Hùng run sợ. Năng lượng quái dị giống như vũ khí thiên giai vừa rồi, có thể vô hình chung trực tiếp khắc chế Bắc Cung Hùng. Còn kèm theo linh hồn lực hùng hồn ập đến khiến Bắc Cung Hùng bị ức chế gắt gao, uy năng đao kỹ này rất gần với vũ khí thiên giai. Vù 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 vù. Trước đao quang ánh sáng vàng lấp lánh, khe nứt đen ngòm đã khuếch tán tới trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng không cách nào tránh đi, toàn thân chật vật, máu tươi đầm đìa. Bắc Cung Hùng bối rối tuôn ra chân khí ồ ạt. Một cột sáng năng lượng màu lục bắn ra. Cột sáng năng lượng màu lục vừa bắn ra thì miệng Bắc Cung Hùng lại hộc máu. Phụt! Bắc Cung Hùng mới vừa vận dụng tử vực không gian này đã nỏ mạnh hết đà. Giây tiếp theo đao quang màu vàng, cột sáng năng lượng màu lục như thiên thạch va chạm vào nhau. Loại va chạm này khiến người không kiềm được lòng run lên. Xoẹt! Chỉ giây lát ngắn ngủi, đao quang màu vàng chém vào cột sáng năng lượng màu lục. Khí tiêu sát ngập trời ập đến, thế như trẻ che xẻ cột sáng màu lục ra. Đao quang giáng xuống, thế như trẻ che, mang theo khe nứt không gian đen ngòm, khí thế sát khí sắc bén ngập trời, công kích linh hồn khủng bố chớp mắt hoàn toàn giải phóng ra. Với công kích linh hồn khủng bố, Bắc Cung Hùng nỏ mạnh hết đà chân chối nhìn. Khí tiêu sát sắc bén chút xuống, một luồng đao quang đập mạnh xuống. Nguy rồi! Bắc Cung Hùng biến sắc mặt. Cảm nhận nhịp tim đập nhanh và nỗi sợ hãi. Bắc Cung Hùng không ngờ trận chiến với Lục Lâm Thiên đem lại kết quả này. Đúng là Lục Lâm Thiên rất mạnh nhưng Bắc Cung Hùng đường đường là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc, một chân bước ra tôn giai, tại sao Lục Lâm Thiên mạnh hơn lão được? Nhưng kết quả bày ra trước mắt Bắc Cung Hùng. Nguy rồi! Trong giây phút này mọi cặp mắt nhìn chằm chằm đao quang vàng của Lục Lâm Thiên. Trong không gian to lớn mọi người nín thở. Trái tim sắp nhảy ra LNG ngực. Răng rắc. Đao quang mang theo khe nứt không gian đen ngòm chốc lát giáng xuống vai Bắc Cung Hùng. Đao quang màu vàng cuồng bạo, áo giáp màu lục trên người Bắc Cung Hùng tan vỡ, vết nứt phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng như chất axit có tác dụng ăn mòn làm áo giáp ướt rạn. Cộp cộp cộp. Trong chốc lát Bắc Cung Hùng hoảng sợ hoàn toàn biến sắc mặt, vùng vẫy cố gắng thụt lùi. Nhát đao kia với khí thế tiêu sát sắc bén xâm thực vào cơ thể Bắc Cung Hùng, ức chế chân khí trong người. Lúc này Phi Linh Môn không biết Duệ Kim Hồn Đao của Lục Lâm Thiên là lĩnh ngộ từ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc,
cũng dung nhập vào công kích linh hồn. Trong thì không lao ngục, lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên là đạo lý ngũ hành tương sinh, ức chế thuộc tính các hệ nhưng chẳng qua vô hình. Lúc trong tử vực không gian Lục Lâm Thiên bị ức chế không phải hắn cố ý, hắn muốn lĩnh ngộ ngũ hành tương khắc nhưng thử rất nhiều lần mà không thành công. Duệ Kim Hồn Đao là một trong ngũ đao thuộc ngũ hành huyết đao quyết mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ ra. Bắc Cung Hùng chính là thuộc tính mộc, Lục Lâm Thiên thi triển Duệ Kim Hồn Đao, ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc vô hình chung khắc chế Bắc Cung Hùng. Đương nhiên đây là bởi vì Bắc Cung Hùng có mộc hoàng chi khí, nếu tu luyện giả không có hoàng khí bảo vệ e rằng sớm bị Lục Lâm Thiên khắc chế gắt gao. Răng rác, Bắc Cung Hùng vùng thoát thụt lùi nhanh, đao quang màu vàng toàn bộ giáng xuống. Áo giáp linh vũ khí phòng ngự địa giai trên người Bắc Cung Hùng không chống đỡ nổi, tất cả vỡ nát thành mảnh nhỏ. Vù 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 vù. Trường bào trên vai ở Bắc Cung Hùng bị cắt vỡ, cơ thể miễn cưỡng rút ra khỏi đao quang. Bắc Cung Hùng lảo đảo thụt lùi, phun bãi máu. Phụt. Cả người Bắc Cung Hùng uể oải, tóc dài màu trắng đen rối tung, dính nhiều vết máu. Trên vai trường bào có một vết đao ngân không ngắn ứa máu tươi nhuộm đỏ trường bào đằng trước. Bắc Cung Hùng rất là uể oải, chật vật. Thân hình khổng lồ đáp xuống đát, Lục Lâm Thiên phát ra tiếng cọp giống. Growl. Thân cọp và huyễn ảnh thanh vũ rực thu về biến thành bản thể, Lục Lâm Thiên cầm huyết lục xéo ra sau. Trường bào màu xanh không gió tự bay, tuy mặt Lục Lâm Thiên tái nhiệt xám xịt nhưng có khí thế bá đạo lăng tuyệt, khí thế bao trùm không gian, tựa như chiến thần. Quảng trường hoàn toàn tĩnh lặng, không thanh âm, không gian yên tĩnh hơi nặng nề. Có chút đáng sợ. Hộc hộc. Trong không gian yên lặng chợt vang tiếng hút ngụm khí lạnh, mọi người ngây như phỗng nhìn. Lục Lâm Thiên quá mức bá đạo cường đại. Cực Lạc Tam Quỷ rung động. Nhị thiếu gia cường đại tới mức này sao? Ba người ngó nhau, cực kỳ kích động. Ba người biết rõ hiện tại bọn họ đã là người Lục gia, nhị thiếu gia xối xử tốt với bọn họ. Nếu nhị thiếu gia mạnh là Lục gia mạnh, có Lục gia làm chỗ dựa thì sau này Cực Lạc Tam Quỷ yên ổn. Được nhị thiếu gia chăm sóc, về sau ba người sẽ sống khổ sao? Bắc Cung Kình Thương khoanh tay đứng trên cao, mắt lóe tia sáng, khóe môi cô an lên cười khổ nói. Yêu nghiệt! Bắc Cung Diễn Siêu rung động và vô cùng nghi ha ọc. Tiểu tử này tuyệt đối không phải con người, sao mạnh quá vậy? Hình như có thể khắc chế Bắc Cung gia tộc ta. Trước bao cặp mắt rung động, Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, lại hộc máu. Phụt! Bắc Cung Hùng phun búng máu, các cặp mắt run rẩy. Vài trưởng lão Bắc Cung gia tộc lòng run sợ, như có người tát thẳng vào mặt bọn họ. Đám người tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão uể oải, bọn họ không thể chấp nhận điều này, không dám tin. Nhưng hiện tại tất cả thật sự xảy ra, đại trưởng lão, một chân bước ra tôn giai, một trong cường giả đỉnh cao trong toàn Bắc Cung gia tộc lại thua vào tay Lục Lâm Thiên, còn bị trà đạp thê thảm. Lục Lâm Thiên kéo đao lên, bước tới trước hai bước. Huyết lục chỉ thẳng vào Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão, còn muốn đánh không? Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, huyết đao chỉ thẳng, mắt lóe tia sáng. Tất cả người Bắc Cung gia tộc mắt hấp háy, như thể huyết đao không phải chỉ vào Bắc Cung Hùng mà là toàn Bắc Cung gia tộc. Đao kia chỉ thẳng, bất phàm và tôn nghiêm của hoàng tộc Bắc Cung gia tộc bị đao kia chém nát. Bắc Cung Hùng lảo đảo run rẩy, lòng tràn ngập cảm giác bất ngực, bị tiêu hao hết sạch, vết thương nặng nề. Bắc Cung Hùng biết mình đã thua, thua hoàn toàn, thua rất thảm. Bắc Cung Hùng thua tức là nguyên Bắc Cung gia tộc thua, làm một trong lục đại hoàng tộc, sau này Bắc Cung gia tộc không còn tư cách tự phụ trước mặt Lục Lâm Thiên nữa. Mắt đám người Bắc Cung gia tộc tập trung vào đại trưởng lão, lúc này thì tất cả tử đệ Bắc Cung gia tộc đều hy vọng đại trưởng lão có thể tái chiến nữa. Thua trận chiến là nguyên Bắc Cung gia tộc cũng thua, thua ngạo khí mà áo giáp thanh linh luôn kiêu hãnh, tự cao bất phàm. Tất cả trưởng lão Bắc Cung gia tộc nhìn đại trưởng lão, ánh mắt có bất đắc dĩ, có cười khổ, có run rẩy, có rung động. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng, thở dài. Làm tộc trưởng của Bắc Cung gia tộc, phụ thân vô song, lúc này Bắc Cung Kình Thương mâu thuẫn nhất. Làm tộc trưởng của Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Kình Thương hy vọng đại trưởng lão sẽ thắng, đây là niềm kiêu hãnh của Bắc Cung gia tộc. Dù Bắc Cung Kình Thương biết rõ Bắc Cung gia tộc, thậm chí là lục đại nhân hoàng tộc khó thể so sánh với lúc trước. Nhưng làm phụ thân vô song, Bắc Cung Kình Thương không muốn nữ nhi chịu uất ức, không muốn ngăn cản chuyện gì của nữ nhi. Nữ nhi thích thì Bắc Cung Kình Thương chỉ có thể trợ giúp, hùa áng chỉ bản thân gã rất vừa lòng với Lục Lâm Thiên. Gạt Bắc Cung gia tộc sang một bên,
trên đại lục không nhiều người xứng với nữ nhi Bắc Cung Kình Thương, Lục Lâm Thiên là người mạnh nhất trong đó. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, thật lâu sau nói. Lục Lâm Thiên, ta thua. Bắc Cung Hùng nói xong lại yếu thêm mấy phần. Cộp cộp cộp. Đại trưởng lão dứt lời, mặt tam trưởng lão trắng bệch, người mềm nhũn thụt lùi mấy bước. Đại trưởng lão thua là tam trưởng lão sẽ lóa chạy, hỏi sao lão chịu nổi. Lão đường đường là tam trưởng lão của Bắc Cung gia tộc, nếu lóa chạy trên quảng trường còn không bằng trực tiếp giết lão cho rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Hùng, thu huyết lục vào người, mắt lóe tia sáng. Đa tạ đại trưởng lão thừa nhận. Mặt Bắc Cung Hùng tái nhợt buồn bã nói. Là thực lực của chính ngươi, ngươi thắng tức là thắng. Lục Lâm Thiên nói. Thực lực đại trưởng lão cường đại, ta phải dùng hết sức mới thắng hiểm được. Đại trưởng lão danh bất hư truyền, lúc trước tiểu tử có điều đắc tội, xin đại trưởng lão thứ lỗi cho. Bắc Cung Hùng mắt lóe tia sáng. Lục Lâm Thiên, ngươi thắng là thắng, đừng dùng kiểu này chế nhạo lão phu. Câu đó nghe vào tai Bắc Cung Hùng chẳng khác gì nhạo báng. Lục Lâm Thiên mới tu luyện bao lâu? Cùng lắm 20, 30 năm. Bắc Cung Hùng là ai? Lão đã tu luyện hàng trăm, ngàn năm nhưng bây giờ thua vào tay Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mắt hấp háy mỉm cười nói. Đại trưởng lão nghĩ nhiều rồi, lúc trước có điều bất kính vì muốn chọc giận đại trưởng lão, tiểu tử mới nhặt lợi. Đã xúc phạm nhiều, đại trưởng lão bao dung cho. Tiểu tử và Vô Song sớm có hôn ước, tiểu tử sẽ không bao giờ phụ Vô Song. Tiểu tử cầu Mộc Hoàng chi khí vì gia sư, nên không thể không lấy, mới buộc phải chiến đấu cùng đại trưởng lão, đã mạo phạm. Bắc Cung Hùng ngước lên nhìn thẳng đôi mắt Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt đó không hề có sự nhạo báng. Khuôn mặt già nua khẽ thở dài. Thôi, ta thua, theo ước định ngươi có thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ. Hôn sự của ngươi và Vô Song sau này trưởng lão Bắc Cung gia tộc sẽ không ngăn cản. Lục Lâm Thiên chắp tay hành lễ. Gia tạ đại trưởng lão thành toàn. Lúc này thái độ Lục Lâm Thiên rất khiêm nhường là có nguyên nhân. Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng là một trong những trưởng lão hết sức ngăn cản hôn sự của Lục Lâm Thiên và Vô Song, tuy hắn tức giận nhưng đứng trên lập trường Bắc Cung gia tộc thì các trưởng lão không làm sai. Quan trọng nhất là lúc đánh nhau Lục Lâm Thiên cảm giác đại trưởng lão tức giận nhưng không hề chứa sát ý, làm tất cả chỉ đơn thuần vì ngăn cản hắn. Vô Song là người Bắc Cung gia tộc, Lục Lâm Thiên không muốn có quan hệ kém với Bắc Cung gia tộc. Tuy đại trưởng lão thua nhưng với nội tình Bắc Cung gia tộc, Lục Lâm Thiên không muốn ảnh hưởng quan hệ sau này cùng Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng. Ta đã hiểu tại sao Phi Linh Môn Ho nhỏ lại phát triển nhanh như vậy. Vô Song không nhìn lầm người, ta yên tâm. Lục Lâm Thiên ngần ngừ một chút, tay cầm viên đế linh tấn thần đan đưa tới trước mặt Bắc Cung Hùng. Làm đại trưởng lão bị thương nhưng tiểu tử chỉ vì bất đắc dĩ. Tu vi của đại trưởng lão đã một chân bước ra đẳng cấp tôn giai, có lẽ thứ này sẽ giúp ích cho đại trưởng lão. Xin đại trưởng lão hãy nhận lấy. Là đế linh tấn thần đan. Nhìn đế linh tấn thần đan trong tay Lục Lâm Thiên, tất cả trưởng lão Bắc Cung gia tộc ngơ ngẩn ngó. Không ai ngờ Lục Lâm Thiên cho đại trưởng lão một viên đế linh tấn thần đan, đây không phải vật tầm thường, ai lại ngốc đi cho người khác báu vật thế này. Báu vật như vậy nếu gặp người cần nó, dùng một thần khí đổi lấy cũng sẽ cam tâm tình nguyện giao dịch. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng. Bắc Cung Hùng nhìn chằm chằm đế linh tấn thần đan trong tay Lục Lâm Thiên xong ngó lên hắn, khuôn mặt giàn vua, mắt lóe tia sáng. Đến tu vi hiện tại của Bắc Cung Hùng thì đế linh tấn thần đan là thứ lão rất gần. Trong Bắc Cung gia tộc có nội tình cường đại, báu vật ngang ngửa đế linh tấn thần đan cũng có nhưng không bằng đế linh tấn thần đan. Từ lúc trong lão thân là Bắc Cung Hùng đã biết hiệu quả đế linh tấn thần đan rồi. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Lâm Thiên, mắt hấp háy nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi. Lục Lâm Thiên, đế linh tấn thần đan không phải vật bình thường, người tặng nó cho ta mà không đau lòng sao? Đau lòng, tất nhiên đau lắm. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nhưng tiểu tử thật sự khâm phục con người đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng hỏi. Ý là sao? Nói ta nghe. Ta ngăn cản ngươi và Vô Song, không cho ngươi có Mộc Hoàng chi khí mà ngươi còn phục ta. Thế này không xuôi tai. Lục Lâm Thiên cười cười, mắt hấp hái. Đại trưởng lão ngăn cản tiểu tử và Vô Song, không cho tiểu tử có Mộc Hoàng chi khí, đứng ở lập trường Bắc Cung gia tộc thì đại trưởng lão nên làm vậy, tiểu tử nào dám trách móc gì.
Bắc Cung gia tộc có đại trưởng lão ở là phúc của Bắc Cung gia tộc. Đại trưởng lão đấu với tiểu tử, bị tiểu tử xúc phạm bất kính, tuy tức giận nhưng không hề có sát ý với tiểu tử, chỉ muốn dạy tiểu tử một bài học. Nhân phẩm như vậy không uổng là một trong lục đại nhân hoàng tộc, làm tiểu tử khâm phục. Tiểu tử đánh đại trưởng lão bị thương, một viên đế linh tấn thần đan không tính là gì. Lục Lâm Thiên tạm dừng, nhìn nhiều cường giả Bắc Cung gia tộc quanh quảng trường mắt hấp háy. Lục Lâm Thiên tiếp tục bảo. Đại trưởng lão đã đồng ý hôn sự của tiểu tử và Vô Song, trong lòng ta thì Vô Song không phải một viên đế linh tấn thần đan có thể so sánh, nên tiểu tử đã được lợi. Nếu tới lúc đó tiểu tử may mắn được một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ phục hồi cho gia sư thì càng có lợi lớn hơn. Huống chi mới rồi tiểu tử hủy một vũ linh khí phòng ngự địa giai của đại trưởng lão, nên một viên đế linh tấn thần đan không là gì, xin đại trưởng lão hãy nhận lấy. Nghe Lục Lâm Thiên nói, toàn trường yên lặng, các cặp mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Bắc Cung Hùng nghe Lục Lâm Thiên nói, con người co rút rồi cười phá lên. Ha ha ha! Bắc Cung Hùng ngừng cười, mắt lộ ý cười nói. Thì ra tiểu tử nhà ngươi muốn đế linh tấn thần đan làm xính lễ đưa đi sao? Bắc Cung Hùng nhìn Bắc Cung Kình Thương phía bên cạnh. Tộc trưởng, có thể từ lão phu nhận xính lễ của tiểu tử này không? Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng mỉm cười nói. Nếu đại trưởng lão cũng đồng ý thì đương nhiên có thể nhận lấy. Bắc Cung Hùng xoay người nhìn Lục Lâm Thiên, mắt nóng cháy nhận đế linh tấn thần đan vào tay. Tốt, ta nhận đế linh tấn thần đan này. Bắc Cung Hùng nhìn toàn trường. Các vị tử đệ Bắc Cung gia tộc, tuy Lục Lâm Thiên không phải người của Bắc Cung gia tộc ta nhưng đủ chuẩn trở thành nữ tế của Bắc Cung gia tộc ta. Sau này có người nào phản đối thì đừng trách ta là người thứ nhất không khách sáo với hắn. Chúng ta lĩnh mệnh. Trên quảng trường bốn phía các tử đệ Bắc Cung gia tộc cung kính đám. Trưởng lão Bắc Cung gia tộc không dám phản đối, lúc này làm gì có ai nói gì. Bắc Cung Diễn Siêu đứng cạnh Bắc Cung Kình Thương mắt hấp háy. Tiểu tử này không chỉ mạnh về thực lực, hèn gì nhỏ tuổi đã ngồi trên chức minh chủ đế đạo minh. Tuy vì một số nhân tố nhưng cũng không đơn giản. Bắc Cung Nhất nói, phi linh môn tụ tập nhiều cường giả không phải ngẫu nhiên. Bắc Cung Kình Thương không lên tiếng, khoanh tay đứng, khóe môi cong lên. Ngay lúc này, Bắc Cung Kình Thương nhìn chằm chằm không gian đằng trước, ánh mắt rung động. Bắc Cung Hùng nói, Lục Lâm Thiên, ánh mắt của Vô Song rất tốt, tiếp tục cố gắng đi. Thuộc tính mới của ngươi siêu mạnh, hãy chăm chỉ lĩnh ngộ. Lão phu chờ ngươi giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ đại thành thuộc tính, một hơi thành đế khiến Lục gia đặt chân đệ thất nhân hoàng tộc. Lục Lâm Thiên cười cười, tuy hắn đau lòng một viên đế linh tấn thần đan nhưng có thể hòa giải quan hệ với Bắc Cung gia tộc thì rất đáng giá. Dù đế linh tấn thần đan quý giá đến mấy thì Lục Lâm Thiên có cơ hội luyện chế lại. Ngay lúc này, không trung phía trước vang lên thanh âm. Vô Song đa tạ đại trưởng lão thành toàn. Một bóng dáng màu lục thướt tha như tia sáng xẹt qua không gian. Khi thanh âm cuối cùng dứt, bóng dáng thướt tha đã xuất hiện trên quảng trường. Thân hình nhấp nhô linh lung, váy màu lục bay phấp phới, sợi tóc ca bay bay, toàn thân toát ra khí chất cao quý trang nhã hồn nhiên. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như tiên dáng trần, giống tiên nữ không ăn khói lửa trần gian. Vô hình chung có khí chất khiến người Bắc Cung gia tộc rung động toàn thân. Còn người Bắc Cung Hùng co rút, kích động nhìn chằm chằm. Thần nữ, bóng dáng thướt tha xuất hiện, bình tĩnh đứng trên quảng trường. Nàng chỉ đứng lặng lại kéo theo trái tim tất cả cường giả Bắc Cung gia tộc. Các cặp mắt ngạc nhiên sau đó chuyển sang sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhiều người kích động. Trong kích động vui sướng, mọi người giật mình phát hiện chân khí trong cơ thể ngừng vận chuyển. Sâu trong linh hồn lan tràn run rẩy, kính sợ tuyệt đối, là sự kính sợ với ương giả. Vô hình chung mọi người bị ức chế. Là thần nữ trở lại. Thần nữ trở lại từ thần điện. Bái kiến thần nữ. Nhìn người đột nhiên xuất hiện trên quảng trường, tất cả người Bắc Cung gia tộc có mặt quỳ một gối xuống cung kính hành lễ. Thần nữ của Bắc Cung gia tộc có địa vị không dưới tộc trưởng, về vài mặt còn trên cả tộc trưởng. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ nhìn ngây ngẩn. Đẹp quả, trong thiên địa còn có nữ nhân xinh đẹp đến thế sao? Bóng hình thướt tha đến, váy dài bay bay, toàn thân toát ra khí chất cao quý trang nhã hồn nhiên thiên thành. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần, không phải Bắc Cung Vô Song thì còn ai? Bắc Cung Vô Song phất ống tay áo dài kêu mọi người miễn lễ. Các vị hãy đứng lên đi.
khí chất cao quý đó khiến người không dám nhìn thẳng. Bắc Cung Vô Song lắc người đến trước mặt Lục Lâm Thiên, khuôn mặt xinh đẹp mắt long lanh. Lục Lâm Thiên đã sớm nhìn chằm chằm thân hình linh lung đáp xuống trước mặt mình, khuôn mặt tuyệt trần quen thuộc làm mắt hắn rưng rưng. Trước cặp mắt nhìn chăm chú của mọi người Bắc Cung gia tộc, thân hình xinh đẹp lao vào ngực Lục Lâm Thiên. Sao ngươi đến đây, ta còn định trở về rồi sẽ đi tìm ngươi. Nhìn thần nữ nhào vào ngực Lục Lâm Thiên, toàn trường ngây ra, bao nhiêu nam nữ thanh niên nát tim, hâm mộ ghen tị. Lục Lâm Thiên ôm chặt Vô Song trong ngực. Ta đến vì chút việc, nàng ra thần điện từ khi nào? Bắc Cung Vô Song chui ra khỏi ngực Lục Lâm Thiên, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, nàng thầm đau lòng. Mấy hôm trước vừa ra thần điện, chuyện này về sau nói tiếp. Bắc Cung Vô Song quay đầu nhìn Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão ra tay nặng quá, lần sau không được bị thương Lâm Thiên. Khuôn mặt già nua sừng sốt, bây giờ người bị thương nặng hơn là lão mới đúng, ai đều nhìn ra. Còn lần sau, Bắc Cung Hùng tuyệt đối không muốn có lần sau. Bắc Cung Hùng cười khổ nói. Ánh mắt thần nữ phi phàm, sau này lão phu không còn lời nào để nói. Bắc Cung Vô Song nhìn Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão cũng bị thương. Dường như Bắc Cung Vô Song chợt nhận ra Bắc Cung Hùng bị thương nặng hơn Lục Lâm Thiên nhiều. Bắc Cung Hùng cười khổ, mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Tạm tạm. Lát sau, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư cưỡi trên độc long thú Thiên Mộc trở lại đình viện nơi Lục Lâm Thiên trú ngụ. Trong đình viện, Tuyết Sư tự động lùi ra ngoài không dám quấy rầy chủ nhân. Bên ngoài đình viện, nhị thiếu gia thật là có diễm phúc sâu. Âm quỷ nói. Không ngờ thiếu chủ nhân người nào người nấy thật đẹp. Tuyết Sư nói. Đương nhiên rồi, ta nghe Lục Tiểu Bạch nói Vô Song tiểu thư từ nhỏ lớn lên cùng chủ nhân. Dương quỷ nói. Vậy là thanh mai trúc mã với nhị thiếu gia. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, lại ôm nàng vào ngực, vuốt mái tóc mềm. Ta rất nhớ nàng. Bắc Cung Vô Song rúc vào ngực Lục Lâm Thiên, vươn bàn tay trắng ra khỏi ống tay áo, hai tay ôm chặt hắn. Ta cũng vậy. Lát sau hai người tách ra, bốn mắt nhìn nhau, không nói thêm gì. Lục Lâm Thiên nâng khuôn mặt xinh đẹp trước mắt lên, bàn tay luồn ra sợi tóc mềm, cúi đầu hôn khuôn mặt xinh đẹp, thật nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi kiểu diễm. Bắc Cung Vô Song khẽ nhắm mắt, ngước đầu lên, bờ môi truyền đến xúc cảm ướt át. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng ngậm, từ từ hôn. Hai tay Bắc Cung Vô Song vịn cánh tay Lục Lâm Thiên nghênh đón nụ hôn sâu, cảm giác tê dại truyền từ cánh môi. Giờ phút này, hai người chỉ có tình yêu, một tình yêu đơn thuần, quên hết tất cả, lưỡi và lưỡi hòa vào nhau, ể ra nỗi nhớ nhung. Trong nụ hôn sâu Lục Lâm Thiên bắt đầu sự cướp đoạt nam giới đối với nữ giới, đầu lưỡi dần di chuyển. Lát sau Bắc Cung Vô Song nhẹ đẩy Lục Lâm Thiên ra. Lâm Thiên, được rồi. Lục Lâm Thiên cúi đầu muốn hôn tiếp nhưng Bắc Cung Vô Song giơ tay che môi. Ngươi còn vết thương trong người, điều tức trước đi. Lục Lâm Thiên gật đầu. Lục Lâm Thiên ôm nữ nhân trong ngực. Trong thần điện mọi người đều ra hết sao. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, ngón trỏ làm nũng nhấn chóp mũi Lục Lâm Thiên. Ngươi muốn hỏi cảnh văn chứ gì? Lục Lâm Thiên cười bất đắc dĩ. Tuy hắn muốn biết tin tức cảnh văn nhưng cũng muốn biết Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Yên Triệt, Chuyên Tôn Tông Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ ra sao. Mấy người này cũng là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ lục đại nhân hoàng tộc. Bắc Cung Vô Song nói. Mọi người đều đi ra, tất nhiên cảnh văn cũng ra. Ta nóng lòng trở về, ai ngờ mới về tộc đã nghe nói ngươi đang đấu cùng đại trưởng lão, làm ta sợ muốn chết. Thực lực của đại trưởng lão cực kỳ cường đại. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đúng là rất mạnh, rốt cuộc thắng hiểm. Ta không ngờ ngươi sẽ thắng, xem ra trong thời gian ngắn này ngươi lại được nhiều cơ duyên đúng không? Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, tiếp tục bảo. Phải rồi, sao ngươi đến Bắc Cung gia tộc? Lục Lâm Thiên kể sơ tình huống cho Bắc Cung Vô Song nghe. Cần Mộc Hoàng chi khí thì sư phụ mới phục hồi được, nên ta nhất phải có Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ. Khuôn mặt xinh đẹp lộ nét trầm trọng, Bắc Cung Vô Song nói. Thiên Mộc Thần Thụ là báu vật chấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta. Nghe nói ngàn năm trước dường như Thiên Mộc Thần Thụ gặp bình cảnh đột phá, không cho phép người Bắc Cung gia tộc đến gần. Ngươi muốn có một Mộc Hoàng chi khí e rằng rất khó khăn, tuy thực lực của ngươi mạnh nhưng không thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ được.
Lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ đại thành thuộc tính mộc dưới thiên mộc thần thụ, một hơi thành đế, thiên mộc thần thụ được nhiều lợi ích. Cho đến nay cường giả trong tộc không bao nhiêu người thắng thiên mộc thần thụ. Bắc Cung Vô Song có biết chút ít về thiên mộc thần thụ. Lục Lâm Thiên nói, mặc kệ thế nào thì ta phải cố gắng thử một lần. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương đã nói đại khái mấy chuyện này, tuy biết nguy hiểm nhưng Lục Lâm Thiên không còn cách nào khác, trong lòng hắn hơi tò mò về thiên mộc thần thụ. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song lo lắng nói, quá nguy hiểm, ngươi không thể tùy tiện đi. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Bắc Cung Vô Song không thể để Lục Lâm Thiên mạo hiểm. Lục Lâm Thiên cười cười, nguy hiểm mấy thì hắn cũng phải thử một lần. Lục Lâm Thiên đổi đề tài, mắt chợt lóe sáng hỏi. Vô Song, trong thần điện chắc các người được nhiều cơ duyên đúng không? Chuyện này thì về sau ta sẽ kể cho nghe, ngươi lập tức điều tức cho ta. Bắc Cung Vô Song nói. Ta sẽ đi tìm phụ thân. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Thôi được. Lục Lâm Thiên đưa Bắc Cung Vô Song ra khỏi đình viện, nhìn thân hình thướt tha động lòng người cưỡi độc long thú thiên mộc rời đi. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, xem khí thế Bắc Cung Vô Song thì toàn thần điện có lẽ Vô Song được ích lợi khá nhiều. Lúc này hơi thở tu vi trên người Bắc Cung Vô Song làm Lục Lâm Thiên khó phán đoán đã mạnh tới mức nào.